ông già mặc vải thô tìm đến một tòa tiểu lầu tĩnh mịch. Triệu Bân vốn muốn nói chuyện với ông ta, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, hôm nay không phải chỉ cần diễn xuất, mà còn phải đánh đòn tâm lý, không nên quá vội vàng tiến tới. Tên nhóc này sao lại không hiếu kỳ chút nào nhỉ? Thấy Triệu Bân không đi theo, ông già mặc vải thô lẩm bẩm. Cần phải biết, ông ta là một võ tu cảnh giới huyền dương, tên tiểu bối này lẽ ra phải chạy lại nịnh nọt ông ta mới phải, nếu như hắn khiến cho ông ta vui, có khi ông ta còn thưởng cho hắn một số bảo vật. Triệu Bân thì hay rồi, không hề tỏ ra hứng thú một chút nào. Chỉ có điều, cẩn thận suy nghĩ một lát thì ông già mặc vải thô cũng bình thường trở lại. Vị lão tiền bối đáng sợ dậy ra đồ nhi này, 8-9 phần chính là sóng to gió lớn, còn như ông ta cho dù có cảnh giới huyền dương đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một khúc lạch ngầm mà thôi. Không lâu sau, Triệu Bân trở về cửa hàng binh khí. Khi đi ngang qua tòa tiểu lầu, hắn cũng có ngó nghiêng một chút, nhưng sau đó liền quay về phòng bên cạnh khóa cửa, hồi lâu cũng không thấy đi ra. Thật là chịu nổi cảnh tĩnh mịch. Ông già mặc vải thô thở dài, ông ta là võ tu cảnh giới huyền dương, cũng không thể tự chạy đi tìm một tên nhóc cảnh giới ngưng nguyên nói chuyện phiếm. Làm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Ong, ong. Ở bên này, Triệu Bân đang tế sấm sét cùng thú hỏa, đồng thời tôi luyện hai món binh khí, giống như có ba đầu sáu tay, một bên lưu chuyển thái sơ thiên lôi quyết, một bên lưu chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, một bên lĩnh hội bước phong thần, một bên lĩnh hội huyền môn thiên thư. Tới khi màn đêm buông xuống, hắn mới ngừng tay lại. Một ngày không ngừng luyện khí, hắn cũng đã kiệt sức, tinh lực tiêu hao sạch sẽ, giống như một quả cà héo, dường như sắp chìm vào giấc ngủ sâu như hôn mê vì lại một lần nữa bị quá tải. Lúc này, hắn mới lấy đan dược ra. Ba viên chân nguyên đan tỏa ra mùi thơm sảng khoái khắp phòng. Muốn dùng đan dược cũng phải chú ý. Giống như hắn, dùng đan được lúc tinh lực khô kiệt thì hiệu quả sẽ cao hơn, ba viên đan dược đưa vào cơ thể, tựa như suối mát thanh tẩy, bổ sung tinh lực cho hắn, ngay cả tinh thần của hắn cũng được bồi bổ. Một lần nữa, hắn cảm thấy thần sắc biến hóa, sắc mặt trắng bệch đã biến mất, những tơ máu đỏ ngầu trong mắt cũng đã biến mất, hơn nữa ánh mắt còn trở nên sâu sắc hơn. Không tệ. Triệu Bân mỉm cười. Mãn nguyện hấp thụ hương thơm còn vương lại của đan dược, nếu uống thêm vài viên chắc chắn sẽ còn cảm thấy tuyệt vời hơn, uống 2-3 cân cũng chẳng sợ nhiều. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Bên ngoài có tiếng gọi của võ nhị, trên bàn đã bày đầy rượu thịt, thật đúng là ngày nào cũng có rượu thịt để ăn. Đãi ngộ của cửa hàng binh khí Triệu gia quả thực rất hào phóng. Ta ra ngay. Triệu Bân trả lời, xoay người đi ra ngoài, hắn đúng là đang đói đến phát run. Lúc hắn đi ra ngoài, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía tòa tiểu lầu bên cạnh trước tiên, sau đó hắn ngập ngừng gọi, tiền bối, xuống đây uống vài ly không? Lỗ Mãng và mấy người lão tôn đều ngước lên nhìn. Bọn họ biết ở trong cửa hàng binh khí có một người tự tới trú ngụ, nhưng cho đến nay bọn họ vẫn không biết được lai lịch của người này, chỉ biết là người này tới tìm Triệu Bân, lại còn là một cao thủ đáng sợ có cảnh giới huyền dương. Két! Dưới ánh mắt chú ý của mọi người. Cửa của tiểu lầu mở ra, ông già mặc vải thô vươn vai bước ra, vẻ mặt tỏ rõ thái độ rằng ông đây không muốn ăn, nhưng vì ngươi đã lên tiếng mời nên ta mới miễn cưỡng ra ngồi ăn chung với ngươi, xem như là nể mặt ngươi. Vèo! Triệu Bân chỉ cảm thấy một trận gió thoảng qua, rồi bằng một cách quỷ quái nào đó, ông già mặc vải thô đã từ trên tòa tiểu lầu phóng tới đây rồi. Tốc độ nhanh quá! Trong lòng Triệu Bân cảm thấy kinh ngạc, thân pháp của ông ta thật huyền diệu. Cho dù muốn giải quyết võ tu cảnh giới chân linh thì sợ rằng cũng chẳng cần tới chiêu thứ hai, chỉ cần một chiêu liền có thể diệt gọn. Từ cảnh giới địa tạng hạ xuống, quả thật là bá đạo. Triệu Bân thầm thở dài, không phải là hắn chưa từng nhìn thấy võ tu cảnh giới huyền dương, cha hắn Triệu Uyên và Diêm Lão Quỷ cũng đều là võ tu cảnh giới huyền dương, nhưng so với ông già này thì đúng là không thể so sánh bằng. Cùng là cảnh giới huyền dương, nhưng cách biệt lại quá lớn. Tiền bối. Mời lại đây uống vài ly. Ông già mặc vải thô ngồi xuống, Lỗ Mãng rất hiểu chuyện, nở nụ cười rồi cầm vò rượu lên rót cho ông ta, người này thật đáng sợ, cần được phục vụ chu đáo. Trẻ nhỏ dễ dậy. Ông già mặc vải thô vuốt râu, nói sao cũng cảm thấy mấy tên nhóc này rất vừa ý mình, nhất là cái tên gọi là Triệu Bân thiếu gia đó. Triệu Bân cũng cười, cùng mọi người ngồi xuống. Không khí bữa tối này có chút kỳ quái, thường ngày chỉ có người trong nhà. Nay lại có thêm một vị tiền bối đáng sợ,
cho nên ai cũng cẩn trọng hơn rất nhiều. Nhưng ba người kia tửu lượng không tốt lắm, vừa uống được tí rượu là gương mặt đã đỏ bừng, mặt dày mày dạn gây hấn với nhau, hắn muốn ngăn cũng không được. Thế là cho tới tận bây giờ, bọn họ vẫn còn bị treo trên cây. Người ra tay chính là ông già mặc vải thô, ông ta muốn ăn một bữa cơm mà cũng không được thanh tịnh, mấy người này rõ là muốn bị ăn đập. Ông già này ra tay ác thật. Triệu Bân thì vẫn bình an vô sự, ngồi yên giống như một đứa trẻ ngoan. Hắn không biết ông già mặc vải thô đã ra tay như thế nào, chỉ thấy ánh mắt của ông ta lóe lên, sau đó thì ba người kia liền bị đá văng lên trời. Hửm! Viên ngọc nhỏ đeo trên ngực của hắn bỗng phát ra ánh sáng màu tím. Rất rõ ràng, xung quanh nhất định có võ tu cảnh giới huyền dương. Với thực lực của mình, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một chút khí tức. Chắc là đám võ tu cảnh giới huyền dương của Liễu gia. Trong lòng Triệu Bân thầm suy đoán, bọn chúng chắc chắn là tới đây để thăm dò tin tức. Hắn đã đoán đúng. Quả nhiên có võ tu cảnh giới huyền dương của Liễu gia đang ở đây, kẻ đó khoác một chiếc áo choàng đen lớn, đang núp ở một bên mái hiên, từ chỗ đó có thể nhìn thấy rõ ràng sân tiểu viện. Cảnh giới huyền dương. Kẻ áo đen cau mày, nhìn về phía ông già mặc vải thô, chỉ có thể thấy được khí tức vô cùng mơ hồ. Nhất định là võ tu cảnh giới huyền dương, nói đúng hơn là cảnh giới huyền dương đỉnh cao. Ông ta là luyện khí sư sao? Kẻ áo đen lẩm bẩm, kẻ đó chính là vì chuyện này mới tới đây, trước khi tới gia chủ đã ra lệnh, nếu gặp luyện khí sư, có thể lôi kéo thì lôi kéo, còn nếu không thể lôi kéo thì cứ thẳng tay hạ sát. Lúc này xem ra, chiến thuật lôi kéo có vẻ dễ hơn. Đều là cảnh giới huyền dương, kẻ kia cũng không chắc chắn mình có thể hạ sát được ông già mặc vải thô. Thú vị đó. Ông già mặc vải thô lẩm bẩm, Triệu Bân còn có thể nhận ra, chẳng lẽ ông ta lại không nhận ra sao? Nhưng ông ta cũng chưa nói một lời, hoặc đơn giản là do ông ta quá lười để giải quyết. Tuy nhiên, nếu đối phương tính gây rắc rối, ông ta cũng không ngại dạy kẻ này cách cư xử. Tới không đúng lúc rồi. Kẻ áo đen tới nhanh mà đi cũng nhanh, vừa tuột xuống mái hiên liền biến mất không thấy bóng dáng. Những chuyện như thế này tốt nhất nên âm thầm hẹn ông già kia ra nói chuyện cho thỏa đáng, dẫu sao Triệu Bân cũng ở đó, nếu dám cướp người trắng trợn như vậy, chỉ sợ cả ba đời tổ tiên cũng sẽ bị đào lên mà mắng. Có một cao nhân trấn thủ, quả nhiên tình thế cũng khác trước. Triệu Bân thầm cười, nếu không có ông già mặc vải thô ở đây, kẻ do thám của Liễu gia đang ẩn thân dưới mái hiên cũng sẽ không dè dặt như vậy, nhất định đã nhảy xuống gây hấn từ sớm rồi. Sau bữa ăn, hắn về phòng. Mọi người cũng rời đi, tiểu viện lập tức trở nên trống trải. Nửa đêm, có những bóng đen vụt qua. Kẻ áo đen lại lẻn vào tiểu viện, muốn tìm ông già mặc vải thô để thương lượng. Là kẻ nào? Ông già mặc vải thô thờ ơ nói, ngồi dưới ngọn đèn nhàn nhã lật dở những cuốn sách cổ. Người của Liễu gia. Kẻ áo đen mỉm cười, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật sự đang vô cùng kiêng dè. Lúc trước theo dõi ở phía xa vẫn chưa thể nhận thức được rõ ràng, bây giờ đứng gần mới có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của ông già mặc vải thô. Gia chủ nhà ta có lời mời ông. Kẻ áo đen không dài dòng, lấy ra một tấm thiệp mời, dè dặt đặt xuống. Ông già mặc vải thô không nói, cũng không thèm nhìn. Thần thái của ông ta vô cùng bức người, như là đang muốn nói, nếu đã chuyển lời xong rồi thì cứ kiên nhẫn mà chờ đợi. Đợi tới khi nào ta cảm thấy thoải mái thì ta sẽ suy nghĩ. Kẻ áo đen mỉm cười, xoay người rời đi. Đúng như ý của ông già mặc vải thô, lời cũng đã chuyển tới rồi, có đi hay không hoàn toàn là ý của người ta mà thôi. Tên nhóc này, giấu cũng kỹ lắm. Ông già mặc vải thô mỉm cười, tên nhóc mà ông ta vừa nhắc tới chính là Triệu Bân, hiển nhiên Liễu gia không biết luyện khí sư chính là Triệu Bân, cho nên mới nhận nhầm ông ta chính là luyện khí sư. Lời mời lúc này, 8-9 phần là muốn cướp người. Bởi vì vậy, cho nên ông ta mới cảm thấy thú vị. Cha vợ nửa đêm phái thuộc hạ đến cướp người của con rể, ở chỗ khác chắc không thể có chuyện như vậy xảy ra, nhưng với thủ đoạn làm việc của Liễu gia thì hoàn toàn có thể, hôn lễ thay xà đổi cột mà còn dám làm, thì cướp người đã là chuyện gì to tát. Vừa nghĩ, ông ta vừa liếc nhìn tấm thiệp mời. Liễu thương không sao, ông ta đã từng nghe kể về lão già này. Tính cách thâm hiểm, thật sự là khiến cho ông ta phát cáu, ngay cả con rể của mình mà còn quyết giết chết cho bằng được. Đi hay không đây? Ông già mặc vải thô lại tiếp tục đọc sách, nói thật thì ông ta cũng không muốn đi lắm,
thứ nhất là vì ông ta chẳng phải luyện khí sư, còn thứ hai là vì phiền chết đi được. Ông ta thật sự không muốn dính líu đến Liễu gia, bởi vì sư phụ của Triệu Bân, nếu sau này bị Liễu gia bị tính sổ, rất có thể sẽ lại gây phiền toái với ông ta. Ở bên kia, Triệu Bân vẫn đang luyện binh khí. Khi kẻ áo đen lẻn vào tiểu viện, nhờ vào viên linh châu nhỏ trên ngực cho nên hắn cũng có thể mơ hồ nhận ra được. Về phần kẻ đó tới đây làm gì, cho dù nói chuyện với đầu gối thì nó cũng biết là kẻ đó tới đây cướp người. Có trách thì trách hắn che giấu quá tốt. Liễu gia không biết hắn là luyện khí sư, hôm nay lại đúng dịp nhìn thấy ông già mặc vải thô, nên tự gán cho ông ta chức danh đó thì cũng không lạ. Hắn sẽ tiếp tục ẩn thân, hơn nữa còn phải ẩn cho thật sâu. Hắn biết rất rõ tính cách thâm hiểm của Liễu Thương Không, nếu như lão ta biết được bí mật này, thì lão ta nhất định sẽ tiêu diệt hắn, cho dù hắn có là con rể của lão ta đi chăng nữa. Vèo! Bỗng có một cơn gió thoảng qua, trong phòng hắn lại có thêm một người, đó chính là ông già mặc vải thô. Làm sao ông ta có thể vào đây được? Triệu Bân nhướng mày nhìn khắp cửa ra vào và cửa sổ, nhưng tất cả đều đóng chặt. Xuyên tường! Hắn nói thầm trong lòng. Cho dù không phải, thì nhất định cũng là một loại bí thuật tương tự, nếu không thì cảnh giới huyền dương như ông ta cũng không đến mức đáng sợ như thế. Muốn học không? Ông già mặc vải thô đã tìm được một chỗ để ngồi xuống, mỉm cười nhìn Triệu Bân nói. Không muốn. Triệu Bân lắc đầu, trả lời ngắn gọn. Xuyên tường thôi mà, ta cũng có thể làm được. Ông già mặc vải thô giật giật khóe miệng, nhìn vẻ mặt của Triệu Bân. Xem ra hắn không quan tâm lắm về chiêu thức xuyên tường này, chắc là hắn đã học được nó từ trước. Về phần ai đã dạy hắn, thì không cần hỏi, hẳn là vị sư phụ kia của hắn. Ra giá đi. Ông già mặc vải thô nói, Triệu Bân nghe vậy cũng có thể hiểu, ý của ông ta là hắn hãy đưa hết phần còn lại của công pháp cho ông ta, giá cả không thành vấn đề, rất dễ thương lượng. Đan dược, chỉ cần đan dược. Triệu Bân mỉm cười. So với tiền bạc thì hắn coi trọng chân nguyên đan hơn. Nhóc con, tính khí của ta không tốt lắm đâu. Tính khí của sư phụ ta cũng không tốt một chút nào, Triệu Bân nói. Nhiều năm sau, nếu có người hỏi hắn về chuyện ngay lúc này, hắn chắc chắn sẽ trả lời một câu, chính là hắn đã vô cùng sợ hãi. Ông già này là một cao thủ cảnh giới huyền dương thực thụ, chỉ cần một trường là có thể tát chết hắn ngay tại chỗ. Xem ra lão phu phải cho hắn mở mang tầm mắt một chút rồi. Ông già mặc vải thô thầm nghĩ, rồi tiện tay cầm lên một thanh kiếm, muốn làm cho thanh kiếm đó gây vụn để hù dọa Triệu Bân, đây là cách mà ông ta vẫn thường dùng. Nhưng thật xấu hổ, ông ta không có cách nào làm nó gây. Cũng không trách ông ta yếu được, trong phòng có nhiều binh khí như vậy, mà ông ta lại cầm chúng thanh kiếm Long Uyên của Triệu Bân. Thanh kiếm do Vân Thạch đúc ra, há là thứ ông ta vẫn có thể bè gãy được hay sao? Kiếm này cứng thật. Ông già mặc áo vải thô than nhẹ, cầm trong tay, lật đi lật lại. Ánh mắt ông ta thâm sâu vô cùng, đừng nghĩ kiếm này không ra gì, nhưng chất liệu tạo ra nó tuyệt đối không tầm thường. Ông ta nhìn kỹ, ánh mắt bất ngờ vô cùng. Trời đất ơi, kiếm này được làm từ vẫn thiết đó, trên kiếm còn có đường vân kìa, tức là vẫn thiết từ bên ngoài. Sư phụ ta tặng đó. Triệu Bân mỉm cười, nói câu nào cũng phải nhắc đến sư phụ. Ừ, cũng được. Ông già mặc áo vải thô ho khan một tiếng, âm thầm nghĩ, lão tiền bối đó thật sự thương yêu đệ tử quá mà. Vẫn thiết rơi từ trên trời xuống, nói tặng là tặng, thật sự hào phóng quá đi. Triệu Bân không nói gì, chỉ chuyên tâm tôi luyện binh khí. Ông già mặc áo vải thô liền thấy lúng túng, binh khí không vỡ ra thì sao không lúng túng cho được. Ông ta thật sự rất thích kiếm Long Uyên. Không phải nói điều chứ, nếu là cảnh giới ngưng nguyên bình thường. Ông ta sẽ cướp ngay. Nhưng Triệu Bân thì, thôi vậy. Không phải ông ta sợ Triệu Bân, mà là sợ sư phụ của Triệu Bân kìa. Dám ỷ lớn bắt nạt nhỏ, vị lão tiền bối đó chắc chắn sẽ cho ông ta một bài học mất. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Ông già mặc áo vải thô đứng dậy, chắp tay đi về phía Triệu Bân, nhìn phương pháp tôi luyện binh khí của Triệu Bân. Động tác cực kỳ thuần thục, ông ta càng xem thì ánh mắt càng sâu. Triệu Bân không chỉ đang luyện binh khí, mà còn làm nhiều việc một lúc nữa, ví dụ như lĩnh ngộ loại bí thuật nào đó, hoặc là dùng chân nguyên tôi luyện thân thể. Yêu nghiệt. Đây chính là đánh giá của ông ta về Triệu Bân. Thật sự là yêu nghiệt. Nói rồi mà, có thể làm đồ đệ của lão tiền bối thì nào phải hạng tầm thường. Thế nhân nói đây là thiếu gia phế vật,
nhưng hắn còn đáng kinh ngạc hơn những gì ông ta tưởng tượng nhiều. Vì thế mà ông ta càng thêm cảm thán cho Liễu gia hơn nữa. Đụng phải một tiểu ma đầu thế này thì nhà các ngươi an toàn được mới lạ đấy. Lấy thiên phú của Triệu Bân, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ trở thành một cường giả danh chấn một phương, thuật luyện khí cũng được tăng cao, ngoài ra, lại còn một vị sư phụ sâu không lường được. Đêm mỗi lúc một khuya, Triệu Bân không dừng lại mà vẫn miệt mài luyện khí. Ông già mặc áo vải thô vẫn chưa đi. Ông già này đúng là rảnh rỗi, chắp tay sau lưng, đi dạo quanh một vòng, thỉnh thoảng còn lấy tay ra gõ vào binh khí Triệu Bân đã tôi luyện xong. Một lần gõ làm binh khí tổn hại không ít. Không phải vì binh khí không đủ cứng, mà là ngón tay của ông già mặc áo vải thô ra sức quá mạnh, tu vi dưới cảnh giới địa tàng sẽ bị biến thành bột phấn. Sư phụ ta tính khí không tốt lắm đâu nha. Triệu Bân nhìn vậy thì lên tiếng, sắc mặt hơi đen. Địch mợ nó chứ, nửa đêm nửa hôm không ngủ đi, chạy đến gõ binh khí của ta, thành tâm muốn làm loạn à. Bớt dọa lão phu đi. Ông già mặc áo vải thô không cho là vậy, vẫn tiếp tục gõ theo nhịp điệu. Vẫn chỉ có thanh kiếm đó bá đạo. Ông ta lẩm bẩm, nhưng chỉ mình ông ta nghe thấy. Thanh kiếm đó đương nhiên là nói kiếm Long Uyên do Vẫn Thiết tạo ra rồi, mấy thứ rác rưởi đó sao sánh bằng được. Nếu dán một lá bùa nổ vào người ông ta thì sao nhỉ? Triệu Bân nghĩ vậy, rồi càng bình tĩnh hơn, một không đủ thì hai vậy. Ông già mà biết thì chắc sẽ khinh bỉ lắm. Bùa nổ này, không phải với ai cũng có tác dụng. Với tu vi của ông ta, dù Triệu Bân có làm thế nào thì cũng không phá được lớp phòng ngự của ông ta. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối của cảnh giới, đừng bao giờ so sánh một cảnh giới địa tàng với cảnh giới huyền dương bình thường, những thứ đó ở trước mặt ông ta đều bị coi là một đám tiểu đệ mà thôi. Nổ cho ông tung trời luôn. Triệu Bân còn đang suy nghĩ, mỗi lần ông già gõ một món binh khí, thì câu niệm đó càng thêm mãnh liệt. Đậu má, luyện mãi mới được binh khí, thế mà ông còn đi gõ. Sấm sét của ngươi ở đâu ra vậy? Ông già mặc áo vải thô cuối cùng cũng không gõ nữa mà chuyên tâm nghiên cứu Triệu Bân, nghiên cứu sấm sét của Triệu Bân, cứ cảm thấy giống sấm sét từ trên trời đánh xuống. Nhưng vậy thì sao lại dẫn dụ vào người được nhỉ? Đổi lại là ông ta thì ông ta cũng không làm được, vì dám làm vậy thì sẽ bị đánh thành cho ngay. Sư phụ truyền cho. Triệu Bân đáp lại cũng không ngoài dự liệu của ông ta, lại là lão tiền bối đó. Có sư phụ tốt thật. Ông già mặc áo vải thô than thở, cũng khẽ thở dài, bất giác nhớ đến ông già nhà mình chẳng bao giờ nghiêm chỉnh, hai ba hôm lại kéo ông ta đi sách bảo trùy. Lại nhìn sang Triệu Bân, so sánh nghĩ mà tức. Nói thì nói thế, ông ta vẫn đang nhìn xem trên người tên nhóc này còn bí mật gì. Nhưng lại nhìn không thấy. Mắt nhìn là một thứ tốt. Cảnh giới ngưng nguyên cũng có thứ ông ta không thấy được. Soạt. Cùng với tiếng vang, Triệu Bân lại ra kiếm, ánh sáng bắn ra tứ phía, nhưng trong mắt ai đó thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Chỉ có kiếm Long Uyên mới rơi vào mắt ông ta được. Còn trẻ mà không chịu tu luyện đi, luyện binh khí làm gì? Ông già mặc áo vải thô nói, thiên phú cỡ đó phải chuyên tâm vào võ đạo chứ, như vậy thành tựu chắc chắn sẽ vượt qua cả luyện khí. Trong thế giới này, nắm đấm cứng mới là đạo lý. Sư phụ nói, luyện khí cũng là một loại tu hành. Triệu Bân uống một hớp rượu, tôi luyện binh khí chính là rèn luyện tinh thần. Như vậy, tu là ở bên trong. Ông già mặc áo vải thô nghe vậy, thấy cũng đúng. Nhìn Triệu Bân là biết, tinh lực tràn đầy, bỏ xa những kẻ cùng cấp. Không đơn giản là vì đã ăn tinh nguyên đan, mà quan trọng hơn nữa, trong lúc tôi luyện binh khí, hắn cũng rèn luyện tinh thần. Lần nào cũng hơn lần trước, sẽ khiến tinh thần của hắn được lột xác về sức chịu đựng. Đan dược cũng chỉ là công cụ mà thôi. Tiền bối, làm trưởng lão danh dự của nhà ta đi. Triệu Bân cười khà khà, khó khăn lắm mới kéo được một người cảnh giới huyền dương, không thể không lôi kéo. Có lợi ích gì? Ông già mặc áo vải thô lãnh đạm đáp, không có lợi ích thì có ma mới làm. Nhiều lắm, ví dụ như công pháp. Triệu Bân nháy mắt. Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ công pháp. Ông già mặc áo vải thô chờ mỗi câu này. Kim tài địa bảo gì đó đều không thực tế bằng công pháp, ông ta còn đang chờ tu lại công pháp, quay về lại cảnh giới địa tàng đấy. Ngoài nó ra, những thứ khác đều không quan trọng. Vậy ta phải xem thành ý của ngươi thế nào? Ông ta nói rất tùy ý, trên mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng thì cực kỳ mong muốn. Được thôi.
Triệu Bân cười đáp, nhấc bút lên, lại là một hồi múa chữ. Giống lúc trước, vẫn chỉ là một bộ phận. Ông già mặc áo vải thô cuối cùng cũng nở nụ cười tươi. Chờ đến nửa đêm mới cho ta chút phúc lợi đấy. Chỉ cần có công pháp, làm trưởng lão danh dự cũng được, cái danh thôi mà, rảnh rỗi thì hiển linh tí, ông ta làm được. Còn lại thì lấy đan dược ra đổi. Triệu Bân lấy một viên tinh khí đan, nhai rồm rộp như nhai kẹo. Người có thú hỏa không tầm thường, hoàn toàn có thể làm luyện đan sư. Ông già vừa xem công pháp vừa nói, có gì không tốt chứ, ngươi cứ nhìn chằm chằm đan dược cũng được, nếu cần bạc, ông đây kéo một xe đến cho ngươi. Đan dược khó tìm, đúng là một vấn đề nan giải. Nếu còn ở Thiên Tông thì đương nhiên không khó, vấn đề là, ông ta đang không ở Thiên Tông nữa. Sư phụ nói sẽ dạy ta vào lúc khác. Triệu Bân lại bắt đầu nói dối. Cần gì ông già mặc áo vải thô nói, từ khi có được thú hỏa, hắn đã suy nghĩ chuyện này rồi. Nhưng tiếc là Nguyệt Thần đang ngủ say dưỡng hồn, vẫn chưa kịp làm gì. Trước đó, hắn cần thật nhiều đan dược nâng cấp tinh thần hơn nữa. Một là để tôi luyện binh khí, hai là để vẽ bùa, ba là để chuẩn bị cho việc luyện đan. Nguyệt Thần là thần, cô ta chắc chắn hiểu phép luyện đan. Sư phụ nhà ngươi chuyện gì cũng biết nhỉ. Ông già mặc áo vải thô đứng dậy, đánh giá cực kỳ cao về lão tiền bối đó. Điểm này, nhìn đồ nhi của ông ấy là biết ngay. Ông ta đi rồi, thật sự dùng đến thuật xuyên tường, như đi vào chỗ không người, nháy mắt liền biến mất. Nhân lúc có ánh trăng, về nghiên cứu công pháp chút. Rảnh rỗi thì đi tìm chút đan dược, cố gắng lấy được toàn bộ công pháp, cũng tránh cho ngày sau nảy sinh biến cố. Sáng sớm, cửa hàng binh khí mở cửa. Không chờ khách khứa đến, người thu mua binh khí lại tới, ra tay cực kỳ mạnh. Cùng lúc đó, Liễu Thương Không cũng đang chờ ở quán rượu. Lão ta chọn nhã gian, dùng rượu ngon, mà còn chuẩn bị cả quà nữa, chỉ chờ ông già mặc áo vải thô đến. Năm đó, lão ta cũng làm vậy để mời Tư Không về. Nhưng tiếc là không phải ai cũng giống nhau. Không phải ai cũng nể mặt Liễu gia, ví dụ như ông già mặc áo vải thô. Ông già đó không rảnh để quan tâm đến lão ta. Suốt ba canh giờ liền mà vẫn không thấy ông già mặc áo vải thô đâu. Tốt, tốt lắm. Liễu Thương Không hừ lạnh, khí lạnh tỏa ra, sự lạnh lẽo trong mắt bắn ra tứ phía. Làm chuyện tốt thì cũng gian nan mà. Quản gia ở bên cạnh nói nhỏ với lão ta, ý nghĩa cũng rõ ràng. Ông già mặc áo vải thô đó sâu không lường được, không mời nổi thì cũng không nên gây thù. Luyện khí sư có rất nhiều, không thiếu ông ta. Liễu Thương Không hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cửa hàng binh khí Triệu ra lại hết binh khí rồi. Mấy lần rồi nhỉ, đây là lần thứ mấy rồi, vừa mở cửa đã bị người ta mua sạch. Nhiều tiền ghê. Triệu Bân tặc lưỡi, vẫn vô cùng bình tĩnh, dù gì cũng là kiếm được tiền, hắn không lỗ. So với hắn, thì đối phương không còn bình tĩnh lắm rồi. Vẫn là quán rượu, nhóm mấy ông chủ của mấy gia tộc họp lại, sắc mặt xanh lè. Không trụ được nữa, bọn họ không trụ nổi nữa rồi. Kết hợp tài lực lại vẫn không đánh đổ được cửa hàng binh khí Triệu gia. Dùng tiền đập là không thể, các gia tộc phải ra tay mới được. Triệu gia có luyện khí sư, rất khó tấn công, nhưng tiếc là bọn họ đến giờ vẫn không biết luyện khí sư đó là ai. Không ai biết, nhưng Liễu Thương Hải thì biết. Quản gia đã truyền lời cho lão ta, rằng là tìm ra được luyện khí sư rồi, lại còn là cảnh giới huyền dương, không phải cảnh giới huyền dương bình thường đâu. Gia chủ đích thân mời mà còn không được. Chiến lược lũng đoạn của lão ta không hề sai. Cướp lấy luyện khí sư và mua sạch binh khí Triệu gia, có trước có sau, tiền tuy tốn nhưng mua được binh khí. Sau này còn bán được, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiền mua binh khí dần dần rồi sẽ thu về được. Nhưng tiếc là lão ta đã đánh giá nhầm luyện khí sư đó rồi. Bản tộc mặc dù đã tìm ra được, nhưng người đó lại không nể mặt. Lần này thì hỏng rồi. Cộng thêm việc Tư Không mất tích, tình hình của lão ta bây giờ chính là thế cưỡi trên lưng cọp, không đào ra được luyện khí sư, nói gì cũng là toi công. Đêm đến, Triệu Bân lại khóa cửa phòng. Tối nay, hắn không luyện binh khí nữa mà dùng sấm sét và lửa để mài giũa kiếm Long Uyên. Lần này mới chính là thuật luyện khí thực thụ. Mặc dù vẫn thiết cứng cáp, nhưng tu vi của hắn lại thấp, không thể khiến thiên lôi tạo ra uy lực chân chính được, cho nên quá trình mài giũa mới cực kỳ chậm chạp. Soạt,
có cơn gió nhẹ thoảng qua, ông già mặc áo vải thô lại tới, không đi qua cửa mà xuyên tường luôn. Triệu Bân thấy thế thì hơi bực bội. Lòng thầm nghĩ, có nên đổi bốn mặt tường thành sắt thép không đây? Chúng ta đánh cược đi. Ông già mặc áo vải thô đi lên trước, lấy ngón tay gọi Triệu Bân, cười ha ha. Cược cái gì? Triệu Bân liếc mắt. Lão phu đứng ở đây, không động đến chân nguyên, người đánh thế nào cũng được, nếu khiến ta dung chuyển thì ta sẽ chuyển bí thuật cho ngươi, còn không thì phải đưa số công pháp còn lại cho ta. Bí thuật gì? Triệu Bân hỏi lại, nếu là thuật xuyên tường thì lại lỗ quá. Bộ này thì sao? Ông già mặc áo vải thô có chuẩn bị từ trước, lấy một cuốn sách cổ ra. Thiên Lôi Kiếm Quyết. Triệu Bân thấy thế thì lâm bẩm đọc ra, nghĩa tại mặt chữ, là một bộ kiếm pháp. Không biết là ông già cố ý hay vô tình mà cũng mang theo hai chữ thiên lôi. Sao, ông già mặc áo vải thô cười nói. Nhà ông định bùng thì sao? Xét sẽ đánh chết ta. Được, Triệu Bản thu phép, đặt kiểm long uyên dưới đất. Khoanh tay lại, xong việc thì hắn rút bùa nể ra. Không sai, là bùa nổ, không phải một lá, mà là một sấp. Triệu Bân chấm nước bọt rồi bắt đầu đếm bùa như đếm ngân phiếu. Đêm tĩnh lặng. Trong phòng. Tiếng đếm tiếng và đếm bùa nổ nghe thật vui tai. Triệu thiếu gia là một người nghiêm túc, đếm rất chăm chú đấy. Còn ông già mặc áo vải thô thì khóe miệng giật giật. Đó là bùa nổ hả? Đúng rồi, đó là bùa nổ đấy, nguyên một sấp dày cộp, có thể dán kín bức tường luôn. Mẹ kiếp, hắn lấy đâu ra nhiều bùa nổ như thế hả? Ông già mặc áo vải thô thấy toàn thân mình lạnh toát. Không phải ông ta sợ bùa nổ. Một vài miếng thực sự cũng không hề gì, nhưng nếu nhiều hơn thì đâu chỉ chấn động, nó còn có thể khiến ông ta nổ banh xác luôn ấy chứ. Dù sao thì ông ta không thể dùng tới chân nguyên. Đánh cược mà, điều này do chính ông ta nói, nếu không sử dụng chân nguyên thì có quỷ mới kham được. Có một sư phụ thật là tốt. Vẫn là câu nói đó không ngừng lặp lại trong lòng ông già mặc áo vải thô cả trăm ngàn lần, số lượng bùa nổ khủng khiếp thế này chắc hẳn là do ông già kia ban thưởng. Tính toán không chu đáo rồi, không chu đáo một cách nghiêm trọng. Có trời mới biết Triệu Bân có thứ của nả này, bùa nổ này không đáng cả đống tiền chắc. Dán một tấm vào chỗ này. Dán thêm một tấm, nếu ta thắng, ông không được dở trò chơi xấu đâu đấy. Tính tình của sư phụ ta không tốt lắm đâu. Triệu Bân đếm xong vẫn tỏ ra cực kỳ vô hại, hắn bắt tay vào dán bùa nổ, toàn dán vào những chỗ yếu hại, ví dụ như đúng quần, trán, ngực, lưng. Chỉ cần còn chút kẽ hở, hắn sẽ dán hết, chỉ mong sao làm ông già kia nổ tanh bành luôn. Nào, cầm chắc kiếm pháp đi. Ông già áo vải thô không nói nhiều, nhét cho Triệu Bân kiếm quyết thiên lôi đã chuẩn bị sẵn. Xong việc, người này quay đầu đi luôn. Không đi không được, không đi sẽ bị nổ, cái thằng nhóc này đúng là thứ xúc sinh. Đừng mà, để ta thử xem. Triệu Bân rảo bước túm lấy ông già, nói thật lòng. Hắn thực sự muốn xem thử uy lực của bùa nổ mới có khả năng chấn động cao thủ đạt tới cảnh giới huyền dương không, để bản thân còn biết mà liệu. Cút đi. Ông già mặc áo vải thô tức giận, dùng thuật xuyên tường chuồn mất tăm mất tích. Nửa đêm nửa hôm, ông đây rảnh quá mới chạy tới nói nhảm cùng ngươi, còn lấy bùa nổ ra dọa ông đây nữa. Mẹ kiếp, đã không đòi được công pháp, còn mất thêm một bộ kiếm pháp. Đêm vẫn rất yên tĩnh. Ông già đi rồi. Triệu Bân ôm cuốn sách cổ trong lòng mà cười hề hề. Thế nên đã bảo rồi, nếu năng lực có hạn thì đừng làm mấy chuyện quá tầm với, tiểu ra đây có bùa nổ nhé. Tiếng kiếm gầm nhanh chóng vọng ra từ bên trong căn phòng. Triệu Bân đang múa kiếm, thiên phú của hắn cực kỳ cao nên học gì cũng nhanh, đã nắm được điểm mấu chốt của bộ kiếm quyết thiên lôi, nhát kiếm nào cũng vang vọng tiếng gầm, thực sự cực kỳ bá đạo. Khi hắn kết hợp cùng thân pháp của bước phong thần, quả thực hắn có thể chạm tới uy lực nhất kiếm tuyệt sát. Đương nhiên, điều này cần rèn luyện thêm. Tú Nhi từng nói rồi, bí pháp thần thông gì đó suy cho cùng cũng chỉ là ngoại lực, muốn rèn sắt thì tự bản thân phải cứng như sắt. Khi nào nền móng đủ vững, cho dù là chỉ là một trường bình thường cũng có thể hủy diệt đất trời. Nghĩ đến Nguyệt Thần, hắn liếc mắt nhìn vào tiềm thức của mình. Đã nhiều ngày nay, cô ta không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ biết mơ mộng hơn. Bùa nổ này bá đạo quá. Trong lầu gác, ông già mặc áo vải thô nhón lấy một lá bùa nổ, đặt trước ánh đèn mà nghiên cứu. Đây là thứ mà ông ta lén lấy được trước khi rời đi. Bùa nổ ấy mà, không phải ông ta chưa từng thấy,
nhưng khác với bùa nổ của Triệu Bân. Khi so sánh hai thứ, bùa nổ của Triệu Bân có vẻ chính gốc hơn, nhìn hoa văn sấm sét và lửa trên bùa chú là biết lá bùa này được thêm yếu tố sấm sét và lửa, chỉ nghĩ thôi cũng biết uy lực tới cỡ nào. Phương pháp vẽ bùa nổ chỉ có hoàng tộc mới biết. Ông già lầm bầm, ánh mắt thâm thúy. Từng là người của Thiên Tông nên ông ta biết được những bí mật cổ xưa. Phương pháp vẽ bùa này đã bị Triều Long của Đại Hạ liệt vào hàng cấm kỵ từ hàng trăm năm trước, chỉ có dòng chính của hoàng tộc mới được chân truyền, không thể du nhập vào dân gian. Trên thực tế, không chỉ có phương pháp vẽ bùa nổ, còn cả những bí thuật và công pháp khác như độn thổ, ẩn thân, vân vân cũng bị liệt vào hàng cấm kỵ. Đến nay bí tịch còn lưu truyền trong dân gian là những thứ thừa lại sau khi hoàng tộc chơi xong, mục đích rất rõ ràng, đương nhiên là để củng cố địa vị thống trị của họ. Ông ấy là người của hoàng tộc. Ông già mặc áo vải thô khẽ nhíu mày, ông ấy mà ông ta nhắc tới chính là sư phụ của Triệu Bân. Nếu đã đoán như thế thì cũng giải thích được rồi. Cho dù không phải người của hoàng tộc thì chắc chắn cũng không tránh được quan hệ với hoàng tộc, Thiên Tông nhiều cao thủ như mây, hoàng tộc thâm sâu khó lường, ngọa hổ tàng long nhiều không kể xiết. Nếu là hoàng tộc, chẳng lẽ lại thiếu đan dược? Ông già mặc áo vải thô chắp tay, lại lầm bầm thêm một phen. Chuyện này khá nhiều kẽ hở. Nhưng có một điều đáng khẳng định là tiền bối kia cực kỳ đáng sợ. Hôm sau, Triệu Bân ra khỏi cửa hàng binh khí từ rất sớm. Cửa hàng dược liệu là nơi mà hắn thường ghé thăm, võ đạo tiêu tốn tài nguyên lắm, cứ dăm bữa nửa tháng hắn lại phải chạy tới một lần. Dược hoàn nè, linh dịch này, đều là thứ cần thiết cho tu luyện. May mà trong tay hắn có ngân lượng, vẫn kham được. Khi quay về cửa hàng binh khí, từ đằng xa hắn đã thấy ông già mặc áo vải thô với gương mặt xa sầm. Chuyện này không trách ta được đâu. Triệu Bân điềm tĩnh lắm, nửa đêm nửa hôm, chính ông chạy tới đòi đánh cược với ta đấy nhé. Không được, lão phu phải đòi được thể diện về. Ông già mặc áo vải thô hít một hơi thật sâu. Biếu không một bộ kiếm pháp, nghĩ thế nào cũng thấy buồn bực. Đường đường một cao thủ đạt tới cảnh giới huyền dương mà phải chịu thiệt trong tay một kẻ ngưng nguyên. Làm một trận thật lớn. Triệu Bân thu hồi tầm mắt, ăn một bát đậu ngào đường rồi nhốt mình trong phòng. Cái gọi là làm một trận lớn chính là luyện binh khí. Thế nhưng, khác với trước kia, binh khí được tôi luyện ra có thêm một chút sấm sét, vì thế thêm được chút uy lực. Đây mới thực sự là thuật luyện binh khí. Đưa sấm sét vào trong binh khí mà không làm chúng rò rỉ ra ngoài, đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật. Không thể không phủ nhận, tinh lực tiêu hao cũng gấp đôi. Không mất bao lâu, món binh khí đầu tiên đã được rèn xong, đó là một cây kích được truyền thêm sấm sét, khắc hoa văn sấm sét, độ cứng hay độ rắn chắc đều được rèn đến đỉnh cao. Phẩm cấp nâng cao rồi, giá bán đương nhiên cũng cao hơn. Hôm sau, cửa hàng binh khí Liễu gia mở cửa rồi, khách khứa vẫn có. Nhưng ít đến đáng thương. Nhìn sang Triệu gia, cửa hàng đóng chặt. Ngày thứ hai, cửa hàng binh khí Liễu gia giảm giá, ban đầu giá bán 50 lượng, giảm xuống còn 45 lượng. 50 lượng không có ai mua, 40 lượng cũng không có ai mua, đợi tiếp tục giảm giá. Đây là biện pháp bất đắc dĩ của Liễu Thương Hải. Kéo dài quá lâu rồi, lão ta cần bù đắp thiếu hụt, cần mau chóng thu hồi ngân lượng. Ngoài điều đó ra còn có sức ép từ các gia tộc. Vụ đánh cược lũng đoạn với số tiền khổng lồ, chính lão ta lôi kéo đồng minh, ai cũng đầu tư không ít tiền, lũng đoạn được rồi thì ổn, sớm muộn gì cũng kiếm ra tiền, các gia tộc hỏi đến cũng có thể đáp lời. Tiếc rằng lão ta đánh trận đại bại. Hay nói cách khác, họ quá thất vọng với Liễu Thương Hải. Bọn ta bất chấp nguy cơ thua lỗ để đánh cược một vố lớn cùng lão, kết quả phí công vô ích, tiền đã đầu tư bắt buộc phải lấy về, gia tộc đã bất mãn lắm rồi. Ai mà chẳng có khó khăn riêng. Áp lực từ các gia tộc chất chồng lên Liễu Thương Hải, tình cảnh này dồn lão ta vào đường cùng. Bổn tộc không viện trợ, các gia tộc khác cũng gào thét đòi ngân lượng. Bởi thế mới có chuyện giảm giá. Dù đã biết sẵn sẽ phải bù tiền nhưng lão ta vẫn bất chấp mà làm, hòng kiếm được ngân lượng trong thời gian ngắn để bù vào các khoản thiếu hụt. Các gia tộc khác đã đầu tư bao nhiêu, tự khắc sẽ lấy về bấy nhiêu, không thiếu một xu. Còn về việc lỗ bao nhiêu thì lão ta phải tự móc túi ra thôi. Ngày thứ ba, giá lại giảm. Binh khí chất lượng cao, dù mua vào với giá 50 lượng, cũng giảm xuống còn 30 lượng. Triệu Bân chỉ đợi ngày này thôi. Ngân lượng đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ là thời khắc hắn phản công.
Cái gọi là phản công, thực chất cũng là lũng đoạn. Binh khí bán ra với giá 50 lượng được mua lại với giá 30 lượng, dọn sạch cửa hàng binh khí Liễu gia trong một lần, xong việc lại tôi luyện đúc tạo một hồi, giá cả lại tăng vòn vọt. Có bao nhiêu, mua bấy nhiêu. Lỗ Mãng mặc áo bào đen, ôm theo ngân lượng mà chạy tới. Sống 30 năm trên đời, lần đầu hắn được hào phóng như thế này, quăng ngân lượng cực kỳ bá đạo. Nhiều tiền quá. Người đi đường liếc mắt hóng chuyện, thấy mười mấy chiếc xe ngựa đỗ bên ngoài cửa hàng binh khí Liễu gia, lúc này họ đang chất binh khí lên xe, xe nào cũng đầy ăm ắp. Hai nhà này thú vị đấy nhỉ. Người đi đường lầm bầm nói, mấy ngày trước Liễu gia điên cuồng mua vào, Triệu gia điên cuồng bán ra, bây giờ vai vế thay đổi, Triệu gia điên cuồng mua vào, Liễu gia điên loạn bán ra. Chiến tranh thương mại, đây đúng là một trận chiến thương mại. Người tinh mắt nhìn liếc qua là biết ngay phương thức mà hai nhà âm thầm đấu đá nhau. Chát! Tiếng roi ngựa vang lên, mười mấy chiếc xe chở đầy binh khí đồng loạt khởi hành, quả thực dọn sạch cửa hàng binh khí Liễu gia chỉ trong một loáng, không trở lại món nào. Chắc chắn là người do cửa hàng binh khí Triệu gia phái đến. Vương Đức hừ một tiếng, thần thái của lão ta khác nào tự nhận mình liệu sự như thần. Cần ngươi phải nói chắc. Liễu Thương Hải mắng ầm lên, lão ta nghĩ được chiêu lũng đoạn, Triệu Bân không nghĩ được chắc. Bán ra với giá 50 lượng một món binh khí, mua vào với giá 30 lượng, tính thế nào cũng không lỗ. Để cho Triệu gia được hời như vậy hả? Tiền trang, bổn tiệm. Các cửa hàng khác và các gia tộc lớn đang đòi tiền ông đây, ta còn làm gì được, Liễu Thương Hải ôm lồng ngực, phun ra một búng máu. Chắc hẳn tức quá hóa bệnh đó mà. Thời khắc này, lão ta mắng Triệu Bân cả trăm nghìn lần, cũng mắng Liễu Thương không cả trăm nghìn lần. Chiến lược không hề sai, nhưng gia tộc không tiếp sức, đồng đội không ngồi yên. Đến thời khắc quan trọng mà còn hỏng chuyện. Nhà mình không tìm được luyện khí sư thì lôi kéo luyện khí sư của đối phương cũng được mà. Nếu không lôi qua được thì phái người hủy diệt hết. Trận này lão ta đánh với khí thế hừng hực, cược cả gia tài của mình vào đó, nhưng gia tộc làm hỏng chuyện, đến cả đám đồng minh cũng toàn bọn dậu đổ bìm leo. Đáng giận nhất vẫn là Liễu Thương không? Với tư cách là gia chủ, chỉ cần một câu của ngươi là có thể giúp ta vượt qua cửa ải này, chí ít cũng có thể ủng hộ về tài lực, ông đây cũng không rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Thế nhưng, Liễu Thương không thấy chết mà không cứu. Trong lúc nói chuyện, không ít bóng người đẩy cửa bước vào, đen kịt một mảng, đa phần là quản gia của các cửa tiệm, cũng có cả người của các gia tộc khác, nghe tin cửa hàng binh khí Liễu gia làm ăn lớn nên vội vàng chạy tới, kéo bè kéo nhóm đòi tiền từ Liễu Thương Hải. Đưa hết. Liễu Thương Hải cũng dứt khoát, họ đầu tư bao nhiêu thì đếm đúng số lượng mà trả lại, không thiếu một xu. Đúng là hào sảng. Đám đông cười khà khà, lấy được tiền về rồi, cũng dễ ăn nói với bên gia tộc. Không tiễn. Liễu Thương Hải hờ hững đáp, lại muốn phun thêm một ngụm máu nữa. Tìm được đám đồng đội ngu dốt này thật sự vui thấy cha thấy mẹ, lúc đòi tiền thì đứa nào cũng thích cực lắm. Nóng giận hại thân. Đám đông chủ cửa hàng bật cười, họ kéo bè đến đây nên cũng kéo nhóm mà rời đi. Đám đông đi rồi, lại có người khác tới. Người này là quản sự của tiền trang Liễu gia, khẽ khàng phe phẩy cây quạt, cực kỳ có phong thái. Hiển nhiên. Người này cũng tới đòi tiền. Những ngày này, Liễu Thương Hải mượn không ít ngân lượng từ tiền trang nhỉ. Nóng lòng đến thế cơ à? Liễu Thương Hải chưa kịp điều hòa nhịp thở đã lại ho ra một búng máu, gia tộc khác chạy tới đòi tiền, lão ta đành chịu, thế mà đến tiền trang nhà mình cũng vậy, chẳng lẽ lão ta còn chạy được chắc? Nếu không phải vì bị ép quá đáng, ông đây đâu đến mức phải hạ giá bán binh khí? Tam gia, chuyện nào ra chuyện đó? Quản sự tiền trang mỉm cười hờ hững, người này chỉ quan tâm đến chuyện thu tiền, chuyện khác thì mặc kệ. Cầm đi, không tiễn. Liễu Thương Hải hừ một tiếng rồi đưa ra một sấp ngân phiếu, đây là toàn bộ tài sản của lão ta, khoản tiền bù lỗ do lão ta tự bù vào. Vất vả mấy chục năm, tất cả quay về với khi bắt đầu. Gặp sau, cầm được ngân phiếu, quản sự tiền trang đứng dậy đi luôn, bỏ lại một câu hờ hững. Đóng cửa hàng. Liễu Thương Hải xua tay, bất lực ngồi bệt xuống. Cửa hàng không còn binh khí thì có gọi là cửa hàng binh khí không? Không tìm được tư không, không có nguồn hàng, còn mở cửa gì nữa? Mà sau đó, mệnh lệnh của gia tộc ập đến. Là mệnh lệnh đi đày,
nơi mà lão ta bị đày đến là một trấn nhỏ hẻo lánh. Tam gia, nghỉ ngơi đi. Vương Đức hời hợt quay người đi, lưng ưỡn thẳng tắp, một tiếng gọi Tam gia đâu còn chút cung kính nào, giọng điệu khinh miệt cũng không khó nhận ra. Thói đời lạnh lẽo. Liễu Thương Hải đã không còn khả năng chờ mình, đã bị chính gia tộc của mình trừng phạt, chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung. Hạng người như thế này, dù là người trong gia tộc cũng chẳng còn tiền đồ gì nữa. Lão ta đi rồi, người làm cũng bỏ đi không ít. Cây đổ bầy khỉ tan, nhà này không được thì tìm nhà khác mà tìm sinh kế. Hay, hay lắm. Trong phòng, Liễu Thương Hải đang cười, cũng không biết là đau buồn hay thê lương. Thua rồi. Trận chiến thương mại dựa vào lũng đoạn này, lão ta thua bét nhè. Muốn quay về gia tộc. E là không được nữa rồi, thua lỗ bao nhiêu tiền, không tìm ngươi tính sổ là khá lắm đấy, còn muốn quay về. Cả đời này cũng đừng mong chạm tới quyền lực trong gia tộc nữa. Lão ta nên hiểu ra thân phận của mình. Con cháu của dòng ngoài, từ đầu đến cuối, chỉ là con rối của gia tộc. Có tác dụng gì dùng, vô dụng rồi thì vứt. Bao nhiêu năm nay, lão ta vẫn luôn tự lừa mình dối người, vọng tưởng rằng có một ngày được quay về gia tộc, đến hôm nay, lão ta mới tỉnh ngộ, hiện thực luôn tàn khốc hơn mơ ước rất nhiều. Vườn sau của cửa hàng binh khí Triệu gia đã chất đầy binh khí. Chúng dạo một vòng, đi ra từ đây, rồi lại quay về đây. Tiếp đó là đến tiếng pháo nổ. Cửa hàng binh khí Triệu gia lại mở cửa rồi, người qua đường nhìn mãi cũng thành quen, vài ba bữa mở cửa, dăm bữa nửa tháng đóng cửa, cũng rất thú vị. Khi nhìn vào giá cả, tiếng chửi thề vang lên khá nhiều. Không thể trách họ được, bởi vì binh khí tăng giá tới 100 lượng. Nhưng đợi khi thấy binh khí, không ai hó hé gì. Binh khí tuyệt đối là binh khí tốt, so với lúc trước còn có thêm một ít sấm sét, hoa văn sấm sét bên trên rất lóa mắt, chỉ riêng điều này cũng xứng đáng với 100 lượng rồi. Được lắm, từng tán ra bại sản để mua, giờ lại ra thêm binh khí tốt. Lấy cũ đổi mới, giá cả công bằng, cả thành vong cổ này đều biết quy tắc của cửa hàng binh khí Triệu gia. Chỉ cần có binh khí thành phẩm là có thể đổi lấy cái mới, có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu. Gian thương. Ông già mặc áo vải thô chắp tay, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Không có tiền lấy đâu ra tài nguyên tu luyện. Triệu Bân ủ rũ đáp, rèn binh khí suốt đêm, đến giờ vẫn chưa được ngủ. Hắn cũng tự nhận mình là gian thương. Nhân từ thì đừng cầm quân, chính nghĩa thì đừng buôn bán, làm gì có ai buôn bán mà không gian dối. Và lại. Cửa hàng binh khí của hắn cũng không lấy binh khí kém chất lượng ra lừa bịp khách. Riêng điều này, ông già mặc áo vải thô không phủ nhận. Binh khí dung hòa sấm sét xứng đáng với cả giá hàng trăm lượng. Triệu Bân nốc rượu, không biết đang nghĩ gì. Cửa hàng binh khí Liễu gia bị hạ gục rồi, đối phương không có luyện khí sư, về cơ bản đã mất nguồn hàng, nếu muốn chơi chiêu lũng đoạn lần nữa thì phải có nguồn tài lực gấp đôi lúc trước mới được, bởi vì giá đã tăng tới 100 lượng rồi. Không có gia tộc ủng hộ, không có viện trợ ngân lượng te gia tộc khác, chỉ mỗi cửa hàng binh khí Liễu gia thì không gây nên sóng gió gì được. Trừ phi họ có thể tìm được luyện khí sư mới. Những chuyện này không quan trọng nữa, quan trọng là danh tiếng của cửa hàng binh khí Triệu gia đã được tạo dựng hoàn toàn. Chuyện mà Liều Thương Hải phí công nhưng không làm được, hắn đã làm được rồi, thực sự lang đoạn nghề binh khí. Hắn sẽ làm cho mối kinh doanh này ngày càng lớn, không chỉ riêng thành vong cổ. Mà các thành cổ khác cũng cần tiếp tục mở rộng. Ngân lượng là một thức tốt, tài nguyên tu luyện võ đạo của ngày sau, quá nửa phải dựa vào nó. Bây giờ hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Mấy ngày này, tình hình buôn bán của cửa hàng binh khí Triệu gia cũng gọi là đắt hàng. Có thể đổi binh khí là một quy tắc tốt. Người vui mừng nhất vẫn là lão Tôn, tâm huyết của lão gia chủ không những được bảo tồn mà còn được phát triển mạnh mẽ. Con cháu ngày nay đã khiến tổ tông nở mày nở mặt rồi. Triệu Bân đi ra hậu viện, hô hấp dồn dập. Tài nguyên tu luyện của hắn lại bị tiêu sạch, phải tìm mua thêm thôi. Nhất là đan dược bổ sung tinh lực hay linh dịch ngâm người, chợ đen là một nơi thích hợp. Sư phụ nhà ngươi có về không vậy? Ông già mặc áo vải thô đi cùng hắn. Đã mấy ngày chưa về chợ đen, phải đến tài mãn lâu xem thế nào. Ông ta cứ lẩm bẩm mãi, chờ bao nhiêu lâu mà chẳng chờ được lão tiền bối. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Triệu Bân ngáp, không biết là do buồn ngủ hay do tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tu vi của ông ấy là gì vậy? Ông già mặc áo vải thô duỗi tay,
nói như có như không. Thiên võ. Triệu Bân đáp một cách tùy ý, chuyện tu vi này thì cứ nói cao cao lên tí thôi. Cảnh giới thiên võ à, chẳng trách mà thần bí vậy. Ông già mặc áo vải thô nghĩ thầm, ánh mắt như vậy, ông ta theo không kịp. Truyền cho ta một bộ bí thuật đi, ta nói cho ông bí mật này. Triệu Bân tu rượu, nói xong thì bổ sung một câu liên quan đến sư phụ ta. Nói đi, sư phụ nhà ta là nữ. Là nữ. Ông già mặc áo vải thô nghe vậy thì giọng nói trở nên cao vút, khiến người đi đường phải rùng mình. Hét cái gì mà hét, ra rồi, chưa thấy phụ nữ bao giờ à? Là nữ á. Ông già mặc áo vải thô mặc kệ ánh mắt xung quanh, lại lẩm bẩm, lần đầu thấy lão tiền bối, nghe giọng là nam, xem ra là dùng viên thuốc đổi giọng rồi. Nghĩ lại cũng đúng, che giấu thân phận mà. Lúc này, Triệu Bân vừa ôm đầu vừa duỗi tay, vì bị giọng hét quá to của ông già mặc áo vải thô làm cho giật mình. Còn duỗi tay ra đương nhiên là đòi bí thuật, đã nói bí mật rồi mà còn dám trốn tránh thì ông đây chửi cho đấy. Còn bí mật mà hắn nói ra thì, cũng đúng mà. Cho đến giờ, mọi thứ của hắn đều là do Nguyệt Thần cho. Gọi cô ta một tiếng sư phụ là không hề quá đáng, hắn là một bé ngoan, chưa lừa ai bao giờ. Sao có thể là nữ được chứ? Triệu Bân giơ tay ra, ông già mặc áo vải thô làm như không thấy, bước nhanh về phía trước. Đừng hòng trốn nợ. Triệu Bân đi nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch giờ đã có vạch đen. Thú vị thật. Ông già mặc áo vải thô thầm than thở, tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Ông ta đi như một bóng đen, xuyên qua đám người. Người đi đường nhìn thấy thì kinh ngạc vô cùng, ông già này đi vô cùng quỷ dị, chắc chắn là một kẻ mạnh võ đạo, mà còn là sâu không thể lường. Đi cùng Triệu Bân là tiền bối nhà hắn sao? Trưởng lão danh dự của Triệu gia, về căn bản thì ta đều biết, nhưng cũng chưa từng gặp ông ta bao giờ. Khéo lại là người mới. Tiếng nghị luận càng nhiều, ông già mặc áo vải thô mặc kệ, Triệu Bân trở thành đối tượng được mọi người chú ý. Cái lão già khốn nạn này. Triệu Bân chửi thầm, chắc chắn là đuổi theo không kịp rồi, lão già đó chạy nhanh quá. Đến chợ đen, hắn đi vào tài mãn lâu trước. Ông già mặc áo vải thô lại không có ở đó, hơn nửa là đi ra chỗ khác rồi. Không tìm được người, Triệu Bân đen mặt đi ra. Chợ đen náo nhiệt, nhưng không có tiếng giao hàng. Đều biết là làm nghề gì rồi thì giao hàng làm gì nữa. Ai cũng thần bí vô cùng, chẳng ai rõ là bảo bối gì. Dạo một chuyến cũng hết mất một ngày. Khi màn đêm kéo xuống, hắn mới quay về, bạc trong tay cũng tràn đầy. Lại đến tài mãn lâu, nơi này vẫn còn mở cửa. Triệu Bân đi lên trước, đẩy cửa ra, thò đầu vào trong nhìn. Ông già mặc áo vải thô có ở trong đó. Lão già này đúng rảnh, nằm trên ghế dựa, ngủ say vô cùng. Chỉ có mình ông ta, không có người ngoài. Triệu Bân thu mắt, định chạy đi, nhưng mới đi được hai bước thì nhớ ra là quên cái gì, bèn quay lại, đi vào trong tài mãn lâu và ném vào đó một lá bùa nổ. Xong việc, hắn mới chạy thục mạng. Đoàng! Tiếng nổ vang lên nhanh chóng, còn mang theo sấm sét. Tài mãn lâu cháy rồi. Đứng nhìn từ xa, nóc nhà cũng cháy muốn bay. Cái thằng nhãi khốn kiếp này. Ông già mặc áo vải thô mắng chửi, tức giận vô cùng. Ông ta không bị thương, nhưng lại bị nổ đen xì mặt. Không cần hỏi cũng biết là bùa do ai ném. Bùa nổ này có sấm sét với lửa, cả cái thành vong cổ này cũng chỉ có Triệu Bân có. Đẹp thật. Trên đường đi ra, Triệu Bân cười khà khà. Quả nhiên thêm vào sấm sét và thú hỏa thì uy lực của bùa nổ càng thêm bá đạo. Rời khỏi chợ đen, Triệu Bân cởi áo bào đen ra. Đã là đêm khuya, trên đường hầu như chẳng còn ai ngoài mấy tên bợm rượu. Triệu Bân cầm chai rượu, mãi mới được thanh tịnh. Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, nghe tiếng thì là Bạch Vân Câu. Triệu Bân không quay ra nhìn, mà cũng chẳng thèm nhìn, vì hắn biết đó là Liễu Như Nguyệt. Đúng là Liễu Như Nguyệt thật, không biết vì sao cô ta nửa đêm còn chạy đi chạy lại đến giờ mới quay về. Từ phía xa, cô ta đã nhìn thấy bóng dáng Triệu Bân. Cô ta ghìm cương ngựa một chút. Tuấn Mã lúc này đi chậm lại, cho đến lúc đồng hành cùng Triệu Bân. Lúc ấy, có tên bợm rượu nhìn sang. Tên bợm rượu phải xem mấy lần rồi mới chắc chắn rằng mình không nhìn lầm là Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt, một người cưỡi ngựa, thần sắc lạnh nhạt, một người thì đi bộ, tay cầm chai rượu. Chuyện này hay rồi đây.
Nếu là ban ngày thì chắc sẽ náo nhiệt lắm, vì cả phố đều biết họ mà. Đánh bại cửa hàng binh khí Liễu gia rồi, người có thấy thành tựu không? Liễu Như Nguyệt không xuống ngựa, cũng không nhìn Triệu Bân. Lời nói của cô ta vẫn lạnh lùng như cũ. Từ đêm đó đến nay, đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện với người cũ. Đại tiểu thư tới đây hỏi tội sao? Triệu Bân uống một hớp rượu, cũng chẳng nhìn Liễu Như Nguyệt, còn bình tĩnh hơn cả ngày thường. Hại Tam Thúc bị đuổi ra, người có còn lương tâm không vậy? Lúc cửa hàng binh khí của nhà ta bị nổ, cô có hỏi lão ta xem là lão ta có còn lương tâm không đi? Lúc muốn hại cửa hàng binh khí Triệu gia, cô có từng khuyên lão ta là cho Triệu Bân một con đường sống chưa? Lúc lão ta làm điều ác thì không khuyên, lúc lão ta gặp nạn thì đến trách cứ. Lão ta thắng thì là lẽ đương nhiên, còn lão ta thua thì là do ta hại à? Liễu đại tiểu thư à, đây là đạo lý ở đâu ra vậy? Người của hiện tại sao có thể vô tình đến vậy, Liễu Như Nguyệt khẽ nói. Câu này ta nên hỏi cô mới phải chứ, Triệu Bân duỗi eo, cha cô là trưởng tộc, chỉ một câu của lão ta thôi thì Liễu Thương Hải sẽ có thể về gia tộc rồi. Cô rảnh nói mấy câu giáo điều với ta, sao không đi tìm cha cô mà xin? Hay là cô tiêu chuẩn kép, cùng là vô tình, nhưng cô có tư cách đến đây nói ta? Triệu Bân, người thay đổi rồi. Cô thì không sao. Nghe lời ta nói đi. Tà đạo vẫn không phải là con đường đúng đắn, biết sai mà sửa mới là tốt. Liễu Như Nguyệt bình thản nói, cô ta ngồi trên lưng ngựa, cao cao tại thượng, như một nữ Bồ Tát, đang dùng sự từ bi của mình để giáo hóa chúng sinh. Nói xong, cô ta quất roi ngựa. Bạch Vân Câu đang đi chậm đột nhiên xông vọt lên như mây bay. Ngựa, là ngựa tốt. Nhưng người cưỡi ngựa thì, không dám đâu. Không biết khi cô ta nhận ra Triệu Bân đã khôi phục tu vi thì sẽ có cảm xúc gì đây? Tà đạo. Triệu Bân ở phía sau, tay cầm bình rượu, tự nhìn lại bản thân. Ta mà ta. Lúc này, hắn thật sự muốn kéo Liễu Như Nguyệt lại hỏi cho ra nhẽ. Địch mợ nó chứ ta tà chỗ nào? Bái được sư phụ của Thiên Tông nên nhìn ai cũng là người xấu à? Khi quay về cửa hàng binh khí, nhóm lão tôn đã ngủ. Triệu Bân cũng không quấy dây nữa mà đóng chặt cửa phòng, bày một đống để nghề ra. Dưới ánh trăng, hắn ngồi thiên xuống, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, là luyện thể, cũng là lĩnh hội. Trong mông lung, hắn như nhìn thấy bóng lang một người, tiếc là không nhìn rõ, có lẽ là vì xa quá, xa đến mức chạm tới cả mặt trăng. Đột nhiên, Nguyệt Thần đang ngủ say bỗng hơi chau mày. Cô ta ở trong ý thức của Triệu Bân thấy được, đương nhiên cô ta cũng thấy được. Bóng dáng ấy nhìn hơi quen thuộc. Triệu Bân ngồi thiền luyện thể, yên lặng như hòn đá, dáng vẻ trang nghiêm. Nhìn thể phách của hắn có khí lửa vây quanh, sấm sét cuốn người, xương cốt không ngừng va chạm. Thân thể cảnh giới ngưng nguyên của hắn đã luyện tứ chi trăm cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đến mức hoàn mỹ, những kẻ cùng cảnh giới không thể sánh được. Hắn đang cố gắng hoàn thiện cái cơ bản mà Nguyệt Thần nói. Không biết đến bao giờ hắn mới ngừng lại. Thở ra một ngụm khí xấu, bên ngoài cũng dấp dính một tầng, đều là tạp chất được luyện ra. Cảm giác thật là mỹ diệu. Triệu Bân cười nói, vung nắm đấm ra, tay trái có sấm sét, tay phải có liệt diễm. Sét và lửa vô cùng tinh túy, chân nguyên trong cơ thể cũng vì thế mà tăng mạnh. Hỏa năng và hỏa dung. Lôi năng và lôi dung. Lửa với sét liệu có dung hòa được không nhỉ? Hắn nhìn hai tay mình rồi lẩm bẩm, chủ yếu là vì tò mò. Ngay lúc ấy, hắn đột nhiên thấy bình hồ lô tím vàng đang nằm trên bàn khẽ rung nhẹ, mà còn lóe ra tia sáng. Cấm chế được giải rồi sao? Triệu Bân kinh hô, rồi cầm lấy. Từ khi có được bình hồ lô này, ngày nào hắn cũng lấy thiên lôi tôi luyện nhưng chẳng có thay đổi gì. Đêm nay là lần đầu tiên xảy ra điều bất thường. Sau đó, khi hắn cầm trên tay thì lại chẳng có thay đổi gì nữa. Triệu Bân lật đi lật lại hồi lâu rồi mới mở ra. Nhìn vào bên trong, thấy toàn mây mù. So với lúc trước thì không gian đã to hơn rồi, có thể đựng được một vò rượu. Lấy làm đồ đựng chắc cũng được. Triệu Bân nói rồi mở một túi khác ra, bên trong toàn là những bình linh dịch chân nguyên màu xanh ngọc. Sau đó, hắn đổ hết vào trong bình hồ lô. Đổ hơn 100 bình rồi mà vẫn chưa đầy, nhìn vào bên trong chỉ thấy một mảnh hư vô. Vừa hay lại hợp. Triệu Bân cười nói, dắt bình hồ lô ở eo. Đừng thấy nó nhỏ mà khinh, chứ dung lượng của nó thì lớn vô cùng.
so với việc mang từng bình nhỏ đi thì tiện hơn nhiều. Lúc này, trời đã gần sáng. Triệu Bân thu thập đồ đạc, vác một cái bao lớn đi ra ngoài. Hắn tìm một con ngựa, chạy một mạch ra khỏi thành. Hắn muốn đến rừng sâu để tu hành, ở trong thành có nhiều tai mắt quá, hắn không muốn để người khác thấy. Trong núi là một nơi hợp lý. Hắn mua bao nhiêu là tài nguyên tu luyện, cũng là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hay còn gọi là bế quan. Hắn đi không được lâu thì ông già mặc áo vải thô lại đến, gương mặt ông ta đen xì. Ông ta đến tính sổ với Triệu Bân mà, cái thằng khốn này nữa, dám ném bùa nổ vào người ông ta. Nếu Triệu Bân ở đây thì cũng sẽ đáp trả ngay. Đường đường là cảnh giới huyền dương, tốt xấu gì cũng là tiền bối, thế mà lại đi trốn nợ của hậu bối, ta không nổ ông thì nổ ai. Ông già mặc áo vải thô cũng không tìm được Triệu Bân. Sau đó, đám lỗ mãng lại bị đánh cho một trận. Đó là ở bên cửa hàng binh khí. Bên này, Triệu Bân đã đi vào núi, giống như một con ngựa hoang được thả cương vậy. Kiếm Long Uyên nặng nề trên vai cũng nhanh nhẹn hơn nhiều, giống như một bóng đen đang bay giữa rừng, làm chim chóc sợ hãi bay đi, đến cả yêu thú cũng kêu lên liên tục. Khi hắn dừng lại thì đã là ở nơi sâu nhất trong núi. Nơi đây bóng núi thấp thoáng, cỏ dại mọc dày, rõ ràng là ban ngày nhưng chẳng thấy mấy ánh sáng, giống như trời đang chạng vạng, ánh sáng cực ít, là một nơi u tĩnh. Ngoài ra thì còn thấy được khí bay mờ mịt. Cả linh khí nơi đây cũng nồng đậm hơn trong thành vong cổ nhiều. Trong huyền môn thiên thư cũng có nói, phàm là nơi núi sâu, cỏ mọc dày thì linh khí càng nhiều, vạn vật đều có linh, cỏ cây hoa lá đều được linh khí thiên địa nuôi dưỡng. Linh khí nơi này càng tinh thuần hơn. Triệu Bân liếc mắt, nhìn về một dòng suối nhỏ ở một nơi không xa. Nước là thứ mà con người cần nhất. Chính là nơi này, Triệu Bân rút kiếm tử tiêu ở eo ra, chém lấy một mảnh đất trống rồi rải phấn thuốc cùng rượu ra xung quanh để phòng ngừa yêu thú cùng côn trùng. Xoạt, xoạt, tiếng kiếm nhanh chóng vang lên. Là Triệu Bân đang múa kiếm. Hắn dùng kiếm quyết thiên lôi để luyện, mũi kiếm tử tiêu cực kỳ nhọn, phát ra tiếng sấm sét. Trong lúc chuyển động, có thể thấy kiếm khí tản ra tứ phía, chém ra những vết hằn trên đá. Có rất nhiều cây cổ thụ cũng bị kiếm chém đứt. Thiên phú dị bẩm của hắn là tự mình lĩnh ngộ. Kiếm quyết thiên lôi này đã được hắn làm cho đơn giản hóa, chiêu thức hoa lệ đã bị lược bỏ, hắn chỉ chọn lấy cái tinh túy rồi thêm vào mấy chiêu. Mãi đến khi mặt trời lên cao, hắn mới dừng lại. Nói là giữa trưa, nhưng ở trong rừng sâu này thì cũng chẳng khác gì mấy. Vì cây cỏ mọc quá dày và cao, lá cây thì lớn, che hết ánh nắng, nên không khí rất mát mẻ. Triệu Bân tu một ngụm linh dịch rồi ngồi dưới một gốc cây già. Hắn lấy một con tiểu phi đao ra rồi dán một lá bùa nổ lên. Sau đó hắn ném ra ngoài cho nổ. Tiểu phi đao bay ra mấy mươi trượng, cắm vào một vách đá. Rầm. Hắn thầm suy nghĩ, mở ra cấm chế của bùa nổ, tiếng nổ lập tức vang lên, đá bay tứ tung. Nhìn uy lực đó không hề tầm thường chút nào, chủ yếu là bùa nổ của hắn thuộc loại chính tông, còn dung hòa thêm sét và lửa. Nếu đủ nhiều, có khi còn nổ cả núi ấy chứ. Đồ tốt. Triệu Bân cười khà khà, lấy ra càng nhiều phi đao và bùa nổ ra nữa, mỗi con đao dán một lá bùa. Nếu đánh nhau với người, có cách ở phía xa cũng có thể nổ chết đối phương. Sau khi làm xong, hắn lại đứng dậy. Hắn cởi áo ra, mình trần đi lên núi, trên đỉnh núi có một cái cây già, xem ra cũng phải mấy trăm tuổi. Đây sẽ là cột gỗ để hắn tu luyện. Bụp, bụp, bụp. Từng tiếng đấm vang lên, hắn không dùng chân nguyên mà đấm chay vào thân cây. Đây chính là luyện thể ngoài trời. Gân cốt của con người đều có sức mạnh, hắn muốn đem những sức mạnh này phát huy ra để rèn luyện. Lâu dài, gân cốt sẽ có sự lột xác, chính là cường độ và sự dẻo dai, cũng mở rộng được kinh mạch. Một ngày cứ thế trôi qua. Triệu Bân mệt đến kiệt sức, lúc ngồi xuống, da tay hắn đã rách cả. Nhìn thân cây cũng bị đấm thành một lỗ sâu, còn có vết máu dính vào. Đây chính là máu tươi của Triệu Bân. Ta bấm đốt ngón tay thì có vẻ sắp mưa rồi. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch, ngẩng đầu xem thời tiết. Hắn không hề nói bậy. Huyền môn thiên thư chứa rất nhiều kiến thức, trong đó bao gồm cả thiên tượng và khí tượng. Sau nhiều ngày lĩnh hội, hắn cũng biết được chút lông tơ. Lấy chút kiến thức ấy ra xem thì nhiều nhất 3 đến 5 ngày nữa sẽ có mưa dông. Con chim kia to thật. Nhìn mãi,
hắn đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Từ phía xa, trên trời có một đám mây trắng bay đến, hay còn nói là một con chim bạch hạc. Nó xuyên qua đám mây, dang rộng đôi cánh, cỡ phải 7-8 trượng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con chim to thế này. Triệu Bân thầm nghĩ, to như vậy thì một nồi không đủ. Sau đó, hắn bất giác đứng dậy. Khi gần hơn một chút, hắn mới thấy có người đứng ở trên lưng con bạch hạc. Đó là một người phụ nữ, mặc áo bào đạo sĩ màu tím, tà áo bay phấp phới theo gió, khí thế phiêu dật, nhìn sao cũng giống một tiên tử, gọi là tiên cô thì đúng hơn, là một mỹ phụ. Linh thú, Triệu Bân lại nhìn sang con bạch hạc. Linh thú chính là loại thú đã được thuần phục, giống như yêu thú và ma thú, sau khi nhận chủ nhân thì sẽ nghe theo mệnh lệnh của chủ. Con bạch hạc này quá nửa là kiểu linh thú đó, và tiên cô áo tím trên lưng nó cũng quá nửa là chủ nhân của bạch hạc. Hắn cũng từng may mắn được thấy linh thú rồi. Nhưng so với con này thì đúng là kém nhiều. Trong lúc nhìn, bạch hạc đã bay về phía hắn. Chính xác mà nói thì là chủ nhân của nó lệnh cho nó bay đến, dường như là nhìn thấy người trong núi. Triệu Bân thấy vậy thì co giò chạy. Trong mảnh núi hoang này, gặp phải người sâu không lường được thì phải chạy chứ. Soạt! Hắn chạy nhanh, nhưng bạch hạc bay còn nhanh hơn. Nó xuyên qua không trung, vẽ ra những đường ánh sáng màu trắng, chỉ trong nháy mắt đã bay tới. Triệu Bân bị chặn đường, lui lại từng bước. Giờ hắn mới thấy, trên lưng bạch hạc, ngoài tiên cô áo tím ra thì còn một thiếu nữ khoảng 14, 15 tuổi nữa. Thiếu nữ này mặc váy trắng xuất trần, hắn không nhìn thấy là vì tiểu cô nương này đang nằm ngủ một giấc say lắm. Tư thế ngủ thì cũng không đẹp đẽ gì cho cam, dạng chân thành chữ đại, lại còn rớt nước miếng. Chạy cái gì? Tiên cô áo tím lạnh nhạt hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, phối hợp với bộ đồ đạo sĩ xuất trần cùng bộ tóc mềm mại, nhìn sao cũng giống một bà tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Mắc tiểu, Triệu Bân cười khan đáp lại. Hắn không nói dối. Đúng là có mắt tiểu thật, tiên cô áo tím này rất mạnh, tuyệt đối là cảnh giới địa tàng, hơi thở của bà ta còn nồng hậu hơn cả ông già mặc áo vải thô lúc chưa bị giáng cấp. Bị một cường giả nhìn chằm chằm, có cảnh giới ngưng nguyên nào không sợ vãi tè chứ? Có biết thành vong cổ ở đâu không? Tiên cô áo tím lại hỏi, xem ra là đến để hỏi đường. Triệu Bân nhấc tay chỉ về phía xa. Tiên cô áo tím không nói nhiều, đến nhanh mà đi cũng nhanh, bạch hạc lại bay lên không trung. Vẫn là ánh sáng màu trắng đó, chỉ bay trong nửa nén nhang là đã đến thành vong cổ. Phù! Triệu Bân thở dài nhẹ nhõm, cả người đầy mồ hôi. Hắn không nhìn nữa mà đi vào trong rừng. Đứng ở nơi quá cao cũng chẳng phải việc gì tốt, ở bên dưới vẫn an toàn hơn. Màn đêm buông xuống. Trên vách đá, Triệu Bân mở một cái sơn động. Hắn đốt lửa nướng thịt trước cửa sơn động, là một con sói hoang, không nhỏ lắm, đủ để Triệu Bân ăn no một bữa. Cơm no rượu say, hắn mới bắt đầu ngồi thiền. Đêm trong rừng tĩnh mịch, linh lực càng nồng đậm hơn, chủ yếu là vì không có ai hấp thụ. Triệu Bân luyện thể một đêm, tinh thần sảng khoái. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Bân đã tỉnh dậy, duỗi eo thật mạnh rồi ra con suối bên cạnh tắm rửa một phen. Xong việc, hắn lấy đồ nghề vẽ bùa ra. Bùa nổ là một thứ tốt. Đã là thứ tốt thì đương nhiên phải luyện nhiều một chút, có khi lại cần dùng đến. Đương nhiên vẫn có tiếc nuối. Trước khi Nguyệt Thần thức dậy, hắn đáng lẽ nên tìm cô ta học thêm mấy loại bùa nữa, ví dụ như bùa định thân, đây cũng là loại bùa đã thất truyền từ lâu. Nghe bề trên nói là người của hoàng tộc mới biết. Trong lúc ấy, Nguyệt Thần ngủ say sưa vẫn chưa tỉnh lại. Ba canh giờ vẽ bùa, lại là một sấp dày, có thể đánh nổ một ngọn núi nhỏ. Xoạt, xoạt. Tiếp theo là tiếng kiếm vang lên. Lánh đời ẩn tu mà. Thời gian phải gấp rút một chút, làm gì cũng phải có bài bản. Xoạt, xoạt. Trong núi, tốc độ của hắn như gió bay, tay cầm kiếm tử tiêu, chân đạp bước phong thần, phía sau toàn là tàn ảnh, chiêu thức tinh diệu hơn không ít. Ngoài ra, uy lực kiếm pháp cũng mạnh hơn, kiếm quyết thiên lôi lại được đơn giản hóa, lĩnh ngộ đến cùng cực. Gió với sét đúng là tuyệt phối mà. Hắn có thuộc tính phong, chủ yếu mạnh về tốc độ, sấm sét bá đạo, chủ yếu mạnh công phá. Cộng thêm bước phong thần là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ với sức mạnh. Nếu đã ra chiêu thì toàn là thế tuyệt sát. Cộng thêm lúc ở trên đỉnh núi là lúc mặt trời lên đỉnh. Vẫn là cái cây già đó, hắn không dùng chân nguyên, đấm từng quyền vào thân cây.
Sức lực được sử dụng càng nhiều, gân cốt càng thêm đau đớn. Sắp mưa rồi. Mặt trời dần lặn xuống, một cơn gió lạnh thổi qua cánh rừng. Nhìn bầu trời đã xuất hiện mây đen. Triệu Bân cầm bình hồ lô, uống mấy ngụm liên tục. Đã bảo rồi mà, cùng lắm là 3 đến 5 ngày nữa sẽ có mưa giông, hắn cũng không phí công lĩnh hội huyền môn thiên thư. Đoàng! Tiếng sấm sét vang lên, trong đám mây mù đã xuất hiện chớp. Các con yêu, ta chờ mỗi các ngươi thôi đó. Triệu Bân sáng mắt lên, tiếng gọi đến là thân thương. Cũng đúng thôi, hắn có Thái Sơ Thiên Lôi Quyết mà. Sấm sét này chính là nguyên liệu nuôi dưỡng và tạo hóa của hắn. Rầm, rầm đùng đoàng. Từ tiếng sét đầu tiên, cả bầu trời đã không yên bình rồi, từng tia sét xé trời, có không ít là từ trên trời giáng xuống, chỉ bởi vì Triệu Bân đã vận chuyển Thiên Lôi Quyết. Rồi bị sét đánh. Nhưng Triệu Bân đã quen, hắn vận chuyển tâm pháp dẫn sấm sét vào người. Hắn múa kiếm trong sấm sét, cũng luyện thể phách trong sấm sét. Uy lực của sấm sét cũng tiến vào cơ thể hắn. Cơ duyên đương nhiên là có. Tắm dưới sấm sét, tu vi của hắn đã đột phá lên tầng 8. Đêm khuya, sơn động lại sáng rỡ. Triệu Bân ngồi bên cạnh đống lửa, ổn định cảnh giới, bên ngoài cơ thể vẫn còn tia sét, đến cả việc hít thở cũng mang theo tia sét. Lúc này nhìn lại, khí chất của hắn đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi ở đây là, có thêm một sự uy nghiêm khó nói thành lời. Cũng vì có sấm sét, đương nhiên là sét từ trên trời rơi xuống, mang theo uy lực của sét. Mà thể phách của hắn đã có dấu ấn của sấm sét, vô hình vô dạng, nhưng có thể cảm nhận được chính xác. Đinh đang, đinh đang. Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên theo nhịp. Triệu Bân khẽ chau mày. Vì tiếng chuông đó như có một loại ma lực kỳ dị, khiến tâm trạng hắn bất ổn, khó tập trung tinh thần được. Mặc dù cố đẩy đi nhưng tiếng chuông vẫn chui vào tai hắn. Qua bao nhiêu ngày, đây là lần đầu tiên tâm trạng hắn bị rối loạn. Rối loạn ở đây chính là một loại, giống như trước khi bị tẩu hỏa nhập ma. Nửa đêm nửa hôm rồi còn ai rảnh thế không biết. Triệu Bân thầm mắng, rồi mở mắt ra, đứng dậy, đi về phía có tiếng chuông. Con đường tu hành cần sự yên tĩnh, nhưng lại bị làm phiền. Xoạt, xoạt. Trong rừng sâu thăm thẳm, hắn như một bóng đen xuyên qua, sắc mặt cũng đen xì. Hắn phải đi tìm xem là ai và hỏi kẻ đó cho ra nhẽ, sao đang yên đang lành lại chạy vào rừng rung chuông chứ. Hắn dừng lại rồi trốn sau một hòn đá lớn. Ở phía không xa là một con đường nhỏ, vì đang đêm nên chỉ có thể thấy dáng của người đó. Khi nhìn gần, mới thấy đây là một pháp sư mặc áo bào đạo sĩ màu xanh da trời đậm, đầu đội nón, một tay cầm cây phất trần, một tay cầm chuông. Chính là cái chuông đó. Triệu Bân híp mắt lại. Tiếng chuông khiến người ta khó chịu, không thể ổn định tâm thần, như một loại bùa mê quanh quẩn trong đầu, rất tà ác. Lại nhìn về phía sau nữa, hắn mới lạnh cả người. Phía sau pháp sư là một đoàn người, xếp hàng chỉnh tề, được cột bằng dây cỏ. Mỗi người cách nhau 6, 7 thước gì đó, đội mũ mềm cao, hai tay giơ ra trước song song với mặt đất, trước mặt là một lá bùa màu vàng. Bọn họ không đi đường mà nhảy từng bước rất có quy luật. Người cản thi, Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn có nghe nói về người cản thi rồi, thường làm việc vào đêm, là một loại nghề bí mật, liên quan đến vu thuật, là một loại thuật có thể thôi thúc thi thể. Nói là cản, không bằng nói dẫn, vì pháp sư ở phía trước đám thi thể, vừa đi vừa rung chuông, ý nói, người sống tránh đường. Chắc là chuông bắt hồn. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn chuông trong tay pháp sư, thật không hổ danh là bắt hồn, nghe đã thấy tà ác rồi. Cái chuông ấy cứ gõ là làm tâm thần chấn động. Hắn nhìn Tiểu Linh Châu trong lòng mình, nó không hề sáng lên. Lạ thật, không đoán ra tu vi của pháp sư, hay là nói pháp sư có bùa che được tu vi, hay đây lại là một loại vu thuật nào khác. Phụt phụt, pháp sư lại giải tiền vàng, nhìn sao cũng giống như đang đưa tang người chết. Cái kiểu kỳ dị âm hiểm trong sáng ngoài tối như thế, Triệu Bân thấy mà đổ hết mồ hôi. Thú vị thật. Triệu Bân nhìn chằm chằm không chớp mắt, mặc dù hắn từng thấy cương thi đáng sợ hơn, nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi tò mò. Trong huyền môn thiên thư cũng giới thiệu qua, không phải là vu thuật cản thi mà là cách làm quen với thi thể. Trong lúc nói chuyện, pháp sư đã đi qua. 6 cỗ thi thể phía sau pháp sư đi theo liền mạch, nhảy như cây bút, có gió thoảng qua lật vào bùa vàng trên trán họ, nhìn thấy được những gương mặt trắng bệch, thấy mà sợ.
nếu có trẻ con ở đây thì quá nửa là sợ phát khóc. Hắn nhìn trận thế này mà thấy sợ. Hắn muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy 6 cỗ thi thể thì lại bò về chỗ cũ. Thi thể thứ 6 là một tên mập, dáng dấp không cao, có cái bụng tròn vo, lúc nhảy cũng không thành thật chút nào. Đầu gã lắc như trống bỏi, thỉnh thoảng lại liếc ngang ngó dọc. Bốn tay phải giơ thẳng song song phía trước, nhưng cứ thỉnh thoảng lại thu về, ôm tai, gãi cổ, xong rồi lại giơ ra trước. Giả vờ à, Triệu Bân nhướng mày. Nhìn kỹ mới biết đó là giả về, kia rõ ràng là một người sống. Sao lại nói vậy, chỉ vì viên tiểu linh châu trong lông hán sáng lên một lúc, mà còn đoán ra tu vi của kẻ đó, cảnh giới chân linh tầng 1. Ai chà, thú vị thật, một người sống sở xè sao lại đi theo đám thi thể này nhảy nhót vậy, là một kiểu sở thích đặc thù à? Hay là rảnh rối sinh nông nổi, nhưng pháp sư ở ngay phía đầu rô ràng không hề cảm nhận được. Tên mập vẫn không thành thực như cũ, nhìn trái liếc phải. Đến lúc đi qua Triệu Bân, hắn ta nhướng mày, ánh mắt đào lộn, như nhìn thấy Triệu Bân. Người bị điên à, Triệu Bân khẽ mở miệng, không nói thành tiếng mà dùng ngôn ngữ môi. Người điên đấy. Tên mập cũng hiểu ngôn ngữ môi, hắn mấp máy môi đáp lại. Vậy ngươi nhảy tiếp đi. Triệu Bân bĩu môi, len lén xoa người, hắn không rảnh nói chuyện nhảm nhí. Địch mợ nhà ngươi. Hắn cử động, tên mập cũng cử động, gào lên chửi. Hắn ta xé bùa vàng trên trán ra, sau đó giật rách mũ vải, chạy biến vào trong rừng. Pháp sư mạnh mẽ quay người, sửng sốt một lúc, thần tình trở nên kỳ quái. Mẹ nó chứ, sao lại có người sống thế này? Tệ hơn là, lão ta chẳng hề biết suốt cả quãng đường. Chạy đi đâu? Pháp sư hừ lạnh, một tay kết ấn và niệm chú. Hừ, tên mập vừa chạy vào trong rừng lại ôm ngực kêu lên, nhìn thần thái rất đau đớn, có khi đã bị dính vu chú của pháp sư rồi. Cứu, cứu ta với. Tên mập đau đớn kêu lên, hắn ta nói với Triệu Bân, hai người cách nhau chưa đến 3 đến 5 trượng. Triệu Bân chau mày, thật sự không muốn xen vào. Chủ yếu là pháp sư đó quá quỷ dị, đạo hạnh không thấp chút nào. Bụp, bụp, bụp. Những tiếng nhảy vang lên, hai cỗ thi thể một trái một phải tiến đến. Có lẽ là bị pháp sư thúc giục, chúng không nhìn Triệu Bân mà chạy về phía tên mập. Không cần nói cũng biết là định bắt tên mập về. Cứu ta với. Tên mập nhìn Triệu Bân, ánh mắt tràn đầy sự cầu cứu. Triệu Bân thở dài. Hắn lại ra tay, chạy ra kéo tên mập đi. Cứu một mạng người xây mấy tòa tháp đấy. Hai con cương thi bật nhảy đuổi theo, lại còn thở ra âm khí, cỏ cây hoa lá đột nhiên trở nên úa tàn. Tiếc rằng bọn chúng là người chết. Có hòn đá chặn lại nên chúng không nhảy qua được mà ngã chồng cành. Chạy đi đâu? Pháp sư chạy theo, phất tay áo, hàng trăm đồng tiền bay ra. Tiền bối, hắn ta là người. Triệu Bân quay người. Trong lúc ấy thì rút kiếm Tử Tiêu ra khỏi eo, múa một vòng đánh bay hàng trăm đồng tiền. Cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ mà cũng dám cướp người trong tay ta. Pháp sư lãnh đạm nói, mồm niệm chú, một tay kết ấn, một tay vẽ bùa tạo thành một chữ phong thật lớn, bổ nhào về phía Triệu Bân. Két! Triệu Bân động chân nguyên, chém đôi chữ phong ra. Bùa kia tạo cho hắn một cảm giác rất lạ, nếu như bị trúng chắc sẽ khó chịu lắm. Ái chà! Ta đánh giá thấp ngươi quá rồi. Pháp sư cười âm hiểm, một tay biến ra ấn quyết, những dòng chữ cổ hiện ra, đều rất hư ảo, cũng không biết là chữ từ đời nào, không đọc được. Đó là vô chú, mau tránh ra. Tên mập nhắc nhở, như biết được sự quỷ dị của phép này. Triệu Bân chưa trốn mà lửa bùng ra khắp toàn thân. Là thú hỏa hộ thân, những dòng chữ cổ kia bay đến đều bị đốt sạch. Đinh đang. Pháp sư cười âm hiểm. Dung chuông bắt hồn, những âm thanh kỳ lạ vang lên. Hự, Triệu Bân thấp giọng hô, tiếng chuông đó quá kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn gắng gượng được, kéo tên mập lui về sau nhanh chóng rồi thu kiếm Tử Tiêu về eo. Đồng thời, hắn ném mấy cái bùa nổ ra. Chỉ vậy mà cũng đòi làm ta bị thương. Pháp sư khinh bỉ, cũng cực kỳ tự đắc, nhẹ nhàng đón lấy. Nhưng khi nhìn thấy bùa nổ, lão ta liền thay đổi sắc mặt. Lúc này là lúc kiểm tra năng lực ứng biến, cũng là kiểm tra tốc độ. Bùa nổ không phải trò đùa, vì cái này biết nổ. Pháp sư có nhiều thủ đoạn nhưng da thịt lại yếu ớt. Cũng may lão ta nhanh trí, ném phi đao lại một hòn đá phía sau. Bùm! Tiếng nổ vang lên,
cây cỏ tứ phía đổ sầm. Triệu Bân thì đã mất tích. Nói thật, cũng chẳng có thù hằn gì mà phải liều mạng, hơn nữa pháp sư rất tà ác, đạo thuật của lão ta rất khó lường, chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ bị tiêu diệt. Sau đó pháp sư xuất hiện. Chật vật là có, nhưng không quá nhiều trở ngại. Hòn đá lớn đó giúp lão ta chặn lại, vì lão ta chẳng ngờ rằng một cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ lại có thể có bùa nổ, uy lực lại còn vượt xa sự tưởng tượng của lão ta, có sấm sét và hỏa diễm. Muốn đi à, không dễ thế đâu. Pháp sư cắn răng, triệu hồi cương thi ra một chỗ, còn lão ta thì đuổi theo vào trong rừng. Tên nhóc kia có cả bùa nổ, vậy chắc chắn còn bảo vật khác nữa. Xoạt, xoạt. Bên này, Triệu Bân đi không ngừng, kéo theo tên mập, chạy cũng nhanh. Thỉnh thoảng hắn nhìn sang tên mập. Không biết cái tên này ăn gì mà to thế, người toàn thịt, nhìn thế nào cũng thấy giống thiếu gia nhà giàu. Nhưng lúc này nhìn đi, trạng thái hắn ta quá tệ. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc đau khổ như bị thương nặng. Nước, tìm nước, tên mập yếu ớt nói. Triệu Bân không nói, đi thẳng ra sông lớn. Hắn khá là bội phục cái tên này vì đã giả làm xác chết, đến mức pháp sư còn không nhận ra. Đúng là một thiên tài. Bùm! Không lâu sau đã nghe thấy tiếng nước chảy, Triệu Bân cũng thô bạo, đến bên sông rồi ném tên mập vào. Xong xuôi, hắn định quay đầu đi. Làm thế này đã là tận sức lắm rồi, sống hay chết thì phải xem chính tên mập thôi. Khi Triệu Bân trở lại khu rừng âm u thì đêm đã rất khuya. Triệu Bân khoanh chân ngồi. Trước khi nhắm mắt còn liếc nhìn phía sông lớn, không biết tên mập đó đã phá vu chú được chưa? Pháp sư đó rất kỳ lạ, một thân vu thuật tà ác khiến người khác khó nắm bắt. Thu lại cảm xúc, hắn mới nhắm mắt lại. Lần này không có chuông bắt hồn làm rối loạn tinh thần nên thoải mái hơn nhiều, khiến hắn có thể tĩnh tâm hơn. Một đêm này lại không yên bình. Pháp sư không hề rời đi mà như một bóng đen, xuyên qua khu rừng tìm tên mập, cũng là để tìm Triệu Bân. Đuổi thi nhiều năm rồi, đây mới là lần đầu tiên lão ta bị giỡn mặt. Chú ấn hỏng rồi. Không biết từ lúc nào, lão ta mới phát hiện ra điều này, cau mày, vu chú bén rễ trong cơ thể của tên mập kia lại biết mất, hoặc có thể nói là đã bị phá. Đi. Pháp sư hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lớn vung lên, mấy trăm người giấy cắt bằng bùa vàng bay ra bốn phía, mỗi một tấm đều khắc họa phù văn. Những bùa giấy này là bí pháp tìm người. Có tổng cộng mấy trăm con, dù sao người đông thế mạnh vẫn hơn. Rắc, rắc. Trong rừng âm u, tiếng xương cốt va chạm vào nhau vang lên không ngớt. Là Triệu Bân đang luyện thể. Cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, làm được nhiều việc cùng lúc, vừa nghiên cứu huyền môn thiên thư, vừa tôi luyện thể phách. Sấm đánh à. Hắn lẩm bẩm trong lòng, sắp mưa rồi đấy, không chừng lại có thể tiến lên tầng 9. Sấm trên trời quả là một thứ tốt. Mấy lần đột phá đều lợi dụng sấm sét, cái thứ mà người đời sợ hãi lại là thứ nuôi dưỡng hắn. Bù! Bỗng nhiên, một vệt gió thổi qua. Chính xác mà nói thì là một người giấy không biết từ đâu xuất hiện, di chuyển trong khu rừng u ám. Hử! Triệu Bân đột ngột mở mắt, vung tay, ném ra một phi đao, chuẩn xác một đao cắm phập người giấy lên thân cây. A! À, như có một tiếng hét vang lên từ trong người giấy. Sau đó nó bốc lên một luồng khói xanh rồi tan biến. Người giấy nhỏ. Triệu Bân cau mày, giơ tay ra cầm xuống, nhìn một lát, trong mắt lóe lên ánh sáng bén nhọn. Hắn rút ra một người giấy nhỏ từ trong lòng, cũng giống y hệt với cái này. Là ngươi. Ánh mắt của Triệu Bân bắn ra ánh sáng lạnh. Hắn như vậy là vì năm đó linh mạch của hắn bị đứt có liên quan đến người bùa giấy này. Đến giờ, hắn vẫn còn giữ lại người giấy nhỏ. Để mong một ngày, tìm được kẻ ám toán hắn. Bây giờ, hắn đã tìm thấy rồi. Khốn kiếp, có gan thì ra đây độc chiến. Tiếng quát mắng chợt vang lên, nó truyền tới từ nơi sâu nhất trong rừng núi. Nghe thanh âm này thì chính là của tên mập. Triệu Bân không nói, thu lại hai người giấy nhỏ, chìm vào bóng đêm âm u. Hắn không có hứng thú với tên mập mà chỉ có hứng thú với chủ nhân của bùa giấy. Không chừng lão ta đang ở bên kia. Ở nơi sâu xa kia, tên mập vừa lăn vừa trèo lên. Hắn ta xuống sông lớn để phá chú ấn, vừa từ dưới nước ngoi lên thì lại gặp bùa giấy, không lâu sau thì pháp sư kia đuổi giết tới. Không chỉ có pháp sư mà còn có mấy cỗ cương thi, bị pháp sư thao túng, nhảy một bước dài mấy trượng, trên người đều có cơ quan để phun kim, không phải kim bình thường mà là kim mang độc.
Bên vai trái của hắn ta đã bị thâm đen một mảng, chính là do bị kim độc của cương thi bắn trúng, độc tố đang lan ra. Tiểu bối, đi đâu? Thân hình của pháp sư dị thường, đuổi giết tới, lại vung tiền đồng lên khắp trời như những con dao sắc bén. Vẻ mặt tên mập biến sắc, thoáng một cái rồi đứng vững, lấy chân nguyên hóa kiếm, múa kiếm với tốc độ cực nhanh. Những tiếng bang bang vang lên chói tai. Phần lớn số tiền đồng bị hắn ta đánh rơi, nhưng vẫn còn rất nhiều đồng bắn trúng người hắn ta. Thân thể béo tròn bị cắt bao nhiêu vết máu. Long cong. Những cương thi mà pháp sư hối thúc cũng đã tới chen chúc một đám. Chúng đều bị dán bùa vàng lên trán, trên thân mỗi con đều bắn ra kim bay. Mẹ nó! Tên mập chửi thề, lại múa kiếm dài, kim bay quá nhiều, mảnh như lông bò, chìm trong màn đêm không nhìn thấy rõ. Cũng có thể là chúng độc quá sâu nên tầm nhìn cũng mơ hồ, khó mà chịu được cơn đau đớn. Rất nhanh, kim bay dừng lại. Nhìn tên mập, chịu đựng sự chóng mặt lảo đảo kia, đứng không vững, một cánh tay buông thõng, kịch độc lan ra. Nếu không phải hắn ta dựa vào chân nguyên đối kháng thì lúc này độc đã ngấm vào tim rồi. Chạy đi, sao không chạy thế? Pháp sư cười nham hiểm, đi từng bước tới, bên cạnh còn có ba người giấy nhỏ bao quanh. Không phải bốc phét nhưng mà nhìn lão ta còn đáng sợ hơn cương thi, trong ánh trăng mờ ảo, thần sắc của lão ta trông âm u thấy rõ. Sáu đánh một thì có bản lĩnh đếch gì? Tên mập lắc đầu, vì chúng kịch độc nên thần trí mơ hồ, lắc lư như đứng trên mây, khóe miệng chảy máu tươi màu đen. Nhìn trên người, có trời mới biết là hắn ta bị chúng bao nhiêu kim bay, kịch độc nhiều như thế thì không thể ngăn cản. Luyện ngươi thành con rối chắc cũng không tệ, pháp sư cười nham hiểm, từ trong tay áo bay ra một lá bùa, là bùa cầm tù có thể ràng buộc hành động của người, giống như bùa định thân, có rất ít người biết. Tên mập nghiến răng, muốn vung kiếm chém bùa nhưng chỉ đành có lòng mà bất lực, toàn thân đã mất đi cảm giác rồi. Nhưng, đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện phía sau, kéo hắn ta sang một bên. Keng! Sau đó, thì nghe thấy tiếng kiếm chém lên lá bùa kia, có thể nhìn thấy ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên. Đó chính là Triệu Bân. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Mẹ ơi, đại ân nhân à! Tên mập lảo đảo, khi hắn ta thụp xuống thì nhận ra Triệu Bân đã cứu hắn ta hai lần. Lại là ngươi! Nhìn thấy Triệu Bân, pháp sư chợt nghiến răng nghiến lợi, một tấm bùa nổ suýt nữa làm lão ta nổ tung. Người giấy nhỏ này là của ông. Triệu Bân lạnh nhạt, hai ngón tay giữ một tấm bùa giấy. Thì làm sao? Khóe miệng pháp sư nhếch lên, lùi một bước. Khi lão ta lùi lại thì năm cỗ cương thi đồng loạt tiến lên. Cẩn thận cương thi phi châm ra đấy. Tên mập nhắc nhở, nếu không phải bị tập kích thì hắn ta đã sớm cao chạy xa bay rồi. Vù vù. Vừa dứt lời, năm cỗ cương thi run lên, phi châm về phía Triệu Bân, số lượng nhiều như lông bò. Keng. Triệu Bân lập tức rút kiếm, động tác cực nhanh. Hắn có thể nhìn rõ ràng thứ gọi là phi châm kia, dù sao thì cũng không bị trúng độc nên đôi mắt vẫn dùng tốt. Phi châm bị chém rơi, năm cỗ cương thi bước lên, hai con nhả khí âm, ba con nhả lửa âm. Triệu Bân cười lạnh, chân đạp bước phong thần, thật sự như một bóng đen xuyên qua những khe hở. Thân pháp đẹp đấy. Hai mắt pháp sư khẽ nheo lại, lão ta thật sự đã đánh giá thấp Triệu Bân. Keng. Trong chớp mắt lại phát ra tiếng keng keng. Lại là phi đao. Phi đao mà Triệu Bân vứt ra, có mang theo một bùa nổ, lần lượt phi tới năm cỗ cương thi. Sau đó, vang lên những tiếng nổ tung trời. Uy lực của bùa nổ, đủ bá đạo khiến đám cương thi mà pháp sư sai khiến đều bị nổ thành mảnh vụn. Lấy đâu ra nhiều bùa nổ thế? Pháp sư hừ lạnh, bay về phía sau để tránh. Keng! Trong đám khói chưa tan lại xuất hiện ánh sáng lạnh. Một con phi đao bắn thẳng về phía lão ta. Chịu thiệt một lần thôi chứ chẳng nhẽ là ăn đủ hai lần. Pháp sư lạnh lùng nói, một bàn tay trong tay áo kết ấn. Bỗng chốc, cuồng phong bốc lên. Có lẽ lão ta dùng gió lẩn, cuốn sạch phi đao ra xa mười mấy trượng rồi nổ tung. Ngoài bùa nổ thì còn chiêu gì nữa không? Pháp sư cười cười, trông còn u ám hơn cả ma quỷ. Như vậy cũng đủ để diệt ông rồi. Triệu Bân vận công, trên thân kiếm có sấm đánh chớp rạch, gió giúp thế sấm, tấn công càng bá đạo hơn. Còn có sấm sét. Pháp sư đổi sắc mặt, lão ta biết quá rõ uy lực thanh kiếm này của Triệu Bân, không chết cũng bị thương. Dù sao,
pháp sư cũng không giỏi chiến đấu. Trong chớp mắt, lão ta lắc lắc chuông đồng, vẫn là âm thanh quỷ dị đó vang lên, có thể làm nhiễu loạn tinh thần. Đầu óc Triệu Bân chợt đau đớn, vốn dĩ một kiếm mạnh mẽ mà ngay lập tức mất đi 5-6 phần uy lực. Ngay cả tốc độ cũng giảm sút đi rất nhiều. Chính khoảnh khắc này đã đủ để pháp sư trốn đi. Lão ta nhảy lên một hòn đá cực lớn, vừa lắc chuông đồng, vừa kết ấn bằng một tay, thi triển pháp thuật. Pháp thuật của lão ta quả thật rất kỳ dị. Dưới chân Triệu Bân là mặt đất cứng chắc, bỗng chốc biến thành vũng bùn nhấn chìm tới giữa bắp chân của Triệu Bân. Đạo sĩ cũng biết nhiều gớm nhỉ. Triệu Bân cười lạnh, năng lực hành động đã bị hạn chế. Lúc này muốn giơ chân lên thì cũng thấy rất khó khăn. Cái thứ nhỏ như con tép trên mép con mèo mà dám lừa ta. Pháp sư cười u ám, trong tay thay đổi ấn quyết, nhưng thấy trên đỉnh đầu Triệu Bân có một bùa lớn hư ảo biến hóa, một khi áp xuống thì tất bị niêm phong. Triệu Bân không nói, phù một cái biến mất. Độn thổ. Đôi mắt pháp sư ngưng trọng, khó mà tưởng tượng, một cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ từ đâu tới mà lại có nền tảng như vậy. Trước là thú hỏa, bùa nổ, sau là sấm chớp. Tới giờ lại còn thông thạo cả thuật độn thổ đã thất truyền. Không nghĩ nhiều, lão ta lập tức tung thân lên. Người lão ta vừa bay lên không trung thì lập tức ném xuống một bùa vàng, dán lên mặt đất rồi chìm vào lòng đất. Triệu Bân bị ép ra. Trong chớp mắt, mười mây cây phi đao bị hắn vung ra, mỗi đao đều mang một bùa nổ. Pháp sư thấy vậy thì sắc mặt tái mét. Đứng trên cao chưa chắc đã tốt. Ví dụ như lão ta lúc này vẫn còn đang trong không trung thì đã bị biến thành cái bia sống. Ầm, bùm, ầm. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, âm thanh chói tai, xem ra uy lực thật sự không phải lớn bình thường. Sắc mặt của Triệu Bân cũng trắng bệch. Trước sau đã dùng hai mấy tấm bùa nổ, hút cạn hơn 8 phần chân nguyên trong đan điền của hắn. Thế mà nhìn sang pháp sư, vẫn còn mẹ nó chưa chết. Con hàng này vẫn sống. Lão ta đứng trên hòn đá lớn, lảo đảo, toàn thân đen nhẻm, áo choàng đạo sĩ bị cháy xém một nửa, một cánh tay bị phế rồi. Pháp sư mà đánh đấm giỏi thế. Tên mập nhìn thấy vậy thì kinh ngạc tột độ, đó là mười mấy bùa nổ đấy. Người giấy nhỏ thay lão ta chịu trận. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn quanh người pháp sư có ít nhất mấy trăm người giấy nhỏ tung tóe bốn phía. Lúc này, từng mảnh giấy vẫn đang bốc lửa dần rơi xuống, đúng là bị bùa nổ đốt cháy. Giỏi, giỏi lắm. Pháp sư cười nham hiểm, máu tươi trong miệng tràn ra, cũng may mà lão ta nhanh trí, dùng người giấy nhỏ để làm bức tường ngăn cách, nếu không cũng sẽ bị nổ tung đến mức thịt nát xương tan. Lúc này, trong lòng lão ta vô cùng đau đớn. Những người giấy nhỏ kia nhiều như vậy là do lão ta tích lũy nửa đời người, thế mà lại bị bùa nổ sạch sẽ. Cảnh giới chân linh đỉnh cấp. Triệu Bân thầm nghĩ, giờ mới nhìn ra tu vi của đối phương. Pháp sư không giỏi võ. Từ lúc bắt đầu cho tới giờ, lão ta vẫn luôn giữ khoảng cách, cho dù là cảnh giới ngưng nguyên cũng không dám đánh cận chiến. Về điểm này, Triệu Bân tuyệt đối có lòng tin, nếu để hắn lại gần thì có thể đánh cho lão ta đến phát khóc. Đáng tiếc là, hắn rất khó lại gần được pháp sư. Chuông bắt hồn của pháp sư quỷ dị một cách khốn kiếp, càng lại gần lão ta thì càng bị loạn trí. Còn bao nhiêu chân nguyên? Pháp sư cười âm u, dùng nhiều bùa nổ như thế thì cảnh giới ngưng nguyên cũng không chịu nổi tiêu hao. Ông đoán xem, Triệu Bân đạp bước phong thần mà tới, một trưởng uy long, trưởng phong cực kỳ mạnh mẽ và mãnh liệt. Pháp sư không dám đối cứng, lại lần nữa tránh về phía sau, một tay nhanh chóng tạo ấn quyết, còn một bùa hư ảo, tung ra trước mặt, có một trận gió âm gào thét. Ầm, Triệu Bân tung trưởng khiến bùa nổ tung. Chấn động đến nỗi pháp sư phải lùi về phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Con mẹ nó, gã này thật sự là cảnh giới ngưng nguyên à? Tại sao một trưởng lại có uy lực tới mức đó? Chạy là thượng sách. Lão ta thật sự sợ hãi, xoay người muốn trốn nhưng vì bị thương nặng mà đôi chân cứ lảo đảo tê dại. Chạy. Triệu Bân cầm kiếm lên, một đường đuổi giết tới. Em gái nhà ngươi, mau cứu ta trước. Tên mập quát lên được một tiếng rồi ngất lịm đi. Rừng núi trong đêm âm u mù mịt. Chạy đâu mất rồi. Triệu Bân cầm tử tiêu, chạy tới chạy lui, tự nhận tốc độ của mình không chậm, nhưng pháp sư như càng ghê gớm hơn, cứ đuổi mãi mà không thấy bóng dáng đâu, tìm hơn nửa đêm mà cũng không tìm thấy pháp sư. Giả bộ cho lắm vào. Hắn ho khan một tiếng, ngại ngùng muốn chết,
đã nói là phải diệt pháp sư mà giờ còn không tìm thấy người. Đương nhiên, càng nhiều hơn là cái sự không cam tâm. Không dễ gì mới tìm thấy kẻ thù mà lại để lão ta chạy thoát. Lại trở lại cánh rừng, hắn tìm thấy tên mập đã ngất xỉu, hơi thở yếu ớt. Triệu Bân lương thiện, nhét cho hắn ta một viên thuốc. Một đêm cứu ba lần. Đây chính là, duyên phận trong truyền thuyết. Quay lại sơn động thì sắc trời đã sáng. Cõng tên mập trở lại, sắc mặt vẫn tái mét như thế, toàn thân trên dưới đen kịt. Chúng độc à? Triệu Bân cau mày, lại lấy ra một viên thuốc. Từ đêm đến giờ, không biết hắn đã đút cho tên mập bao nhiêu mà vẫn không thấy màu đen rút đi, độc tố quá mạnh. Đến giờ, thuốc đã dùng hết. Nhìn tên mập vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hóa ra là vậy. Triệu Bân ngồi xuống nhìn, càng nhìn thì ánh mắt của hắn càng sâu, càng nhìn thì biểu cảm càng sáng tỏ. Không phải là thuốc không có tác dụng mà da của tên mập này quá đen, đen như củ tam thất. Không phải nói điêu, đen mức độ này mà ném vào trong đống than thì cũng không phân biệt được. Cũng đúng, trong đêm trời quá tối, nhìn không rõ. Bây giờ trời sáng rồi mới biết tên mập này đen bóng toàn thân. Vậy là hắn nhầm rồi, hắn cứ cho rằng tên mập này trúng độc nặng quá cơ chứ. Thuốc để dành cũng nhét cho ngươi hết rồi. Triệu Bân tặc lưỡi, vừa thở dài, vừa lật qua lật lại người tên mập. Cứu hắn ta ba lần, còn dùng bùa nổ, thuốc cũng cho hắn ta uống hết vậy thì phải kiếm lại chút bạc để bù lại, bảo bối cũng được. Ngươi, tìm gì đấy? Tên mập tỉnh lại như tên say rượu, hai mắt tròn xoe nhìn Triệu Bân. Không có gì. Mồm thì nói như thế thì tay Triệu Bân thì lại không rảnh. Điều ngại ngùng là, lật đi lật lại tên mập mấy lần, đừng nói là bạc, tới cả một đồng tiền cũng không có. Trừ một bộ quần áo đen thui thì không còn thứ nào khác. Nghĩ lại thì cũng đúng, lúc trước pháp sư đã nhắc tới, tưởng hắn ta là xác chết mà truy đuổi. Nếu có bảo bối hay có tiền thì cũng sớm bị lấy sạch rồi, còn gì đến lượt hắn. Nào, tránh tránh ra coi. Tên mập đứng dậy, đẩy Triệu Bân ra, đi từng bước lảo đảo. Vừa vào tới cửa động thì dựa vào vách đá nôn thốc nôn tháo. Đã là thuốc thì có ba phần là độc. Triệu Bân quá thật thà, có trời mới biết đã nhét cho hắn ta bao nhiêu thuốc, uống nhiều thế, không nôn mới lạ. Cuối cùng, tên mập không nôn nữa mà ngồi ở cửa hang, dựa vào vách tường, thỉnh thoảng lại nấc lên, khóe miệng vẫn còn bọt trắng. Triệu Bân dứt khoát đi lên, một tay bắt lấy một chân hắn ta, bàn chân hướng lên, đầu hướng xuống. Nôn, nôn hết những gì có thể nôn được ra. Cảnh tượng phía sau lại có chút kinh tởm. Tới giữa trưa, sắc mặt của tên mập mới hồng hào hơn một chút, chỉ là đầu óc vẫn choáng váng, chắc là do uống quá nhiều thuốc. Ta tên là Ngưu Anh, người của Ngưu Gia Trang. Tên mập vừa xoa đầu vừa nói. Cái tên này kêu quá đi. Triệu Bân tặc lưỡi, cái tên gì tài giỏi chấn động, sáng chói. Gớm thật. Còn Ngưu Gia Trang thì hắn chưa từng nghe qua, không chừng đều họ Ngưu. Khí phách châu bò tung trời. Còn ngươi, tên gì? Triệu Bất Chú. Đừng giỡn. Ngưu Anh vừa nói thì lại nấc lên một cái. Ngươi quen pháp sư kia à? Triệu Bân hỏi, đây cũng là một trong những lý do mà hắn cứu tên mập. Có thủ đoạn mạch. Bất luận thế nào thì cũng phải giết chết pháp sư. Quen, quá quen ấy chứ. Nhắc đến pháp sư, tên mập bỗng chốc bốc hỏa. Có lẽ là quá kích động, hắn ta đứng phát lên mà bị sụn chân lại ngồi xuống. Gã đó không phải là loại tốt đẹp gì. Chuyên dở trò ăn trộm thi thể. Khi trưởng thôn của chúng ta qua đời, ban ngày vừa chôn cất, ban đêm đã bị lão ta dùng vu thuật triệu đi rồi. Ngưu Anh kích động, cứ một câu lại một câu chửi mắng không ngừng, mắng đến mức nước bọt văng tung tóe, cũng không biết là cố ý hay không mà trùng hợp phun lên mặt Triệu Bân. Hóa ra, đuổi thi là như thế. Triệu Bân lẩm bẩm, làm như không có chuyện gì mà lau mặt. Cứ chó mà đuổi thi ấy, tên mập mắng nói. Lão ta làm thế là ăn trộm, chuyên đào mộ tổ nhà người ta, trộm thi thể rồi luyện thành con rối. Con rối? Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng, xoa cằm, cũng biết con rối là thứ gì. Chính là một cái xác không hồn không có tình cảm, dùng xác chết để luyện thành, rồi lại dùng vu thuật biến thành vũ khí giết người. Cấp bậc của xác chết càng mạnh thì con rối cũng càng mạnh. Nhưng làm thế nào để luyện chế thì hắn lại không biết. Gã đó còn ác hơn nữa đấy. Tên mập vẫn đang mắng tiếp, lòng đầy căm phẫn, lão ta chuyên dùng máu của trẻ sơ sinh để tế vu pháp.
ở chỗ bọn ta thường bị mất trẻ con, đều là do lão ta làm. Nhưng ngươi biết lão ta ở đâu không? Triệu Bân hỏi, đây mới là điều mà hắn quan tâm. Cho dù là thay trời hành đạo hay là báo thù tư thì đều là phải đưa gã đó tới quỷ môn quan. Vậy thì ngươi tìm đúng người rồi. Tên mập cười ha ha, ta giả làm thi thể lâu như thế nên biết được xào huyệt của lão ta. Vậy giúp một tay đi. Có hai tiểu đệ tử đứng canh. Dẫn đường. Triệu Bân đứng bật dậy, không thể áp chế sát khí. Này, hay là ăn cơm trước? Tên mập ôm bụng, cười hê hê. Độc tố đã được giải rồi, dược lực của thuốc cũng đã giảm bớt, bụng trống rỗng, đói sắp phát điên rồi. Lúc này, nói gì đến đánh nhau, đi bộ còn khó. Ta đi tìm xung quanh xem. Triệu Bân cầm kiếm lên. Không lâu sau, hắn đem một con sói hoang trở lại, động tác thành thục đặt lên giá nướng. Cứu người ba lần rồi đấy, báo đáp thế nào đây? Triệu Bân vừa ăn thịt vừa hỏi, nếu đây là một cuộc mua bán thì hắn lỗ to rồi. Tiền bạc làm tổn thương tình cảm, tên mập uống một ngụm rượu, ta tìm vợ cho ngươi được không, trong thôn bọn ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Bạc, đan dược, bí thuật, ngươi chọn đi, Triệu Bân nói, ông đây không thiếu vợ, thiếu tiền, thiếu đan dược, thiếu bí thuật, ừ. Càng nhiều càng tốt, nhà ta có một mỏ vàng. Xuy, chém gió phần phật nhỉ. Triệu Bân đẩy tên mập, một mỏ vàng, chém gió không sợ mất bộ ấm chén sao. Thật mà. Tên mập thản nhiên, ăn hùng hục như hổ đói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Bân. Trong đôi mắt bé tí đó lóe lên ánh sáng. Đêm qua, Triệu Bân đấu với pháp sư một trận, hắn ta đã được chứng kiến từ đầu đến cuối. Tên cảnh giới ngưng nguyên này quá bất phàm rồi, có thể độn thổ, ném bùa nổ, lại có thú hỏa không tầm thường. Có sấm sét bá đạo, rõ ràng là không phải một kẻ tu võ đạo bình thường, nói không chừng còn là con cháu của một đại gia tộc. Hắn ta đang nhìn, Triệu Bân cũng đang nhìn. Người mà, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như tên mập này, rất kỳ dị, không biết tu loại công pháp nào, chân nguyên đơn thuần, khí huyết dồi dào, mạnh hơn đồng cấp rất nhiều. Đi! Sau khi ăn xong, tên mập phủi mông đứng dậy. Nhìn bộ dạng còn sốt ruột hơn Triệu Bân. Tư thế đi đường thì không phải là khoa trương bình thường, cao 1,5 m mà hắn ta đi như khí thế của kẻ cao 3,8 m. Ăn gì lớn đấy? Những vấn đề đêm qua, Triệu Bân lại thầm hỏi một lần. Đừng thấy dáng vẻ của hắn ta không cao, nhưng mà lại béo lạ thường. Người béo tai to, cởi trần, trông giống như Phật Di Lặc. Nhưng mà là Phật Di Lặc đen, giống như một quả bóng thịt đen sống động. Một nồi cũng không hầm được. Triệu Bân sờ cằm. Cũng không biết tại sao lại nảy ra cái suy nghĩ này. Nhanh lên! Tên mập hô lên một tiếng. Triệu Bân nhanh chóng đi theo. Theo những gì tên mập nói thì pháp sư đó trốn trong một đạo quán. Bề ngoài là đạo quán nhưng thật ra là một nơi dơ giấy. Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng trộm xác đã đủ khiến người khác ghê tởm, còn uống máu trẻ sơ sinh thì lại còn kinh khủng hơn. Bùa nổ của ngươi đâu, cho ta một tấm, Ngưu Anh lấy tay chọc chọc Triệu Bân. Cười ha ha, nhà ta có mỏ vàng, quay về lấy tiền trả ngươi. Lại bốc phét nữa thì ta sẽ chửi cả lò nhà ngươi đấy. Đừng mà, nhà ta có mỏ vàng thật. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đêm tới, Triệu Bân và Ngưu Anh đứng trước một cánh rừng già trong núi sâu. Ở đây, Ngưu Anh tu một ngụm rượu, chỉ vào bên trong. Núi Bắc nước Nam. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn xung quanh. Huyền Môn Thiên Thư có nói, núi Bắc nước Nam là vùng đất âm. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem địa thế, nếu có tất cả ba ánh sáng thì cũng có thể chuyển âm thành dương. Ba ánh sáng chính là chỉ ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng và ánh sáng của sao. Kiếm của ngươi không tệ nhỉ, mượn dùng chút. Ngưu Anh rất tự nhiên rút kiếm tử tiêu ở thắt lưng của Triệu Bân. Triệu Bân không nói gì. Đi vào để tìm người đánh nhau. Nào có thể yếu xìu như mấy gã chưa ăn cơm. Vừa nói, hai người vừa cùng nhau bước vào. Đi vào rừng, cảm giác một cơn gió âm thổi tới, càng đi vào trong thì khí âm càng nặng. Đi vào sâu thì cực kỳ ảnh hưởng tới tầm nhìn của hai người. Đợi lát nữa chiến đấu với mấy gã kia, ngươi chỉ cần đánh nhau, chuông bắt hồn của lão ta cứ giao cho ta, ta có cách đối phó với nó, Ngưu Anh nhỏ giọng nói. Tối qua, Triệu Bân không thể đánh thắng được pháp sư. Phần lớn là do chuông bắt hồn, có thể làm nhiễu loạn tinh thần, dẫn đến sức tấn công của Triệu Bân bị hạn chế,
nếu không phải vì thế thì đã sớm tiêu diệt được pháp sư rồi. Cách gì? Triệu Bân tùy ý nói, hai mắt nhìn xuống mặt đất, đất sét dưới chân là một màu đen sẫm, ngẩng đầu nhìn trời cao, vì bị khí âm che lấp nên không nhìn thấy ánh trăng cùng sao sáng. Bí pháp gia truyền. Ngưu Anh cười hê hê, nhưng không để lộ mà cứ thần thần bí bí. U. Đột nhiên nghe thấy tiếng này, không biết là gió âm gào thét hay chính là có lệ quỷ kêu rú. Đừng sợ, ta bọc cánh cho ngươi. Ngưu Anh vỗ vỗ ngực, có lẽ hắn ta đã từng tới đây nên không lạ lẫm gì nữa. Hắn ta cầm kiếm tử tiêu của Triệu Bân, khí thế bước đi kia vẫn vô cùng khoa trương. Triệu Bân nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quay nhìn phía sau. Từ lúc bước vào trong rừng, đằng sau có gió lạnh thổi tới, khiến hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm hắn. Hai người một trước một sau tiếp tục đi sâu vào rừng. Cái gọi là khí âm kia ngày càng trở nên mờ mịt, lượn lờ, tiếng kêu u u càng thêm nặng nề. Ta nói này, chỗ này chúng ta đi qua rồi nhỉ? Hình như thế, ta nhớ rất rõ cái cây hai gạc này. Con mẹ nó mấy lần rồi. Trong rừng sâu, hai người cứ xì xầm không ngừng. Có lẽ là lạc đường rồi. Đúng là lạc đường rồi, cùng một chỗ mà đi đi lại lại mười mấy lần rồi. Lại lần nữa, hai người đều sững sờ. Nửa đêm đi vào rừng, hai người họ lại không tìm được lối ra. Mê tung trận, Ngưu Anh trầm giọng trả lời. Tám phần là đúng rồi, Triệu Bân xì một tiếng, thầm nghĩ môn đạo của pháp sư cũng nhiều thật. Dường như biết trước là hai người họ sẽ tới báo thù cho nên mới bố trí mê tung trận trước. Châm lửa đốt cây. Ngưu Anh vừa nói, ngón cái và ngón trỏ chà vào nhau, hiện ra một ngọn lửa. Không có tác dụng đâu. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn trời, mà không nhìn thấy tinh tượng, lát sau, hắn thu hồi tầm nhìn đi về một phía. Mỗi lần đi qua một cây thì đều dừng lại nhìn. Mê tung trận thuộc về trận pháp, đã là trận pháp thì buộc phải có chân trận, tìm nó phá ra là được, trong huyền môn thiên thư đã nói thế, nhưng mong là đạo hành của pháp sư không đủ. Nếu không cấp bậc của mê tung trận quá cao thì chân trận cũng không dễ tìm ra. Tìm gì đấy? Ngưu Anh đi lên, phàm là những cuốn sách mà Triệu Bân xem qua thì hắn ta đều xem một lượt. Tìm bảo bối. Ánh mắt Triệu Bân như bó đuốc, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Không lâu sau, thì thấy hắn ngồi xổm xuống. Trước mặt là một cây tùng cổ, xem xét thật kỹ thì thấy nó không giống như những cây khác, nhưng nhìn chăm chú thì có thể nhìn thấy dưới gốc cây có khắc một phù văn to bằng bàn tay của trẻ sơ sinh, bị cỏ dại che khuất, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Chính là mày. Triệu Bân bắn ra một tia chân nguyên, làm vỡ phủ văn. Đột nhiên, sương mù tản ra một phần. Triệu Bân thấy thế thì thầm nghĩ cách này đúng rồi, mê tung trận này có cấp bậc không cao. Ta hiểu rồi, ánh mắt Ngưu Anh sáng lên. Hai người cẩn thận đi đường nào thì tìm đường đó, thấy phủ văn thì nhất định đánh vỡ. Đủ nửa giờ sau mới phá được mê tung trận. Đến lúc ra khỏi rừng cây lại gặp một nghĩa địa, cỏ dại mọc đầy. Nhưng rất nhiều ngôi mộ không có bia, không biết người nhà ai, cũng không biết chôn bao lâu mà số lượng nhiều thế. Vô ý làm phiền, xin lượng thứ. Ngưu Anh lại nhảy, một đường chắp tay vái lạy. Đây là vùng đất cực âm. Triệu Bân lại lẩm bẩm, nơi này núi Bắc nước Nam, đất sét màu đen thấm, có gió âm, khí âm ngưng tụ không tan, đến giờ lại có mộ cổ nhiều như thế. Các loại dấu vết đều chứng tỏ, nơi này chính là nơi tốt để dưỡng thi. Chắc chắn pháp sư đó không chỉ thông thạo vô thuật mà cũng biết nhiều về phong thủy. Chưa nói những thứ khác, chỉ nhìn cách lão ta chọn vùng đất này thì cũng thấy con mẹ nó tuyệt thật. Nhìn thấy không, bên kia, Ngưu Anh giơ tay lên chỉ. Triệu Bân thuận theo tay hắn ta nhìn ra, phía xa có một ngọn núi nhỏ, đạo quán ở trên đó. Nhưng khí âm mơ hồ khó mà nhìn rõ. Không nhiều lời nữa, hai người lao về phía đó, phải xách được gã đó ra. Vừa đi được mấy bước thì khí âm lại càng nặng. Điều kỳ lạ là, rõ ràng khoảng cách tới đạo quán chỉ mấy trăm trượng mà thôi, nhưng đi rất lâu vẫn chưa tới, đưa mắt nhìn ra thì vẫn còn cách rất xa. Có phải là gặp quỷ đánh tường rồi không? Ngưu Anh ho khan, cảm giác không đúng. Hắn ta luôn cảm thấy như bước đi tại chỗ, hoặc có thể nói là xoay tròn tại chỗ. Nếu không tại sao lại không đi ra được khỏi nghĩa địa? Chắc là thuật che mắt. Triệu Bân nói. Lần đầu tiên gặp những chuyện này. Lão già khốn nạn đó biết cũng không ít nhỉ. Ngưu Anh mắng nói, trước là mê cung trận, sau là thuật che mắt,
nhiều tài năng đấy. Keng! Triệu Bân vung tay, một phi đao bay ra, phóng thẳng lên trên. Ầm! Ngay lập tức, một tiếng nổ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, uy lực của bùa nổ không nhỏ, khí âm ngưng tụ không tan cũng bị nổ tung lộ ra một mảng rõ nét. Không có sương mù che khuất, ánh trăng chiếu xuống và còn thấy cả sao sáng trên trời. Phá khí âm của thuật che mắt, dẫn ánh sáng chiếu xuống, những điều này hắn chỉ hiểu chút chút, nhưng như vậy đã đủ rồi, vì đạo hành của Pháp Sư có hạn, cũng chỉ có chút đó. Nếu đạo hành của đối phương đủ lớn thì có dùng nhiều bùa nổ hơn nữa thì cũng không nổ phá ra được. Lần này, đã có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Cuối tầm mắt về phía xa có thể nhìn thấy hai bóng người trước cửa đạo quán. Là hai đạo đồng. Chính là đồ nhi của Pháp Sư, Ngưu Anh nói, chắc là lần trước đã gặp. Nhưng, vẫn chưa nhìn thấy Pháp Sư. Chắc là tối qua bị nổ thảm quá, nên giờ đang trốn trong đạo quán để trị thương rồi. Thằng nhóc khá đấy. Hai đạo đồng từ trên cao nhìn xuống, cười âm u đáng sợ. Keng, keng. Triệu Bân và Ngưu Anh không nói nhiều lời, cầm kiếm lao thẳng lên đỉnh núi chém giết. Không tự lượng sức. Hai đạo đồng cười lạnh, rồi nhất tề thi triển ấn quyết. Bỗng chốc, khí âm vừa tan đi không lâu lại ngưng tụ một lần nữa, tạo thành thuật che mắt. Không chỉ như thế mà nghĩa trang cũng không yên tĩnh nữa. Nhìn từng ngôi mộ cổ bắt đầu rung động, đất trên nấm mộ đều đổ ra ngoài, trượt sang hai bên, nhìn kiểu đó giống như có thứ gì đó muốn trèo ra không bằng. Quả nhiên, mộ cổ không phải chỉ bày ra để xem. Hai người chăm chú nhìn một lát thì trong mỗi ngôi mộ có một cỗ thi thể trèo ra, không phải cương thi nhảy cồ cồ mà là từng cỗ xác chết biết đi. Từng con đều mặc quần áo rách dưới, gầy dơ xương trông như que củi, trên đầu bị phủ kín. Mùi thịt thối nồng nặc, khiến hai người ngửi thấy mà buồn nôn, không chỉ đáng sợ mà còn rất ghê tởm. Thi biến, Ngưu Anh nhướng mày. Dưỡng thi, Triệu Bân nói. Những thi thể này đa số là do Pháp Sư chôn xuống, lâu năm ở trong mộ. Hấp thu khí âm, không có việc gì thì nằm bên trong, có chuyện thì bị triệu ra ngoài đánh nhau. Những con càng lâu năm thì càng đáng sợ, nhìn số lượng xác chết biết đi này thì ít nhất cũng phải mấy trăm hàng ngàn con. Có trời mới biết là những năm nay, Pháp Sư đã trộm bao nhiêu thi thể. Hay là, chúng ta quay về đi. Ngưu Anh ho khan, vừa rồi còn hùng hổ thế mà tới giờ lại nhát thối không còn chút tự tin nào, cũng chỉ trách xác chết biết đi quá nhiều. Mỗi con cắn một miếng thì chắc hai người đều bị cắn thành bã. Diệt người làm phép thì chúng sẽ tự dừng lại. Ánh mắt Triệu Bân thâm sâu, có ngu mới đi đối cứng với những xác chết biết đi này. Cũng đúng. Ngưu Anh lại đứng bật dậy, đồng đội rất biết cách tiếp sức đấy chứ. Keng! Lại một phi đao, cắm vào mây trời. Ầm! Tiếng nổ vang lên, mang theo tiếng sấm, lại khiến thuật che mắt bị nổ tung. Tới! Hai người đồng loạt hét lên, một phải một trái mạnh mẽ xông tới giết. U, xác chết biết đi cũng hành động, từ bốn phía vây lại, miệng nhả khí âm, nhen nhanh múa vuốt, số lượng tuy nhiều nhưng một số phương diện lại không chiếm ưu thế. Có lẽ là do cấp bậc quá thấp, hành động hơi chậm, hơn nữa còn không hiểu cách thực hiện bí pháp. Cút, Ngưu Anh quát lớn, hai tay cầm kiếm, đánh không có bài bản gì mà cứ chặt chém loạn xạ. Triệu Bân cũng như vậy. Long Uyên phủ đầy sấm chớp, một hơi vung chém lộn xộn. Xác chết biết đi gặp đòn tấn công, bị chém ngang chặt dọc, xương cốt kêu răng rắc không ngừng chói tai, nhiều con chỉ còn nửa người, vẫn còn động đậy, bò tới bò lui trên mặt đất. Xông tới giết. Chân nguyên của Ngưu Anh dồi dào, xung phong lên trước, mở đường cho Triệu Bân. Biết thân pháp của Triệu Bân huyền ảo, giết được hai tên đạo đồng kia thì xác chết biết đi kia không cần đánh cũng tự thua. Chiến lược này không tệ. Triệu Bân cũng muốn làm vậy, đạp bước phong thần, xuyên qua từng cỗ xác chết biết đi. Khi đi qua chỗ Ngưu Anh thì đặt kiếm Long Uyên xuống, cầm lấy kiếm Tử Tiêu. Nếu là đã tấn công để giết thì kiếm Tử Tiêu vẫn dễ dùng hơn, ít nhất là nó nhẹ, sẽ không hạn chế tốc độ ra đòn. Thấy vậy, hai đạo đồng bỗng chốc hoảng loạn. Đuổi thi thì chúng còn chuyên nghiệp chứ đánh nhau hả, vẫn còn kém lắm. Người như Triệu Bân, hai người bọn chúng không đánh được. Chặn lại. Trong đạo quán truyền ra một tiếng hừ lạnh, nghe giọng này thì chính là Pháp Sư. Trạng thái của lão ta cũng không tốt lắm. Chính xác là đang dưỡng thương, một ống tay bay phấp phới, còn cánh tay thì tối qua đã bị Triệu Bân nổ tung rồi. Lão ta cũng đủ ác, chặt luôn cánh tay xuống. Phụt! Bên dưới,
Triệu Bân một kiếm chém đứt một xác chết biết đi, thuận theo bậc đá giết lên tới đỉnh núi, còn Ngưu Anh thì bị vây trong đám xác chết biết, số lượng quá là nhiều luôn. Đốt chết ngươi! Nhìn thấy Triệu Bân đang xông lên, hai đạo đồng hừ lạnh, cùng thi triển ấn quyết. Sư phụ có lệnh, phải ngăn chặn được kẻ này. Mà sau đó, chợt xuất hiện từng quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống Triệu Bân. Cầu lửa tuy rất lớn, nhưng tốc độ rất chậm. Triệu Bân đạp bước phong thần, thân pháp biến hóa kỳ lạ, nhẹ nhàng tránh khỏi đám cầu lửa. Hai đạo đồng lùi lại một bước, ấn quyết kết không ngừng. Trước là lửa quỷ, tới giờ là thành mưa rơi đầy trời, có lẽ là một loại bí thuật dạng chạy trốn bằng nước. Không phải là nước mưa bình thường, mà mỗi giọt đều mang tính ăn mòn. Triệu Bân không nhìn, dùng thú hỏa, toàn bộ bị ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy. Nước gặp lửa thì bốc hơi. Chủ yếu là đạo hành của hai đạo đồng chẳng tới đâu. Nếu cách này mà gặp cảnh giới huyền dương thi triển thì không giống nhau rồi, không biết dập được thú hỏa hay không nhưng chắc chắn có thể giết chết Triệu Bân. Còn chiêu nào nữa không? Triệu Bân lạnh nhạt nói, đạp một bước lên bậc thang đá cuối cùng, tấn công lên đỉnh núi. Chết đi! Hai đạo đồng mặt mày dữ tợn, vẫn thi quyết, thành hai bùa lớn hư ảo. Bùa hả, vẫn dễ nhìn nhất. Nhưng, cũng chỉ dễ nhìn nhưng lại không có lực tấn công gì cả. Pháp sư cảnh giới ngưng nguyên, làm bùa chỉ để biểu diễn thì còn được. Chứ nếu chiến đấu với người ta, hai tên đó còn xa mới bằng võ tu đồng cấp, da thịt yếu ớt, một phát tát là đánh chết ngay. Loại người này chỉ hợp đánh hỗ trợ, không hợp để đánh tiên phong. Một khi bị đánh cận thân thì hậu quả thật không tốt chút nào. Như bây giờ rất nhanh đã chứng minh được điều đó. Một hiếm của Triệu Bân không chi phá tan hai tấm bùa, mà cả hai đạo đồng cũng bị chém cho liên tục lùi về sau. Trước ngực có nhiều thêm một vũng máu, nếu không phải là tấm bùa giảm bớt uy lực của kiếm thì hai tên này đã bị chém sống. Lĩnh luôn một kiếm, chết không nghi ngờ gì. Sư phụ! Hai đạo đồng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Keng! Bọn chúng chạy rất nhanh, nhưng Triệu Bân còn nhanh hơn. Hắn vung kiếm giết tên đạo đồng đầu tiên, rồi lật tay vung trường, đánh vỡ nát ngũ tạng của tên đạo đồng thứ hai. Hự hự! Đạo đồng chết tươi tại chỗ, đám xác chết biết đi không còn bị khống chế nữa, ngã lăn ra đất. Con mẹ nó! Ngưu Anh chửi bậy, cầm kiếm Long Uyên xông lên, nhìn hung dữ vô cùng, trên vai còn dính vết máu, có khói độc tỏa ra, chính là thi độc. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Dù gì thì xác chết biết đi cấp thấp này không sánh được với mấy con xác chết mà lúc đối kháng với Diêm lão quỷ. Cùng là thi độc nhưng lại khác xa nhau, loại này là do cưỡng chế bước ra. Dầm, ầm. Triệu Bân và Ngưu Anh một trái một phải, xông vào đạo quán. Đạo quán nhìn không lớn lắm. Đi vào cửa lớn của đạo quán là thấy một cái sân với mấy cây tùng già. Chưa thấy pháp sư đâu cả, nhưng chắc chắn lão ta ở đây. Tiểu Linh Châu trong lòng Triệu Bân cũng sáng lập lòe, vốn dĩ không thể đo được tu vi của pháp sư, nhưng có lẽ vì tối qua những gì lão ta che giấu đã bị bùa nổ đánh hỏng. Lão già, mau lăn ra đây. Ngưu Anh hét lớn, đi thẳng vào phòng thiền đối diện, pháp sư đang ở trong đó. Ông. Không chờ Ngưu Anh chém đến, mặt đất trong phòng thiền bỗng xuất hiện ba cỗ quan tài đá. Ngưu Anh không kịp phòng tránh nên đầu bị đập vào đau đớn. Lúc hắn ta định thần lại thì ba cái nắp quan tài đá đã bị đổ xuống. Trong mỗi quan tài là một người, thần sắc tê liệt, hai mắt trống rỗng. Lại là cương thi. Triệu Bân đi lên trước sóng vai cũng Ngưu Anh. Đây là con rối. Ngưu Anh nói, đều là cương thi, nhưng không cùng cấp bậc. Con rối. Triệu Bân nhướng mày, thần sắc tò mò. Hắn chỉ nghe nói chứ đây là lần đầu tiên được thấy. So với đám xác chết biết đi dưới đất thì ba con rối này có khí thế mạnh hơn. Két! Cửa phòng thiền mở ra, pháp sư xuất hiện, sắc mặt cực kỳ hung tàn. Khi nhìn thấy Triệu Bân thì sắc mặt lão ta càng dữ tợn hơn. Vết thương của lão ta cực kỳ thê thảm, tất cả là do Triệu Bân ban tặng. Mười mấy lá bùa nổ không chỉ phế đi một cánh tay của lão ta mà còn làm nổ cả tích lũy hơn nửa đời người của lão ta, cũng chính là đám người giấy. Hơn mấy trăm con toàn bộ bị phá hỏng. Đồ tốt! Triệu Bân và Ngưu Anh coi như không nhìn thấy lão ta mà chỉ nhìn chằm chằm đám con rối này, tất cả đều là bảo bối. Giết! Pháp sư lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ra lệnh cho con rối tấn công. Ba con rối này nghe hiểu được tiếng người. Đúng là khác với cương thi,
tiếng chạm đất vang lên ầm ầm, mà đi đường còn mang theo cả gió. Uy Long, Triệu Bân di chuyển như gió, kiếm Tử Tiêu còn mang theo sấm sét, xuyên thủng người con rối. Nhưng con rối không có cảm xúc, cũng chẳng biết đau. Chịu một kiếm thì đánh trả lại, Triệu Bân bực bội vô cùng. Ở bên khác, Ngưu Anh cũng không khác gì. Hoặc là nói, còn tệ hơn cả Triệu Bân, vì khóe miệng hắn ta đã rỉ máu. Cú đấm mạnh thật. Triệu Bân lẩm bẩm, phỏng đoán lực chiến đấu của con rối phải ngang với cảnh giới chân linh đỉnh phong. Cẩn thận có bẫy, Ngưu Anh nhắc nhở. Không cần hắn ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhìn thấy rồi, con rối xông tới hắn khắp người toàn là phi châm, mà còn là loại mang độc, còn mỏng hơn cả lông bò. Rầm, ầm, bụp. Cuộc chiến mau chóng được bắt đầu, cảnh tượng ba đánh hai cực kỳ sôi nổi. Đinh đang. Pháp sư cũng không nhàn rỗi, tuy chỉ còn một tay nhưng lão ta vẫn có thể rung được chuông bắt hồn. Vẫn là âm thanh kỳ dị đó làm loạn tâm thần, ít nhất cũng khiến Triệu Bân đau đầu trong chốc lát. Cút. Ngưu Anh hét lên mạnh mẽ. Tiếng hét này không hề tầm thường. Tiếng hét này như hổ gầm rồng ngâm, sóng âm cực kỳ mạnh. Hự. Pháp sư khẽ kêu. Lui lại một bước, chuông bát hồn cũng không kêu nữa. Bí thuật gia truyền đấy, ngầu chưa? Ngưu Anh nhếch miệng cười khoe khoang. Ngầu. Triệu Bân bật cười, cầm kiếm xông thẳng về phía pháp sư. Nhưng lại có điều kỳ lạ xuất hiện. Một con rối ngăn trước người pháp sư, lại còn thổi ra phi châm. Triệu Bân nhẹ nhàng vượt qua. Hắn chưa kịp đứng vững thì con rối thứ hai đã giết đến, đấm một cú cực mạnh. Đột. Triệu Bân chui vào đất, rồi biến ra phía sau con rối, bắt lấy cánh tay của nó, sau đó nhấc nó lên và ném mạnh mẽ xuống đất. Tiếng ngã của nó nghe cũng khá êm tai. Con rối bị ngã xuống đất, tiếng xương khớp kêu lên răng rắc. Nhưng Triệu Bân cũng phải trả một cái giá đắt. Con rối thứ ba vốn đang chiến đấu với Ngưu Anh, nhưng lại đánh lén hắn một chưởng. Đệch, sảng khoái. Với nền tảng của hắn mà còn bị đánh cho hộc máu. Thì con rối này công nhận là mạnh thật. Con mẹ nó. Triệu Bân chửi ầm lên, đương nhiên là chửi Ngưu Anh. Con rối thứ ba, đệt, thế là ông đây một chiến ba à? Ngươi không thể coi chừng con rối thứ ba hay sao mà để nó đánh lén ta thế? Có bùa nổ thì nổ đi chứ. Ngưu Anh ho khan, biết Triệu Bân có nhiều bùa nổ. Nổ, nổ hết đi. Triệu Bân cũng nhón chân độn thổ về phía sau, bắn ra ba cái phi đao dán bùa nổ. Hai cái cho hai con rối, cái thứ ba cho lão pháp sư. Pháp sư cũng tự giác mà lùi về phòng. Nói thật thì chân linh đỉnh phong như lão ta đã bị nổ đến gần chết rồi. Đoàng, ầm. Pháp sư tránh được nhưng hai con rối thì chưa, bị nổ thành phấn vụn. Con chó già kia, chạy đi đâu? Triệu Bân đạp bước phong thần, xuyên qua khói lửa, chém vào trong phòng thiền. Ngưu Anh cũng không chậm trễ mà đi vào theo luôn. Kỳ lạ là chẳng thấy bóng dáng pháp sư đâu. Người đâu mất rồi? Hai người, một cầm kiếm Long Uyên, một cầm kiếm Tử Tiêu, nhìn quanh căn phòng. Phòng thiền không lớn, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Hay là lão ta chạy rồi, Ngưu Anh nhìn ra cửa sổ mở toang, liền tự mình hiểu ra là trước khi bọn họ đến thì lão pháp sư đã chạy rồi. Chưa đâu, lão ta vẫn ở đây đấy. Triệu Bân cầm Tiểu Linh Châu. Nó vẫn còn đang phát ra một ánh sáng màu xanh lục lúc đậm lúc nhạt. Màu nhạt là chỉ tên mập, còn màu đậm, đương nhiên là lão pháp sư kia rồi. Triệu Bân cứ nhìn mãi, liền cúi đầu xuống. Trong phòng không có, thế thì ở dưới đất rồi, có khi còn có mật thất gì đó ấy chứ. Lúc đang nhìn thì màu xanh đậm đó bỗng tàn lụi. Cũng tức là nói, vị trí của pháp sư đã vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của viên ngọc. Nói trắng ra thì là lão ta đã chạy mất. Triệu Bân hừ lạnh, rồi thi triển thuật độn thổ. Nhưng tệ là không thành công. Gạch này không phải loại bình thường, Ngưu Anh quỳ xuống đất, lấy kiếm gõ gõ. Tiếng nghe rất khô khốc. Triệu Bân nghe vậy thì nhếch miệng, đây nào phải gạch, mà là sắt. Chắc chắn có cơ quan ở đây. Ngưu Anh đứng dậy, sờ tới sờ lui, vừa sờ vừa gõ cả căn phòng. Lần trước hắn ta tới đây làm gì có cơ quan nào chứ? Lão pháp sư này lại thông minh đến vậy sao? Hang ổ của lão ta đó, nhiều thủ đoạn giữ mạng thật. Triệu Bân cũng đang tìm, mặt đất được tạo thành từ sắt thì không thể dùng thuật xuyên tường được. Tìm một lúc lâu mà chưa thấy cơ quan đâu. Hay là nổ nhé, Ngưu Anh hỏi Triệu Bân.
Triệu Bân khẽ lắc đầu. Nghe tiếng ban nãy thì tấm sắt này phải dày khoảng 1 mét, nổ không có tác dụng. Nếu nổ thì cũng phải tìm đối phương đã. Đáng ra phải giữ lại một đạo đồng mới phải, Ngưu Anh gãi đầu. E là bọn chúng cũng không biết đâu. Triệu Bân trầm giọng nói, sư phụ mà, lúc nào cũng phải giữ lại một chiêu. Hai, vừng rơi mở ra. Ngưu Anh đột nhiên hét lên, còn học dáng vẻ như đang đọc ấn quyết. Hắn ta cứ nghĩ rằng cơ quan của pháp sư có chú ngữ phù hợp. Cũng không hẳn là không có khả năng. Nhưng câu chú ngữ này thì đương nhiên là đoán sai rồi. Xuyệt. Triệu Bân đưa động tác tay, ý bảo Ngưu Anh đừng nói gì. Vì Tiểu Linh Châu lại sáng lên rồi. Không phải nói nữa, pháp sư đã quay lại, có khi chút nữa sẽ mò ra không chừng. Hai người ăn ý tìm một nơi trốn. Sau đó còn thu lại cả chân nguyên, nín thở, để lão pháp sư không cảm ứng được. Thời gian từng phút trôi qua. Hai người không dám chớp mắt, trốn ở chỗ kín nhìn trái liếc phải. Vì không biết cửa ra ở đâu, có khi lại ở ngay dưới chân mình, nhưng thế thì lại tốt quá, một đấm hạ gục lão ta luôn. Đây chính là ôm cây đợi thỏ đó. Mãi sau mới nghe một tiếng ầm, mặt đất rung chuyển, một tấm sắt được đẩy ra rồi co rút ở hai bên, lộ ra một cửa vào, có thể thấy bậc thang. Sau đó thì thấy một cái đầu ló ra. Chính là lão pháp sư, lại còn cẩn thận ló đầu ra nhìn để xem có người ngay không, cũng xem đám Triệu Bân đã đi hay chưa. Không thấy ai cả, lão ta mới bước ra. Không đúng lắm, đang đi được mấy bước, lão ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại rút về. Chạy đi đâu? Triệu Bân xông ra đầu tiên, đồng thời cũng ném ra một cái phi đao. Khốn kiếp! Sắc mặt pháp sư trắng bệch, vừa chạy vừa chửi. Ầm! Sau đó là một tiếng nổ, còn nghe thấy cả tiếng nôn ra máu xen lẫn nữa. Cửa sắt chưa đóng. Hoặc là chưa kịp đóng, nên giờ cửa rất rộng mở. Không giết được ngươi, ông đây sẽ theo họ ngươi luôn. Ngưu Anh chửi ầm ầm, cầm kiếm Long Uyên xông vào. Triệu Bân cũng không chậm. Hai người đi theo cùa thang xuống dưới, có lẽ là đã đến mặt đất. Đến lúc tới nơi thấp nhất thì mới biết là một con đường hầm. Bên trong có 7-8 hướng đen xì, không thấy đầu không thấy đuôi, có trời mới biết là nó sẽ đến chỗ nào. Có thể thấy vết máu trên mặt đất, đương nhiên là của lão pháp sư. Hai người không dám lơ là, một người đi trước mò đường, một người đi sau phòng ngự. Đây là đường vào mộ mà. Ngưu Anh cầm kiếm, vừa đi vừa lấy kiếm gõ vào tường. Tường này dùng một loại đá đặc thù tạo thành, bên trên còn vẽ những bức hình cổ xưa, không biết là triều đại nào. Đúng là đường vào mộ rồi. Ngưu Anh nhìn ra thì Triệu Bân cũng vậy. Âm khí ở nơi này rất nặng. Cho nên chắc chắn đây là một tòa mộ, hơn nữa còn là một ngôi thật to. Chưa nói đến cái khác, chỉ nguyên con đường này cũng đủ để tiêu tốn bao nhiêu tiền của và nhân lực rồi. Chỉ mình tên pháp sư và ba đạo đồng không đủ để làm ra được. Nếu Triệu Bân đoán không nhầm thì đây chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Lão pháp sư kia tìm thấy tòa mộ cổ này rồi lại xây một đạo quán nhỏ ở bên trên. Nhà âm dương, Triệu Bân lẩm bẩm. Tòa mộ cổ là nhà âm, đạo quán là nhà dương, nhà âm cho dương dùng, nhà dương cho âm dùng, kết hợp làm một. Cả hai có thể mượn khí của nhau để biến thành một loại khí vận huyền bí. Cách này thật sự rất tà ác. Nhưng trong huyền môn thiên thư có giới thiệu về cái này. Nhưng Triệu Bân không hiểu, một tòa mộ lớn thế này tại sao phải xây ở nơi cực âm? Để nuôi xác sao, hay là nói, qua thời gian thì địa thế nơi này thay đổi, vốn là nơi phong thủy lại biến thành nơi đại hung. Nào chỉ có trộm thi thể, còn cả đào mộ của nhà người ta nữa chứ, Ngưu Anh than thở. Thuật cản thi này lão pháp sư làm khá tốt, nghề đào mộ lão ta cũng giỏi, ngoài việc không giỏi chiến đấu ra thì gì lão ta cũng làm được. So về độ tổn hại âm đức thì không ai sánh bằng lão ta được. Đường vào mộ âm u, Triệu Bân và Ngưu Anh cẩn thận từng tí. Một khu mộ lớn thế này mà không có cơ quan mới lạ đấy. Hắn phải đi thật cẩn thận, chỉ một chút lơ là thì sẽ rơi vào hố ngay. Hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng lại không ngờ có một khu mộ cổ ở dưới đạo quán. Mất dấu máu rồi. Ngưu Anh một mạch đi theo vết máu. Hắn ta nhìn Triệu Bân, nhìn sang Tiểu Linh Châu. Đến giờ mà vẫn chưa thấy màu xanh đó sáng lên lại. Cũng tức là nói, khoảng cách với pháp sư vượt xa phạm vi cảm ứng của nó. Hai người đành phải tiếp tục đi trong bất lực.
đường vào mộ không ngắn, mà cũng không thẳng đuột. Nó được xây theo hình xoắn ốc, theo tính toán của Triệu Bân thì chắc cũng phải sâu xuống mấy trăm trượng. Một công trình lớn thế này, có khi lại là của vương công quý tộc hoặc một cao nhân tiền bối nào đó, thân phận không đơn giản. Mập, dạy ta bí thuật sóng âm của ngươi đi. Triệu Bân tạo một đóm lửa, vừa soi lên tường vừa nói. Đây là hàng tổ truyền đấy, Ngưu Anh đáp. Ta cứu ngươi 3 lần đấy, ngươi tính báo đáp sao đây, Triệu Bân bĩu môi. Ra ngoài rồi sẽ dạy ngươi, Ngưu Anh cười. Ngừng, Triệu Bân đột nhiên chặn Ngưu Anh lại, vì hắn nghe thấy tiếng sột soạt, giống như một loài côn trùng đang bò dưới mặt đất. Đúng là côn trùng thật, trước sau đều có, to cỡ nắm đấm trẻ em, tụ lại đen xì. Chúng bò tràn đầy đường vào mộ, xông vào cả hai người. Trùng thi. Cổ trùng. Không đúng. Trùng khát máu. Hai người lùi về sau một bước, tựa lưng vào nhau. Đám trùng này không dễ đối phó. Trùng khát máu, nghĩa tại mặt chữ. Nếu như để nó dính vào người thì sẽ hút sạch máu rồi mới thôi. Quan trọng nhất là, số lượng của nó rất nhiều. Lòng Triệu Bân không ngừng cảm thấy run rẩy. Chẳng trách tên pháp sư đó vội vàng chạy ra như vậy. Ngưu Anh nói, nhiều trùng khát máu thế này, nghĩ cũng thấy tởm. Đoàng. Triệu Bân lấy hỏa thú ra bao bọc cả người, cũng bao lấy Ngưu Anh. Trùng khát máu có thuộc tính cực âm. Vì là cực âm, nên bọn chúng sợ nhất cực dương, ví dụ như lửa. Lão bối đã nói vậy. Đây cũng không hẳn là tuyệt đối. Những con trùng khát máu cực mạnh thì cũng khá tùy hứng. Có lửa đến. Chúng cũng dừng lại nhưng chỉ một chút, rồi tụ ở phía trước. Một khi lửa tan thì chúng sẽ vồ đến. Đi. Triệu Bân xoay người, chạy vào chỗ sâu, Ngưu Anh cũng vội vàng đi theo. Vì có lửa nên đám trùng khát máu này đều nhường đường. Nhưng cũng có mấy con ngang ngược xông vào, rồi lại bị lửa đốt cháy. Ta nói này, hình như có con to xuất hiện hả? Ngưu Anh ho khan, nuốt nước bọt, nhìn phía sau mình. To phết đấy. Triệu Bân cũng đáp lại, sau lưng có, trước mặt cũng có, mà còn là con lớn nữa, cao những 3 đến 5 trượng. Nhìn kiểu gì cũng giống con nhện, nhưng lại là trùng khát máu. Một trước một sau, chắc là một đực một cái. Về đám trùng khát máu con thì thôi khỏi nói, chắc chắn là con của chúng rồi. Chân nguyên hộ thể. Triệu Bân hét lên, cầm 2 cây phi đao trong tay ném về 2 phía, vẫn không quên nhắc nhở Ngưu Anh là sắp nổ rồi. Phải bảo vệ tốt bản thân mình, tránh bị dính vào. Phập, đoàng. Tiếng nổ bỗng vang lên, trùng khát máu cái bị nổ ngay lập tức, dịch thể màu xanh lục bắn ra ngoài. Khi nhìn sang con đực thì nó đã tránh thoát được. Không những vậy, nó còn xông về phía hai người, há miệng thật to. Cút. Triệu Bân gào lên, mang theo tiếng hổ gầm rồng ngâm. Keng. Cùng lúc đó, Triệu Bân rút kiếm tấn công, mặt kiếm được bao bọc bởi liệt diễm. Lại còn có tia sét vây quanh, cộng thêm chân nguyên, chém nứt con đực làm 2. U. Trùng khát máu vừa mới chết đã có những tiếng u vang lên giống như lệ quỷ gào thét. Sau đó là một làn khói độc tỏa ra. Hai người thấy thế liền lập tức nín thở, dùng chân nguyên chặn lỗ mũi lại. Đi vào sâu hơn nữa, cơ quan cũng không ít. Cũng may cả hai phối hợp ăn ý, ít nhất thì còn sống được đến giờ. Chỉ là đường vào mộ thôi mà đã nhiều bẫy thế rồi. Ngưu Anh tặc lưỡi, bội phục người tạo ra khu mộ này, thật sự là khó quá mà. Bốp! Lúc nói chuyện thì Triệu Bân lại đập đầu vào tường. Lại, tại sao lại nói thế? Chỉ vì trên đường đi này, cứ một lúc là Triệu Bân lại va đầu vào tường. Ngươi, bị điên à? Ngưu Anh thăm dò, ánh mắt thì rõ ràng là, bị điên thì nên đi chữa đi. Biến dùm! Triệu Bân ôm chán, đau đến hít hà. Hắn cứ đập đầu vào tường là vì muốn thử thuật xuyên tường, nhưng đường vào mộ ở đây rất kỳ lạ, phòng được cả thuật xuyên tường. Hắn lại không tin, nên cứ thi thoảng lại đập thử một lần, đến mức mặt sưng phồng lên. Đường vào mộ, cuối cùng cũng đến đích. Nói chính xác ra là không còn đường đi nữa rồi, trước họ là một cánh cửa đá. Để ta cho, ta biết. Ngưu Anh tự tin bước lây, nhón chân đi đến chỗ cái đèn đá trước cửa. Ông! Một tiếng rung vang lên, cửa đá mở ra. Triệu Bân đỡ khung cửa, nhìn vào trong thăm dò, thấy không có nguy hiểm gì thì mới đi qua. Phía bên kia của cửa chính là một vách núi treo leo. Ngưu Anh đi vội đến mức suýt nữa thì ngã lộn chổng vó xuống.
Có viên đá bị rơi xuống mà mãi còn chẳng nghe thấy tiếng chạm đất. Một ngôi mộ cổ thôi mà, sao lắm đường đi lối vào thế? Triệu Bân thoáng chặt lưỡi, trông về phía đối diện cũng có một vách đá treo leo hiểm trở, giữa hai vách đá này được nối bằng cầu treo, đã vậy còn có ba cây cầu. Hiển nhiên, chỉ có một trong số đó là thật. Nếu chọn đúng thì bình yên vô sự, nếu chọn sai thì chắc hẳn sẽ là đường xuống Hoàng Tuyền. Đường này không được, có chướng khí. Ngưu Anh nói vậy, hắn ta nằm dạp xuống trước cây cầu treo bên trái mà hít hít ngửi ngửi, dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng giống một con chó Park, đã vậy còn là loại có mũi cực thính. Có hả, Triệu Bân ngồi thụp xuống nhưng chẳng ngửi thấy gì hết. Tin ta đi, không thể sai được, chắc chắn có chướng khí, Ngưu Anh nói rồi còn tự chỉ vào mũi mình, dường như hắn ta muốn nói, thứ này của ta đây được tổ tiên truyền lại, thính lắm. Xong việc, hắn ta ngửi con đường ở giữa. Không thấy tình hình gì bất thường, hắn ta chạy đi ngửi con đường ở bên phải, bị sặc tới mức hai mắt rơm rớm nước. Có trời mới biết hắn ta đã ngửi phải thứ gì, xem ra mũi nhạy quá cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Đây, con đường này. Ngưu Anh bịt mũi, bước lên cây cầu treo ở giữa. Ngửi thấy cái gì thế, Triệu Bân lơ đễnh bước lên, tò mò nên hỏi một câu. Phân chó. Thế thì chắc phải là một bãi to lắm, Triệu Bân buột miệng đáp. Hắn bám vào dây xích sắt ngó xuống dưới. Bên dưới là một mảng đen kịt, nhìn thêm một lát thôi cũng cảm thấy tâm trí sắp bị cắn nuốt. Nếu rơi xuống từ độ cao này, dù đã đạt tới cảnh giới huyền dương cũng sẽ biến thành một đống thịt bằm. Ngưu Anh vẫn rất đáng tin. Cây cầu treo này thực sự không có vấn đề gì, dọc đường rất thư thả. Vách đá ở phía đối diện vẫn bị cửa đá chắn ngang. Có rồi đây, Triệu Bân liếc mắt nhìn viên linh châu. Nó đang tỏa ra màu xanh sẫm. Cũng có nghĩa là pháp sư ở bên trong. Phen này phải đập chết ngươi, Ngưu Anh mắng thầm một câu, lôi ra dụng cụ kiếm cơm của mình. Uỳnh, cùng với một âm thanh vang dội, cửa đá mở toang, có hào quang hắt ra. Hai người đồng loạt lao vào trong. Nơi này chắc hẳn là mộ chính, đập vào mắt họ là một cỗ quan tài được đặt ngay giữa đàn tế, ngoài ra toàn là vật phẩm bồi táng, bao nhiêu là tiền tài bảo bối và đồ gốm sứ. Cỗ quan tài to quá. Ngưu Anh chậc lưỡi, đó là một cỗ quan tài bằng đá, hình như to hơn hẳn quan tài bình thường nhỉ. Tiền bối làm bọn ta khó tìm quá. Ngưu Anh nhìn vào cỗ quan tài, còn Triệu Bân nhìn vào người bên dưới cỗ quan tài. Không sai, có người đang khoanh chân ngồi trị thương ở đó. Thấy hai người xông vào, người này đứng bật dậy, cuống quýt quá nên tổn thương cơ thể, phun ra một búng máu, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi nhăn nhúm khó coi. Tình thế cực kỳ chật vật, chắc hẳn vì trước đó lão ta tránh khỏi lá bùa nổ kia không đủ xa nên hứng chịu ảnh hưởng. Ta có thủ với các ngươi sao? Pháp sư nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngẫm kỹ lại, dường như Triệu Bân trêu vào lão ta trước, cướp người từ chỗ lão ta. Đại sư đúng là hay quên, mới có 3 năm thôi mà, không nhớ nổi vãn bối rồi à? Triệu Bân hờ hững đáp, hắn xách kiếm bước tới, đôi mắt thâm sâu chợt lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Nghe hắn nói như vậy, pháp sư khẽ nheo mắt. Không thể phủ nhận, lão ta càng nhìn Triệu Bân càng thấy quen mặt. Ngươi, nhìn mãi rồi lão ta đột ngột lùi về sau một bước, thần thái trông rất khó tin. Xem ra ông đã nhớ lại rồi, Triệu Bân cười. Không thể nào, pháp sư giống lên, rõ ràng lão phu đã đánh ngươi tàn phế rồi. Đúng là trùng hợp quá, vãn bối cao số. Được thôi, pháp sư nở nụ cười vặn vẹo. Thật hối hận vì không chém thêm một nhát. Có tiện nói cho vãn bối biết, ông làm việc thay cho ai không? Triệu Bân từng bước ép sát lão ta. Đây mới là điều hắn muốn biết nhất, muốn biết ai đã bày mưu tính kế với mình. Hắn tự nhận mình và pháp sư không thù không oán, chắc hẳn lão ta nhận tiền rồi diệt trừ hậu họa thay người khác. Pháp sư không nói, chỉ ném ra 3 lá bùa. Hiển nhiên lão ta muốn dùng chiêu dương đông kích tây. Ném bùa ra rồi định mở đường chạy thoát, bởi cơ thể gánh theo trọng thương này tuyệt đối không phải đối thủ của hai người họ, gắng gượng giao đấu chắc chắn sẽ chết, đồng thời lão ta cũng sợ đống bùa nổ của Triệu Bân. Ông đi được cơ à? Triệu Bân hừ một tiếng, bước phong thần của hắn nhanh hơn, một nhát kiếm chém tung pháp sư. Lão ta chưa kịp đứng dậy, hắn đã giẫm chân xuống rồi. Cú giẫm này đủ mạnh, khiến máu tươi của pháp sư điên cuồng phun ra. Nói. Triệu Bân lạnh lùng ra lệnh. Ta cũng không biết, pháp sư ho ra máu,
chỉ biết trên bàn tay trái của hắn có 6 ngón. 6 ngón tay à? Triệu Bân lầm bầm, sau đó rút chân về, ánh mắt hấp háy. Ký ức của hắn giống như quyển sách đang lật mở. Tiếc rằng dù đã lật hết từng trang ký ức, hắn cũng không tìm được một người quen nào có 6 ngón tay. Hắn đang nghĩ thì pháp sư đã đứng dậy và chạy mất. Nói thật lòng, dạng người như lão ta không giỏi đánh đấm, dù nắm không ít thủ đoạn nhưng cơ bắp lại yếu đến đáng thương. Cú đạp của Triệu Bân suýt nữa làm lão ta tàn phế. 3 năm trước, nếu không nhờ đánh lén, lão ta cũng không thể chém đứt linh mạch của Triệu Bân. Lão già, chúng ta cũng nên tính món nợ của mình chứ. Pháp sư thoát được khỏi Triệu Bân nhưng không thể thoát ra ngoài, vừa lảo đảo chạy đi chưa được bao xa đã bị Ngưu Anh xử lý. Một nhát kiếm bá đạo thẳng thừng chém chết lão ta. Đến lúc chết mà pháp sư vẫn còn buồn bực. Hay nói cách khác, lão ta hối hận vì không nên chọc vào Triệu Bân và Ngưu Anh. 6 ngón tay. Ở bên này, Triệu Bân chắp tay đứng tần ngần tại chỗ, hắn vẫn đang nghĩ về tên hung thủ kia. Nào, chọn một trong hai món đi. Xử lý xong pháp sư, Ngưu Anh tung tẩy chạy tới, một tay cầm chuông bắt hồn của pháp sư, một tay cầm một cuốn sách cổ. Nếu đã là chiến lợi phẩm thì phải phân chia công bằng nha. Bấy giờ Triệu Bân mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn lên. Chuông bắt hồn ấy hả, trước kia hắn đã từng lĩnh giáo rồi, là một món đồ được đúc từ loại sắt đặc biệt, rất giỏi vu thuật. Âm thanh mà nó phát ra có ma lực làm lòng người rối loạn. Còn cuốn sách cổ kia tên là Phù Văn Lục. Sách cũng như tên, dùng để ghi chép các bí ẩn về bùa chú, ví dụ như loại bùa vàng mà pháp sư dùng. Thứ này, hắn cũng rất thích. Về phương pháp vẽ bùa, hắn mới chỉ biết mỗi bùa nổ, những loại khác thực sự chưa từng thấy. Hai thứ này, ta muốn hết. Chỗ nào mát thì ngươi lăn ra đó đi, Ngưu Anh lườm Triệu Bân một cái. Phù Văn Lục. Được ngay, chuông này thuộc về ta, Ngưu Anh cười hề hề. Chia xong chiến lợi phẩm, hai người cũng không rời đi ngay. Khó khăn lắm mới tới được mộ thất, kiểu gì cũng phải ngắm nghía cho đã đời. Hai người biến thành du khách. Ngưu Anh cầm theo chuông bắt hồn ghé tới trước cỗ quan tài bằng đá, không biết đã vòng quanh nó bao nhiêu vòng, đôi lúc còn giơ tay gõ nhẹ lên quan tài. Triệu Bân thì tùy ý đi dạo. Tiền tài và bảo bối trong hầm mộ này quả thực không hề ít, chắc phải đến mấy trăm ngàn lượng ấy chứ. Thế nhưng, không thể động vào được. Lão bối và huyền môn thiên thư đều nói rằng không thể động đến đồ vật ở âm trạch. Thế nên, nhìn ngắm thôi là đủ rồi. Rời mắt khỏi đống tài vật, hắn đứng dưới vách tường, trên đó khắc rất nhiều hình vẽ cổ xưa, nhìn nhân vật trong bức vẽ với lối phục sức kỳ dị, chắc hẳn không thuộc về thời đại này. Ôi đệt, đây là Âm Nguyệt Vương mà. Ở bên khác, Ngưu Anh chợt hô lên, dường như phát hiện ra điều gì đó. Âm Nguyệt Vương. Đương nhiên hắn đã nghe nói đến người này, liên quan tới Vương Triều Âm Nguyệt một quốc gia cổ xưa từng có thời kỳ cực thịnh, nhưng vào thời loạn lạc đã bị 8 Vương Triều lớn bắt tay tiêu diệt. Phải tới 500 năm sau đó, Triều Long của Đại Hạ mới thống nhất thiên hạ. Mà vua Âm Nguyệt chính là quốc vương cuối cùng của Vương Triều Âm Nguyệt. Tương truyền rằng ông ấy có thần lực bẩm sinh, đồng thời thiên phú cực cao, là một kỳ tài nghìn năm hiếm gặp, tiếc rằng lại kẻ cực kỳ hiếu chiến. Trong trận chiến khiến Vương Triều Âm Nguyệt bị tiêu diệt, ông ta đến chết cũng không xin hàng, từng một mình giết cả thiên quân vạn mã, khiến lính địch tan rã. Thế nhưng, số mệnh của Vương Triều đã tận, dù ông ta mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng xoay chuyển càn khôn. Sau khi chết, ông ta bị kẻ địch chặt đầu, treo lên tường thành suốt 3 tháng ròng rã. Không ngờ rằng đây là mộ của ông ta. Ngôi mộ này cũng không hề nhỏ, nhưng nếu là mộ của vua Âm Nguyệt thì đúng là quá sơ sài. Dù sao thì ông ta cũng là vua của một nước. Nhưng nghĩ cũng phải thôi, quốc gia đã diệt vong, có mộ là khá lắm rồi. Đúng là vật tổ của Âm Nguyệt. Hoàng đế của một vương triều mà bị chôn ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này. Triều đại thay đổi, thắng làm vua thua làm giặc. Hai người một trái một phải, vây quanh cỗ quan tài bằng đá mà nhìn tới nhìn lui, trên đó khắc tiểu sử của ông ta, khái quát cuộc đời của vua Âm Nguyệt, vị vua của đất nước suy vong này cũng khá truyền kỳ đấy. Tâm trạng của hai người không hề vui vẻ. Nói thế nào nhỉ, họ chưa từng gặp vị hoàng đế nào, nhưng lại gặp phải mộ của hoàng đế. Tiền bối, vô tình quấy rầy. Hai tiểu bối này cũng rất hiểu chuyện. Trước khi đi còn chắp tay với cỗ quan tài bằng đá. Đồ vật trong lăng mộ tuyệt đối không thể đụng vào,
sẽ làm phiền tới vong linh của vua Âm Nguyệt. Đi thôi. Hai người quay lưng đi xa dần, cánh cửa hầm mộ sau lưng cũng theo đó mà khép lại. Leng keng. Họ nhanh chóng nghe thấy tiếng chuông bắt hồn, vẫn có ma lực như thường. Tên Ngưu Oanh này thích cái chuông quá, cứ đi vài bước lại lắc vài cái. Người đó, đừng lắc nữa. Triệu Bân mắng, khoảng cách quá gần khiến hắn nghe mà đầu óc ong ong. Nhìn giới thiệu thì hình như phải kết hợp với chú ngữ. Ngưu Oanh không cho là vậy, không biết cố tình hay vô ý mà hắn ta còn lắc mạnh hơn, miệng lầm bầm đọc mấy câu chú ngữ mà Triệu Bân nghe không hiểu. Đưa đây. Đừng có phá, cái này là của ta. Còn lắc nữa hả? Hai người trêu đùa quậy phá, đuổi tới đuổi lui trên cây cầu treo. Uỳnh. Đúng lúc này, một tiếng động lớn phát ra từ phía sau lưng. Nói chính xác hơn, phát ra từ phía lăng mộ. Hai người dừng động tác, vô thức nhìn lại. Đập vào mắt họ là âm khí cuồn cuộn thoát ra từ cánh cửa mộ đã đóng chặt. Không chỉ thế, còn có những tiếng u u. Âm thanh đó giống như tiếng gào khóc của lệ quỷ, hai người nghe thấy mà lòng dạ run rẩy. Xác chết, vùng dậy à, Ngưu Oanh âm thầm nuốt nước bọt. Cất cái chuông bắt hồn của ngươi đi, Triệu Bân hừ một tiếng, câu này không hề đùa giỡn, chắc hẳn cái chuông này đã quấy rầy vong hồn của vua Âm Nguyệt, đến mức thi biến rồi. Uỳnh, dứt lời, cánh cửa mộ đột nhiên nổ tung, hay nói cách khác, bị đâm cho nổ tung. Bị thứ gì đâm, là cỗ quan tài. Đúng vậy, cỗ quan tài đá bung ra rồi, nắp quan tài cũng bay lên, tông sập cánh cửa mộ. Cẩn thận! Ngưu Oanh hô lên một tiếng, nấp sau lưng Triệu Bân. Keng! Triệu Bân lập tức rút kiếm tử tiêu, điên cuồng múa kiếm, ngăn cản những khối đá vỡ đang bay tới. Cản thì cản được, nhưng hắn ho ra cả búng máu. Đá vỡ vụn không quá mạnh, nhưng sức mạnh của nó không tầm thường, chúng va vào kiếm tử tiêu âm ầm, chấn động khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đau đớn. Bịch, bịch, bịch! Còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng bịch bịch tuy chậm nhưng có tiết tấu. Phải nghe kỹ mới biết là tiếng bước chân. Có lẽ vì cơ thể quá nặng nề nên mỗi bước đặt xuống luôn vang lên tiếng bịch, đến cả cây cầu treo cũng lắc lư vì chấn động. Trời đất! Ngưu Oanh hô ầm lên, hắn ta đứng không vững vì cây cầu này cứ dao động. Triệu Bân cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn về cửa mộ, âm khí trào ra mãnh liệt, một bóng người đang từ từ bước ra. Đó chính là vua Âm Nguyệt. Là vua Âm Nguyệt không có đầu. Phần xác vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí cơ thể vẫn mặc áo giáp, tay xách theo một cái kích, giống như âm binh đến từ địa ngục, chẳng khác nào ma thần tới từ cửu u, từ đầu đến chân cuồn cuộn âm sát, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Bân và Ngưu Oanh cuối cùng cũng đứng vững, đồng loạt nhìn lên rồi âm thầm nuốt nước bọt. Hình thể của vua Âm Nguyệt quá cao lớn, nhìn dáng người chắc phải cao tới 2 mét rưỡi, trước mặt vua Âm Nguyệt, hai người họ chẳng khác nào hai đứa con nít. Vua đúng là vua, chết rồi vẫn là vua. Đây là lời bình phẩm của Triệu Bân dành cho vua Âm Nguyệt. Dù là thi thể, dù không có đầu, nhưng vua Âm Nguyệt vẫn mang khí thế ngút trời, vẫn hùng dũng oai vệ, chỉ riêng khí thế đó thôi, hắn đã không đỡ nổi rồi. Ta nhớ rằng chuông bắt hồn có thể điều khiển được xác chết. Ngưu Oanh nói rồi định lôi chuông bắt hồn của hắn ta ra. Điều cái đầu ngươi. Triệu Bân mắng ầm lên rồi xách Ngưu Oanh đi thẳng. Điều khiển xác chết, còn phải xem là ai đã chứ. Cỡ vua Âm Nguyệt mà có thể bị chuông bắt hồn khống chế chắc. Nếu được thì còn đến lượt ngươi à. Vậy lão pháp sư kia chẳng triệu hồi ông ta ra từ lâu rồi cơ. Ngưu Oanh không dám làm loạn nữa. Hai người đi qua cầu treo, lại quay về đường vào mộ, chạy nhanh hơn cả thỏ. Cộp, cộp, cộp. Phía sau bọn họ là tiếng bước chân trầm thấp, không cần đoán cũng biết là của vua Âm Nguyệt. Mạnh quá vậy. Ngưu Oanh ngoái lại nhìn mấy lần liền, sắc mặt trắng bệch. Con mẹ ngươi, ngươi lấy đồ của ông ta à? Triệu Bân mắng hỏi. Không có. Không có mà ông ta đuổi theo chúng ta làm gì? Thôi được, ta lấy một viên linh châu thôi mà. Ta. Triệu Bân khó thở, suýt nữa thì phun máu tại chỗ. Trả ngọc nè. Ngưu Oanh cười khan, móc ra một viên linh châu rồi ném về phía sau. Đúng thật là không thể động vào vật trong nhà âm được. Cũng may, thả viên ngọc xong thì tiếng chân cũng dừng lại. Hai người thấy vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ 3 giây sau, lại có tiếng chân vang lên, âm khí lúc này bao quanh bọn họ. Ta trả ngươi rồi còn gì?
đừng có gào nữa, con mẹ ngươi. Triệu Bân xoay người đạp bước phong thần, kéo Ngưu Oanh đi như bay. Dung. Trong lúc đang chạy trốn, đột nhiên có một cánh cửa đá bật lên, chặn đường lại. Có lẽ đây là cơ quan mà người tạo ra khu mộ này bày ra, một khi có người làm phiền vong linh thì đừng hòng chạy trốn. Hoặc là để chặn vua âm nguyệt lại. Trước đó ông ta quá mạnh, sau khi chết rồi biến thành xác, nếu có người khống chế ông ta ra khỏi mộ cổ thì có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị hại. Muốn giết chết chúng ta sao? Ngưu Oanh thay đổi sắc mặt, sợ suýt tè ra quần. Uy Long. Vẫn là Triệu Bân, hắn trực tiếp phùng Uy Long trưởng ra. Cửa đá rung chuyển, nhưng chẳng bị vỡ ra. Mà Triệu Bân thì bị chấn động vào cả xương cốt, phun ra một ngụm máu tươi. Mở ra cho ta. Ngưu Oanh hét lên, tay cầm kiếm Long Uyên chém. Keng keng. Cửa đá rất kỳ lạ, rõ ràng là đá nhưng kiếm Long Uyên chém vào lại như chém phải thép. Tiếng kim loại vang lên thanh thúy, mà còn tạo ra tia lửa. Phụt. Ngưu Oanh cũng phun máu, kiếm Long Uyên bị rớt khỏi tay, bay đến chỗ Triệu Bân. Tránh ra. Triệu Bân hét lên, đẩy Ngưu Oanh ra rồi ném ba cái phi đao vào cửa đá. Vào lúc chúng chạm vào cửa đá, hắn mới dẫn nổ bùa nổ. Đoàng, bụp, đoàng. Ba tiếng nổ vang lên liên tiếp, có khói lửa cuồn cuộn, có sấm sét xé rách. Cửa đá thì vẫn hoàn toàn yên ổn. Triệu Bân không bất ngờ mấy. Thuật độn thổ và thuật xuyên tường còn không có hiệu quả thì sao mà dùng bùa nổ cho được. Dường như con đường này dùng loại cửa đá cực kỳ dày, cực kỳ đặc biệt để xây nên. Phá không vỡ mà nổ cũng không ra, như để ép chết bọn họ ở đây. Nếu là bình thường thì không sao. Nhưng phía sau bọn họ lúc này còn có một vua âm nguyệt cực kỳ đáng sợ. Ông ta quá mạnh mẽ. Người cỡ này chỉ đứng cho bọn họ chém thôi cũng chưa chắc đã mất tí thịt nào. Cộp, cộp. Trong lúc ấy, tiếng bước chân đã tiến gần đến. Chưa thấy vua âm nguyệt đâu, nhưng đã thấy âm sát khí cuồn cuộn, lạnh lẽo vô bờ, đến cả đốm lửa đang cháy trên người Triệu Bân còn phải tắt ngóm. Thôi xong, thôi lần này chết chắc rồi. Sắc mặt Ngưu Oanh trắng bệch. Giờ hắn ta đang ngầm tự tát liên hoàn vào mặt mình. Hắn ta dám dùng chuông bắt hồn để làm phiền vua âm nguyệt. Bù, bù, bù. Triệu Bân không nói, ném liền 9 cái phi đao ra. Bụp, đoàng, đoàng. Lại là tiếng nổ, nhưng chẳng làm con đường chấn động chút nào, kể cả vua âm nguyệt cũng vậy. Thậm chí hắn còn chẳng ngăn được ông ta, chẳng khác gì gãi ngứa. Không phải vì bùa nổ không đủ bá đạo, mà là vua âm nguyệt quá đáng sợ. Dù có kéo một xe bùa nổ đến chắc cũng chẳng làm ông ta rung chuyển. Phụt. Triệu Bân lại phun máu, vì tiêu hao quá nhiều sức, cũng vì bị thương quá nặng. Hết đường sống. Hắn không còn gì để thi triển ra nữa, xuyên tường vô dụng, độn thổ cũng không có ích, không nổ được cửa đá, cũng không làm gì được vua âm nguyệt. Thứ chờ đợi hắn chính là phán quyết tử vong. Cộp, cộp, cộp. Vua âm nguyệt đối diện bọn họ chưa hề dừng bước, tay cầm một cái kích cổ lớn. Đi bước nào dung chuyển bước ấy. Ông ta chẳng cần ra tay, chỉ nguyên âm sát khí đó cũng đủ để khiến Triệu Bân và Ngưu Oanh đứng không vững rồi, còn cả khí thế cực kỳ đáng sợ kia nữa, ép khiến cả hai cùng phun ra máu. Ong! Chính vào lúc này, từng cánh cửa đá mạnh mẽ đổ vỡ. Soạt! Có cơn gió khẽ thổi, không biết là ai ném đai ngọc đến cuốn vào eo hai người rồi mạnh mẽ kéo cả hai về. Khi quay lại nhìn, thì là một người phụ nữ mặc áo tím. Triệu Bân thấy vậy thì không khỏi sửng sốt, đó chẳng phải tiên cô áo tím hỏi đường hắn hay sao? Người có một con thú cưỡi là con bạch hạc ấy. Tiên cô không nói gì, chỉ nhìn vua âm nguyệt. Thần thái của bà ta cực kỳ nghiêm trọng, không nói đến Triệu Bân và Ngưu Oanh, cảnh giới địa tàng như bà ta còn phải run rẩy, khói tím cuốn quanh người ba ta cũng bị khí âm dập tắt. Đoàng, đoàng, đoàng. Bước chân của vua âm nguyệt vẫn không dừng, cây kích trong tay ma sát với mặt đất. Tạo ra những tia lửa. Âm thanh ken két khiến người ta tuyệt vọng. Vương, cát bụi về với cát bụi, đất quay về với đất đi thôi. Tiên cô áo tím chuyển động, bước lên trên rồi quỳ xuống, hai tay chạm đất như đang bái kiến hoàng thượng vậy. Bà ta không chỉ cung kính mà còn rất nể sợ. Vương, cát bụi về với cát bụi, đất quay về với đất đi thôi. Lời nói của tiên cô áo tím như có ma lực kỳ lạ, ít nhất là Triệu Bân nghĩ như vậy. Bởi vì khi nghe xong sẽ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, còn ác hơn cả tiếng chuông bắt hồn. Ngưu Oanh cũng không khác gì,
hắn ta đã cảm thấy choáng váng đầu óc. Vua Âm Nguyệt không dừng lại, bước chân của ông ta càng lúc càng nặng nề hơn, từng tiếng bịch bịch vang rền. Triệu Bân cùng Ngưu Anh sắp muốn tè ra quần tới nơi, bọn họ liền quay đầu định chạy trốn. Chỉ có Tiên Cô vẫn cung kính quỳ ở đó. Lần này, những lời mà Tiên Cô đang lẩm bẩm trong miệng khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi, cứ lẩm bẩm một chuỗi dài như thế. Thi ngữ, Triệu Bân lẩm bẩm. Người có ngôn ngữ của người, quỷ có ngôn ngữ của quỷ, những vong linh ngủ yên này cũng tự có ngôn ngữ của mình. Chỉ có điều, chuyện đó có rất ít người biết. Làm gì có ai tự nhiên lại đi nói chuyện với thi thể bao giờ? Bang! Vì những lời không thể hiểu được của Tiên Cô áo tím, Vua Âm Nguyệt cuối cùng cũng đã dừng bước chân, thân thể kịch liệt run rẩy, âm khí sương mù mãnh liệt càng lúc càng hoành hành. Từ bên trong, dường như có thể nghe thấy tiếng gầm thét, xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau, tức giận, không cam lòng, buồn bã, oán hận và tâm trí không ổn định của vị Tiên Cô áo tím. Nhìn Triệu Bân và Ngưu Anh, cả hai đều đã hộc máu. Vua Âm Nguyệt quá mạnh mẽ, ở đây hiển nhiên chẳng ai có lực chiến ngang hàng với ông ta. Rất nhanh, tiếng gầm thét đã chấm dứt. Âm khí sương mù vẫn hoành hành bao phủ lấy thi thể của Vua Âm Nguyệt, nhưng khi chúng tản ra thì không còn thấy tăm tích gì của ông ta nữa, có lẽ ông ta đã quay trở lại ngôi mộ cổ và tiếp tục giấc ngủ của mình. Phù! Triệu Bân và Ngưu Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều đó. Lúc này, Tiên Cô áo tím mới đứng dậy. May mắn thay, bà ta đã thuyết phục được Vua Âm Nguyệt quay trở lại, nếu không tai họa sẽ hết sức khó lường. Cảm ơn tiền bối đã cứu giúp. Hai tên tiểu bối vô cùng hiểu chuyện, một trái một phải cung kính tạ ân, nếu như không có sự xuất hiện của Tiên Cô, thì giờ này 8-9 phần là họ đã bị Vua Âm Nguyệt bóp chết rồi. Tiên Cô áo tím im lặng. Khi mọi chuyện kết thúc, hai nhân tài là Triệu Bân và Ngưu Anh đều bị trói lại. Vẫn là ngôi đạo quán nhỏ. Hai người bị trói, ngồi quay lưng lại với nhau trên mặt đất, không còn vẻ hiểu chuyện như trước đó nữa. Tiên Cô áo tím cũng ở đó. Bà ta không nhìn Ngưu Anh mà chỉ nhìn Triệu Bân, dường như bà ta đã từng hỏi đường Triệu Bân thì phải. Lần này, bà ta nhìn với ánh mắt vô cùng thâm sâu, lúc trước bà ta không nhìn kỹ, cho nên không cảm thấy được bên trong cơ thể của Triệu Bân lại có sấm sét, hơn nữa còn vô cùng mạnh, cấp bậc dĩ nhiên là không hề thấp. Tiền bối, bọn ta cũng không cố ý mạo phạm. Bọn ta đi vào trong đó để truy sát lão pháp sư, lão già đó chẳng phải là một kẻ tốt đẹp gì. Tiền bối có nhìn thấy không, tất cả những xác chết bên dưới cũng đều bị lão ta trộm. Bọn ta không hề lấy bất kỳ bảo vật nào trong lăng mộ. Hai người đều mở miệng nói, ngươi một tiếng ta một tiếng giải thích không ngừng nghỉ, chuyện này phải nói cho rõ, nếu không sẽ bị đổ lên đầu tội danh đào mộ tổ tiên nhà người ta lên. Lỡ mà làm cho Tiên Cô áo tím tức giận, thì chắc chắn bọn họ sẽ bị đá xuống quỷ môn quan ngay. Tiên Cô áo tím im lặng đứng nghe. Bà ta tin hai người bọn họ, vì khi bà ta đến thăm ngôi mộ cổ thì đã nhìn thấy thi thể của lão pháp sư, về phần ngôi mộ cũng không có dấu vết bị người khác cố ý làm hư hỏng. Bà ta cũng đã lục soát hai người, đúng là bọn họ không lấy bất cứ thứ gì từ ngôi mộ, nên tất nhiên cũng không phải là mấy tên trộm mộ. Dọn dẹp cái xác đi. Tiên Cô áo tím phất tay tháo dây thừng cho bọn họ. Được. Cả hai khập khiễng rời đi, xong việc sớm thì được về nhà sớm. Ầm. Ngay sau đó, âm thanh ầm ầm vang lên, Triệu Bân đã dùng bùa nổ đào ra một cái hố lớn. Nhập thổ vi an. Sớm ngày yên nghỉ. Hai người khá là chuyên nghiệp, lần lượt xếp thi thể vào huyệt, mỗi một lần đều rì rầm khấn vái, không cố ý mạo phạm. Sau khi xong việc, cả hai người đều nhìn về phía đỉnh núi. Nếu Tiên Cô chưa lên tiếng thì họ chưa thể đi được, muốn chạy cũng chạy không thoát. Không được nói với người ngoài về những thứ ở đây. Tiên Cô áo tím lãnh đạm nói, mang theo một tia uy nghiêm, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu dám nói ra thì cả hai người các ngươi đều sẽ bị giết, trong trời đất không có chỗ nào chứa chấp được các ngươi. Bọn ta tuyệt đối kín miệng. Vẻ mặt của hai người bọn họ vô cùng thành khẩn. Suýt chút nữa còn thề độc, thấy Tiên Cô áo tím không đáp lại, hai người mới chậm rãi xoay người, ngập ngừng bước về phía trước, rồi dần dần tăng nhanh tốc độ, sau đó rất nhanh chóng chuyển thành chạy nước rút như ngựa hoang bị đứt dây cương, chạy còn nhanh hơn thỏ, rất sợ Tiên Cô áo tím sẽ hối hận rồi bắt bọn họ đem về hầm. Ở đạo quán, Tiên Cô đứng yên một lúc lâu. Nhìn thần thái của bà ta, rõ ràng là khó che giấu được sự áy náy, lần này thời gian bà ta rời đi khá dài.
không ngờ rằng khi trở về thì lăng tẩm của vua lại trở thành chỗ dưỡng thi. Thân là người giữ mộ, bà ta thấy mình thật quá vô dụng. Nửa đêm, Triệu Bân và Ngưu Anh mới dừng lại, tìm một góc trong ngọn núi để ẩn thân. Suýt nữa thì toi mạng. Ngưu Anh ôm đầu ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Không sợ đối thủ mạnh như hổ. Triệu Bân ho ra máu, câu sau thì có lẽ ai cũng có thể tự hiểu. Ngưu Anh ho khan, đúng là hắn ta đã gây ra không ít tai họa. Triệu Bân không phản ứng, khoanh chân ngồi xuống, hắn đã bị thương nặng, cánh tay phải bị gãy xương, nội tạng vẫn còn đau dữ dội, thở không nổi, còn ho ra máu. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương cốt va vào nhau nhanh chóng vang lên, tẩy tủy dịch cân kinh và thái sơ thiên lôi quyết phối hợp với nhau, hai bài công pháp này rất huyền diệu, chữa trị nội thương vô cùng công hiệu. Công pháp này đúng là huyền ảo. Hai mắt Ngưu Anh sáng lên, chỉ tiếng răng rắc vang lên thôi cũng khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn ta cũng ngồi bắt chéo chân trị thương, vì hắn ta cũng bị thương rất nặng. Đến khi màn đêm lại buông xuống, Triệu Bân mới mở mắt. Khạc ra một bụng khí đục ngầu, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại, một ngụm linh dịch rót vào nuôi dưỡng cơ thể. Nhìn sang Ngưu Anh, hắn ta vẫn đang trị thương. Triệu Bân không quấy rầy, hắn lấy phù văn lục ra. Nghiên cứu một chút, hắn đã hưởng lợi được rất nhiều. Bên trong có ghi chép không ít về các loại bùa chú, phần lớn là nhằm vào tà ma, như ác quỷ hay cương thi, sử dụng đối với người sống ngược lại không có quá nhiều uy lực. Điều này khiến cho Triệu Bân phải suy nghĩ. Tu vi của lão pháp sư kia không hề yếu, nhưng khi chiến đấu lại quá hồ đồ, lại đi dùng bùa chú chống tà ma tấn công võ tu. Điều này cũng cho thấy từ đầu bọn họ vốn dĩ đã không chiếm ưu thế, dám đơn độc chiến đấu với lão ta, thật ra chỉ có thân thể yếu ớt vẫn còn máu thịt này chính là tấm khiên lớn nhất của bọn họ. Loại người như lão ta chỉ thích hợp đánh phụ trợ, không thích hợp nghênh chiến trực diện. Thu lại phù văn lục. Triệu Bân đứng lên, đã rút ra được cho mình chút chân lý. Sau đó, hắn niệm chú ngữ rồi kết ấn quyết. Tất cả các bước hắn đều rất chú ý thực hiện, mỗi một bước đều có chú ngữ và ấn quyết tương ứng. Miệng niệm chú ngữ, tay kết ấn quyết, đây gọi là phương pháp bấm tay thủ khí, cũng chính là phương pháp cơ bản nhất. Những phương pháp phức tạp khác còn cần phải có sự phối hợp động tác trên dưới, bước chân phải cân đo đong đếm, chia ra rất nhiều loại, như ngũ hành bát quái. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Trong lúc kết ấn và niệm chú, động tác tay, miệng niệm chú cộng với động tác chân cần phải phối hợp đồng bộ. Hơn nữa, trong quá trình này còn có thể xảy ra thiên biến vạn hóa. Bất kỳ một sơ suất nhỏ nào, hoặc giả chú ngữ có sai sót hay điểm tác động không đúng, thì đều có thể dẫn đến thất bại, giống như phép vẽ bùa nổ vậy. Nói đến bùa chú, trong sách cũng có. Chỉ có điều hầu hết đều đã bị tàn phá, chỉ còn có một số ít hữu dụng. Phong. Triệu Bân quát lên trong lòng, ấn quyết cố định, đánh ra một tấm bùa lớn hướng về phía tảng đá lớn đối diện, nhưng không thể phá vỡ tảng đá. Lá bùa lớn đánh ra trông rất đẹp mắt, nhưng cái uy lực này thì... thật không dám khen, cái uy lực này chẳng bằng một trưởng trực tiếp của võ tu. Thứ bảng môn tả đạo này có gì để học đâu. Không biết Ngưu Anh đã tỉnh lại từ lúc nào, nhưng khi nhìn thấy Triệu Bân thi triển một lá bùa, hắn ta không khỏi bĩu môi. Nếu Triệu Bân dùng cách này đánh với hắn, hắn có thể đánh Triệu Bân đến phát khóc. Triệu Bân không phủ nhận điều này. Kết ấn cần có thời gian, đối thủ chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian này. Chưa niệm xong một câu chú và kết xong một ấn quyết thì có khi đã bị hạ gục rồi. Đương nhiên, nếu tốc độ kết ấn đủ nhanh thì lại là một vấn đề khác. Kỹ thuật nào cũng có những chuyên môn riêng biệt. Trong việc đánh yêu thú, võ tu có thể thành thạo hơn pháp sư. Nhưng trong việc đánh cương thi thì pháp sư bằng môn tả đạo có lẽ còn có uy lực đáng sợ hơn. Chiến đấu bên ngoài cũng cần phải nhìn kỹ xem đối thủ của mình là ai. Vẫn là cái chuông của ta tốt hơn. Ngưu Anh cười tâu toét, lấy chiếc chuông bát hồn ra lắc lắc mấy cái. Triệu Bân phớt lờ hắn ta, tiếp tục nghiên cứu phù văn lục. Kỹ thuật nhiều cũng không đè chết mình được, học thêm một chút cũng chẳng phải là chuyện gì xấu, nói không chừng ngày sau còn phải dùng đến. Phù văn lục này tương lai chắc cũng không thiếu chỗ để dùng. Đi thôi, chúng ta trở về làng, ta mời ngươi uống rượu. Ngưu Anh thu lại chuông bắt hồn, không cần biết Triệu Bân có đồng ý hay không, hắn ta đã đứng lên rời đi. Sau khi cùng nhau trải qua sinh tử, hắn ta thấy Triệu Bân là người tốt, đã nhiều lần yểm trợ cho hắn ta,
gặp nguy hiểm cũng không bỏ hắn ta ở lại. Triệu Bân cũng không từ chối. Hai người lại lên đường, vượt qua ba ngọn núi, đi ngang qua chợ còn dạo quanh một chút, mua đủ thứ lặt vặt, nghe tên mập nói là mua mang về cho bọn nhỏ. Tiếp đó, trên đường đi bọn họ không nói gì nữa. Khi trời vừa hửng sáng, hai người dừng lại trước một sơn cốc. Triệu Bân nhìn quanh, chắc đúng là chỗ này rồi. Vượt qua sơn cốc sẽ thấy một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi núi và sông, nơi đó được gọi là Ngưu Gia Trang. Mới sáng sớm mà các ống khói trong làng đã bốc khói nghi ngút. Ngôi làng mộc mạc giản dị, phần lớn là gạch xanh lợp ngói, con đường làng ngoằn ngoèo được núi sông ôm trọn lấy, nơi đây giống như một thiên đường tách biệt với những ồn ào xô bồ ngoài kia. Quả nhiên là Ngưu Gia Trang, mọi người ở đây đều có họ Ngưu. Triệu Bân đi hết một vòng, ánh mắt kỳ quái, hắn nhìn thấy mọi người, bất luận là người già hay con nít đều rất bình thường, nhìn lại người đang đi bên cạnh hắn, thật không biết tại sao lại đen đến vậy. Do ta hay phơi nắng, Ngưu Anh ho khan nói. Phơi nắng tốt, phơi nhiều thì giết được vi trùng, Triệu Bân giật giật khóe miệng nói. Ngưu Đản Nhi. Ngưu Anh hô lên một tiếng, sau đó một đám con nít đang chơi đùa đằng xa liền chạy đến tụ tập xung quanh hắn ta. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng có phần, đều là những thứ lặt vặt mà hắn ta mua được ở chợ. Rất nhiều người lớn cũng đi ra ngoài, bọn họ đều thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ngưu Anh, nhưng khi nhìn thấy Triệu Bân thì đều lộ ra vẻ tò mò, làng của họ trước nay rất ít khi có khách tới. Người dân trong làng rất hiếu khách, thịnh tình tiếp đãi. Triệu Bân thấy trong làng này không có nhiều võ tu, tính cả Ngưu Anh vào thì cũng chỉ có 6 người, trong đó, 5 người còn lại đã lớn tuổi, mà tu vi cũng chưa vượt qua cảnh giới ngưng nguyên. Cũng đúng thôi, việc tu luyện hao tốn cực kỳ nhiều tài nguyên. Như hắn có cửa hàng binh khí để nuôi thân mà nhiều khi còn chịu không nổi, huống hồ là ở đây. Ăn cơm xong, Ngưu Anh đi ra sau núi. Hắn ta ra đó để an táng cho ông trưởng làng. Lúc trước thi thể của ông ấy bị lão pháp sư trộm đi, hắn ta đã đoạt lại được, hắn ta vốn là cô nhi, chính ông trưởng làng đã nuôi lớn hắn ta, làm sao hắn ta có thể không gánh vác trách nhiệm này. Bên này, Triệu Bân tìm đến một gian nhà tranh. Hắn thực sự là một kẻ say mê võ đạo, hắn thu mình trong nhà tranh để tiếp tục nghiên cứu phù văn lục. Hắn đã lĩnh ngộ được 8 phần chân lý bên trong đó. Sau đó hắn lại ngồi thiền luyện thể. Ngoại thương của hắn tuy đã phục hồi, nhưng nội thương thì vẫn còn âm ỉ. Trong lúc này, hắn cũng theo dõi Nguyệt Thần. Cô nàng này vẫn đang ngủ say, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đêm đến, bên ngoài có tiếng người gọi hắn. Hắn còn chưa kịp trả lời, thì Ngưu Anh đã đi vào, kéo Triệu Bân đứng dậy rời đi. Nhìn kìa! Sau khi ra khỏi cửa, tên mập chỉ về một hướng nói. Cái gì? Triệu Bân đi theo Ngưu Anh. Phóng tầm mắt ra xa theo hướng ngón tay của hắn ta vừa chỉ, liền nhìn thấy một ngọn núi khác tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, thoạt nhìn quả thực trông như một ngọn núi vàng. Ta không nói dối ngươi, nhà của bọn ta có núi vàng, Ngưu Anh cười tâu tuét nói. Không phải chữ vàng, hẳn là một cái lồng vàng, Triệu Bân lẩm bẩm, ban ngày thì nhìn không rõ, nhưng ban đêm ngọn núi vàng nhìn đặc biệt chói mắt. Ông nội nói, bên trong đó còn có thần linh. Nhưng ta không tin. Ta lẻn vào xem, cũng không thấy gì kỳ lạ. Nó phát sáng vào ban đêm. Tên mập chậm rãi nói, giới thiệu ngắn gọn về lai lịch của núi vàng. Không có võ tu nào tới thăm sao, Triệu Bân hỏi. Bọn ta quê nghèo đất hoang, không có ai rảnh đi tới đó, Ngưu Anh ho khan nói, cũng có người chạy tới đó nghiên cứu, nhưng mới được một tháng đã rời đi rồi. Ánh sáng vàng đó đến từ đâu? Triệu Bân lẩm bẩm, đi về hướng đó. Không biết đây là hiện tượng dị thường gì. Bên trong rừng núi âm u, Triệu Bân và Ngưu Anh một trước một sau, thẳng đường đi về phía trước. Vào ban đêm, chướng khí khá mạnh. Triệu Bân rất tự giác, bề ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong tay áo đã âm thầm kết pháp quyết. Đột nhiên, gió hú điên cuồng. Chướng khí nồng nặc bị thổi bay tan tác, tạo thành những đốm sáng vàng rũ xuống. Đây là thuật độn gió. Thuật độn gió đơn giản nhất. Gọi là đơn giản nhất vì thi triển nó thậm chí không cần phải niệm chú, chỉ cần thủ khí kết pháp quyết cho tốt, hiện tại đạo hạnh của hắn vẫn còn thấp, nếu đạo hạnh của hắn đạt tới đỉnh phong theo 5 tháng, thì thuật độn gió này của hắn nói không chừng còn có thể cuốn bay một ngọn núi. Suy cho cùng, vẫn phải xem tự thân hắn sẽ phát triển như thế nào.
Bây giờ có thể dùng để thổi bay chướng khí là tốt rồi. Ngưu Anh quay lại nói, ngươi có vẻ rất hứng thú với mấy thứ bảng môn tà đạo hả? Không có chuyện gì để làm, lấy nó ra làm thú vui cũng không tệ. Triệu Bân cười nói, ấn quyết lại biến đổi, hình thành một quả cầu lửa giữa không trung để chiếu sáng. Không cần phải nói, đó chính là thuật độn lửa. Cũng giống như thuật độn gió, đây cũng là trình độ cơ bản nhất, dùng trong lúc đánh nhau chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí, tốc độ rất chậm, không có sức tấn công. Nhưng Triệu Bân không vội. Theo như Nguyệt Thần nói, khi bản thân mạnh đến một cấp độ nhất định, thì cho dù dùng thuật độn lửa sơ cấp cũng có thể đốt sạch sông lớn, cho nên mới nói, tự thân mạnh mẽ mới là đạo lý vững chắc nhất. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi đến chân núi vàng. Núi này cao chừng mấy trăm trượng, đứng gần nhìn cũng không cảm thấy quá sáng chói, chỉ là do ban đêm trời tối có thêm ánh trăng chiếu sáng khắp nơi mới khiến cho nó trở nên nổi bật so với những nơi khác. Không phải tự mình nó phát sáng, chính là do phản xạ ánh trăng mới tạo nên màu vàng này. Đây là một nơi tốt để tu luyện. Triệu Bân ngẩng đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có tinh hoa nhật nguyệt lấp lánh. Ta thấy không phải, Ngưu Anh nói. Triệu Bân lắc đầu, ngoại trừ việc có màu vàng, thì ngọn núi này không có gì khác so với những ngọn núi bình thường. Phía dưới có mỏ vàng không nhỉ? Ngưu Anh cười ha hả, xoa xoa đôi bàn tay đen sạm của mình. Ý của ngươi là, bảo ta đi xuống xem thử một chút hả? Triệu Bân vẫn quan sát từ trái qua phải, thỉnh thoảng duỗi ngón tay gõ vào vách đá. Nếu có một mỏ vàng, thì chúng ta phát tài rồi. Đôi mắt nhỏ của Ngưu Anh phát sáng, hai tay như cũng sắp trà ra tia lửa, khi hắn cười không nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai hàm răng, mà răng cũng không trắng lắm. Thiên linh linh địa linh linh, đột. Triệu Bân chui xuống đất, còn đọc một loạt chú ngữ mà chẳng giống chú ngữ chút nào. Bí pháp hay. Ngưu Anh ngồi xổm xuống, thuật độn thổ thật huyền ảo, vừa chui xuống đã mất tăm. Bên dưới, Triệu Bân chui xuống một đường. Cho đến khi không thể chui xuống được nữa, mặt đất quá cứng để hắn có thể độn thổ tiếp, nếu cứ tiếp tục chui tiếp thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào tường. Sau khi chui lên lại, hắn bất đắc dĩ nhún vai. Không có mỏ vàng, mà nếu có thì ánh sáng dưới đó cũng sẽ không thể phản chiếu trên sườn núi. Nếu có thì chúng ta có thể đi chè chén say sưa một trận rồi. Ngưu Anh cũng nhún vai, hắn ta vốn nghĩ mình có thể phát tài. Ta ở lại đây tu luyện, người muốn đi đâu thì đi đi. Triệu Bân xắn tay áo leo lên núi. Nửa đêm rồi mà ngươi rảnh rỗi quá. Ngưu Anh liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, ngáp dài hết cỡ. Thân thủ của Triệu Bân rất phi thường, chẳng mấy chốc đã leo lên tới đỉnh núi. Đúng như hắn nói, đây là một nơi tốt để tu luyện, có thể do là quá cao, còn có mây mù tung bay, linh khí khá đậm đà, xen lẫn với tinh tú và ánh trăng, phản chiếu ánh sáng dị thường. Ngày mai hẳn là đại thọ của Liễu Thương Không. Trước khi bắt chéo chân nhắm mắt, Triệu Bân lẩm bẩm. Cha vợ mà, con rể làm sao lại không chuẩn bị quà mừng thọ, chính là một cái bô lớn làm bằng sắt nguyên chất. Hắn tính rất đúng, quả nhiên là đại thọ. Sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, quang cảnh trước cửa lớn Liễu gia đã vô cùng hoành tráng, lụa đỏ lớn treo cao, thảm đỏ trải dưới chân cũng thật lớn, nếu không có chữ thọ lớn treo trước cửa, người khác nhìn vào có khi còn tưởng là lão già nhà này cưới thêm vợ. Người đến chúc thọ không ít. Có thể nói, chỉ cần là người có máu mặt tại thành Vong Cổ đều sẽ chạy tới đây chúc thọ, ngay cả người ở thành kế bên cũng tới đây không ít. Lý do là nể mặt Thiên Tông, đại tiểu thư nhà này có sư phụ là người của Thiên Tông, không bao lâu sau sẽ đến Thiên Tông để tu hành. Đó là nơi mà một tòa thành nhỏ nhoi như thành Vong Cổ không thể nào sánh được. Đều là thiên kim Liễu gia, mà nhìn Liễu Như Nguyệt và Liễu Tâm Như đi, khác nhau một trời một vực. Kẻ mù lấy phế vật, đúng là trời đất xe duyên. Giữ khẩu đức một chút đi, Triệu Bân người ta đã chọc ghẹo gì ngươi chưa? Tiếng xì xào bàn tán rất nhiều, đám đông tới Liễu gia, nhìn thấy Liễu Như Nguyệt liền không tự chủ mà kéo tới chuyện của Liễu Tâm Như và Triệu Bân, tất nhiên là không thể thiếu những lời châm chọc cũng như tiếc nuối. Triệu gia không phái người đến à? Nhiều người nhìn về phía cửa, muốn xem Triệu gia có phái người đến hay không. Đến cái bóng cũng không thấy. Nghĩ cũng đúng, tuy là người thân nhưng cũng là kẻ thù. Một hôn lễ thay xà đổi cột nhà đã khiến cho Triệu Gia và Triệu Bân trở thành trò cười lớn nhất ở thành Vong Cổ này.
bây giờ người của Triệu gia mà tới đây thì chắc chắn không phải để chúc thọ, mà là để đập phá. Chưa kể, Triệu gia đúng là có ý tưởng này, nhưng lại bị cường thế áp chế, họ không sợ Liễu gia, mà họ kiêng dè Thiên Tông, tông môn khổng lồ đó không thể dây vào được. Cảm ơn các vị đã nể mặt. Liễu Thương Không của ngày hôm nay là một người có khí chất thanh cao, mặc áo choàng tím vàng, khuôn mặt tươi sáng vinh quang, khí tức sợ rằng còn thịnh vượng hơn cả thời kỳ trai trẻ, tướng ngồi oai vệ vì có một đứa con gái khiến cho mình nở mày nở mặt. Liễu Như Nguyệt tất nhiên cũng ở đây. Sau khi bái sư phụ của Thiên Tông, khí chất của cô ta giờ đây đã khác hẳn, trông càng lúc càng giống sư phụ của mình hơn, thể hiện sự duyên dáng trong từng cử chỉ, vô cùng lạnh lùng và cao ngạo. Thiên Tông đến rồi. Gã sai vặt ở ngoài cửa hô to lên, có lẽ là do gã quá kinh ngạc, cho nên tiếng hô cũng trở nên lắp bắp. Thiên Tông. Tất cả quan khách trong vườn đều kinh ngạc, và đứng bật dậy ngay lập tức. Thiên Tông đến chúc thọ, đây là đã nề mặt đến nhường nào chứ? Nhìn sang Liêu Thương Không, hai mắt của lão ta sáng rỡ, vui sướng đến mức muốn bay lên chín táng mây. Tiệc đại thọ này đúng là giúp cho lão ta được nề mày nề mặt. So với chuyện này, thì chuyện tiên trang bị trộm hay chuyện cửa hàng binh khí bị đóng ca đều chẳng phải là vấn đề gì to tát. Mời, xin mời vào trong. Dưới sự theo dõi của quan khách, một thanh niên áo trắng bước vào trong, quần áo không dính một hạt bụi, khí chất ngời ngời, trên tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy nhịp nhàng, hưởng thụ ánh mắt kinh sợ của thế nhân. Nói là Thiên Tông tới chúc thọ thì cũng không chính xác. Gã này chỉ là một đệ tử, không thể đại diện nổi cho Thiên Tông. Nhưng chỉ như vậy cũng đã khiến cho Liễu gia phải đặc biệt tiếp đãi rồi. Từ xưa đến nay, những người có thể tiến vào Thiên Tông thì ít nhất cũng phải là con của những gia tộc lớn. Gã là đàn ông à? Ngươi không nghĩ đó là con gái sao? Sao còn có cả son phấn? Chưa từng thấy qua. Hoa Dương, đệ tử đời thứ ba của Thiên Tông, đồng môn với Liễu Như Nguyệt. Tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng rôm rả hơn. Hoa sư huynh, Liễu Như Nguyệt đã đi ra ngoài đón, cười nói thản nhiên. Nụ cười này thật đẹp, trông hai người rất xứng đôi. Trong lòng Liễu Thương Không thầm vui mừng, so với phế vật Triệu Bân thì Hoa Dương này tốt hơn nhiều, có con rể là đệ tử Thiên Tông thì lão ta càng nở mày nở mặt hơn. Chúc tiền bối phúc như Đông Hải. Hoa Dương cười, trông rất lịch sự nho nhã, thông hiểu lễ phép, chủ yếu là vì muốn giữ hình tượng. Nếu không phải vì Liễu Như Nguyệt thì gã cũng chẳng thèm quan tâm đến cái gia tộc tiểu tốt này. Vừa dứt lời, quà tặng cũng đã dâng lên. Đó là một chiếc hộp bảo vật, tuy rằng bị niêm phong nhưng vẫn có mùi thơm của đan dược thoảng ra ngoài, không cần nói cũng biết đó chính là một viên đan dược chân chính, phẩm cấp không hề thấp, quan khách đứng xem hai mắt đều sáng rỡ. Người tới từ Thiên Tông này quả nhiên rất hào phóng. Triệu gia đến. Ngoài cửa lại vang lên tiếng hô lớn. Thật sự đến rồi kìa, ánh mắt của quan khách đều bị hút về phía cửa. Tiến vào tầm mắt họ lúc này là Võ Nhị. Hắn ta chậm rãi tiến vào trong, cầm trong tay một chiếc hộp ngọc. Trước khi đi thiếu gia của hắn đã dặn dò, lúc tổ chức đại thọ phải đưa món quà này tới đây, buổi tối người ta có thể phải dùng tới. Rõ ràng là hắn ta tới thay Triệu Bân. Mấy lão già có mặt vuốt râu nói, như vậy cũng tốt, cũng đỡ phải lúng túng. Chúc Liễu lão già thọ tỷ Nam Sơn. Võ Nhị hùng hổ dâng hộp ngọc lên. Ừ, Liễu Thương Không đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ khẽ ừ một tiếng, không mặn không nhạt, cho đến hôm nay lão ta vẫn còn bực bội chuyện của cửa hàng binh khí, khó tránh khỏi giận cá chém thất đối với đứa con rể phế vật. Quản sự Liễu ra bước tới, thản nhiên đưa tay ra nhận lấy. Có lẽ là do lão ta đã xem thường sức nặng của hộp ngọc, không chuẩn bị gì nên cầm không chắc được, khiến cho cái hộp rơi xuống đất. Răng rắc, keng keng. Hai âm thanh này vang lên không theo một thứ tự cụ thể nào, hộp ngọc vỡ, thứ trong hộp ngọc rơi ra, đáp xuống đất kêu keng keng. Hả? Nhìn thấy thứ đó, quan khách có mặt đều trợn tròn mắt, ngay cả Hoa Dương nhìn thấy cũng không khỏi giật giật khóe miệng, thứ này thật quá gai mắt. Đó là một cái bô. Cha. Một cái bô làm bằng sắt nguyên chất à? Đứa con rể này thật có tâm nha. Sau một khoảng lặng, mấy lão già có mặt đều biến thành mấy kẻ vô lại, xoa tay vuốt râu, thần thái hết sức tán thưởng, còn lời nói thì hết sức thâm thúy. Hôm nay có thật nhiều kịch hay. Nói không ngoa, cái bô do Triệu Bân tặng còn chói mắt hơn nhiều so với đan dược của Hoa Dương, người ta không đến cũng không sao, nhưng tặng đến cái bô làm bằng sắt nguyên chất này cũng đã xem như là cho chủ tiệc mặt mũi rồi.
không chỉ chiếm được hào quang của viên đan dược kia, mà còn khiến cho quan khách phải trầm trồ. Trong số rất nhiều món quà mừng thọ ngày hôm nay, thì chỉ có duy nhất món quà này trông dọa người nhất. Nhìn sang Liễu Thương Không, nét mặt của lão ta đã vô cùng khó coi, ánh mắt lộ vẻ nanh ác, muốn chửi thề nhưng ngại mặt mũi nên không tiện mở miệng chửi, phải nén vào trong bụng đến mức muốn đau dạ dày tới nơi. Một ngụm máu từ dưới dạ dày của lão ta lại trồi lên cổ họng, khiến cho lão ta không biết nên phun ra hay là nên nuốt xuống. Nhìn sang Liễu Như Nguyệt, sắc mặt của cô ta cũng vô cùng lạnh lẽo. Nếu không phải đang trong tiệc đại thọ, thì nhất định cô ta đã xách kiếm đi tìm Triệu Bân tính sổ rồi. Ầm ầm, tiếng sấm bỗng nổi lên, thật quá tương ứng với khung cảnh bây giờ. Vốn là một ngày tốt lành, nhưng bây giờ lại bị mây đen kéo tới che mất bầu trời, một tia sáng cũng không nhìn thấy. Tới đúng lúc lắm. Trên đỉnh núi vàng, Triệu Bân đã nhìn thấy sấm sét, hắn cởi áo choàng ra. Hắt xì hơi. Vừa xong việc thì hắn lại hắt hơi một cái, rõ ràng là có người đang mắng hắn. Ầm, ầm, đùng đùng. Sấm sét ập đến sau đó, rền vang như muốn xé toạc bầu trời. Keng, keng. Tiếng thanh kiếm va chạm chói tai cũng vang lên, Triệu Bân đang vừa vận hành Thái Sơ Thiên Lôi Quyết vừa múa kiếm. Cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi sấm sét tan biến, tu vi của Triệu Bân đã đột phá đến tầng 9. Đúng là một trận sấm sét may mắn. Trước đây hắn không thích mưa cho lắm, nhưng sau khi tu luyện Thiên Lôi Quyết, thì hắn với mưa rông còn thân hơn cả cha ruột, thêm vài trận mưa rông nữa, cảnh giới của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Ngâm, ngâm. Đột nhiên, dường như có tiếng rồng ngâm vang lên, đôi mắt của Triệu Bân đảo nhanh khi hắn chú ý lắng nghe. Rồng ngâm, quả nhiên là tiếng rồng ngâm. Thanh âm lúc ẩn lúc hiện. Chú ý lắng nghe một hồi lâu, Triệu Bân bất giác rũ mắt xuống, nhìn xuống phía dưới chân của mình. Tiếng rồng ngâm đến từ bên dưới. Nói cách khác, nó đến từ bên trong ngọn núi vàng này, cả ngọn núi dường như đang bị tiếng rồng ngâm làm cho chấn động. Khi hắn quan sát, hắn thấy sức nóng đang bốc lên từ lòng bàn chân của mình. Hắn nằm sụp xuống, tai áp xuống đất, nghe thấy tiếng rồng ngâm mạnh mẽ càng rõ ràng. Khiến cho hắn liên tưởng rằng có một con rồng đang bị mắc kẹt trong ngọn núi này, và hình như nó đang ngáp. Có rồng thật sao? Triệu Bân quỳ xuống nghe ngóng, tiếng rồng ngâm lãnh đạm giống như đang hít thở, dài hơi mà hùng hồn, đặc biệt là khí phả ra nóng vô cùng. Lúc đứng dậy, hắn thi triển độn thổ và xuyên tường. Thế nhưng đá núi quá cứng và dày, hai loại bí thuật này không khác gì để trưng. Ầm, hắn xắn tay áo, cầm kiếm Long Uyên. Chém vào từng tí một. Thực lực hắn không đủ nên chỉ có thể làm theo cách này, nếu đạo hạnh đủ cao thì một kiếm có thể chẻ đôi ngọn núi này ra rồi. Ê, ngươi làm cái gì đấy? Ngưu Oanh đến, còn cầm theo một cái sọt đựng rượu với cơm. Nhìn dáng vẻ thì là đưa cơm đến cho Triệu Bân, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của rượu thịt. Trong núi hình như có rồng đấy, Triệu Bân đáp. Có quỷ mới tin ngươi, Ngưu Oanh bĩu môi rồi quay đi. Có thật mà. Triệu Bân không cho là vậy. Khi màn đêm buông xuống, hắn mới đặt mông ngồi, mệt đến mức thở hồng hộc. Nhưng hắn cũng đã đào được một cái hố lớn, tiếng rồng ngâm càng lúc càng rõ, khí nóng cuộn trào từng đợt như sóng nước. Ngồi ở bên trong, cả người đều toát hết mồ hôi. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch rồi đứng dậy. Lần này, hắn bỏ lại kiếm Long Uyên mà cầm một sấp bùa nổ đi, định phá luôn. Ầm, đoàng, đoàng. Mà sau đó lại truyền ra những tiếng chấn động, bùa nổ được ném ra liên tục, có đá vỡ tung bay đầy trời. Vốn là một cái hang không lớn, giờ bị nổ vào càng sâu hơn. Tiếp nào. Triệu Bân uống mấy ngụm linh dịch, rồi lại ném bùa nổ. Phép này ngoài việc tiêu hao chân nguyên ra thì cũng chẳng có gì khác, chỉ cần bùa nổ đủ nhiều thì có thể phá được núi. Người bị điên à, đệch. Trong Ngưu gia trang truyền đến tiếng chửi của Ngưu Anh, khoảng cách không xa lắm. Người bình thường có thể không nghe thấy nhưng thân là võ tu, thính lực của hắn ta mẫn cảm cực kỳ, có thể nghe thấy đôi chút. Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên lại bị tiếng nổ làm thức giấc. Đáp lại hắn ta chỉ có tiếng pháo nổ. Tên mập chửi thầm, lấy chân nguyên bịt lỗ tai rồi ngủ tiếp. Lúc này, Triệu Bân dừng lại tiếp. Không dừng không được, vì dùng nhiều bùa nổ quá, tiêu gần hết chân nguyên rồi. Nhìn vào cái hang này thì đúng là sâu hơn rồi. Triệu Bân ngồi vào bên trong, hấp thụ khí nóng cuồn cuộn như đang hấp thụ linh khí. Khí nóng thậm chí còn tuôn trào,
tinh túy hơn cả linh khí. Chỉ sau nửa canh giờ mà chân nguyên đã khôi phục, tốc độ còn nhanh hơn cả uống linh dịch bổ sung chân nguyên. Long khí. Triệu Bân nhướng mày, nhìn cơ thể mình có long khí quấn quanh, bên trong cơ thể cũng vậy. Tiếng rồng ngâm đang quanh quẩn bên tai hắn không dứt, vì có long khí thấm vào, các kinh mạch trong cơ thể trở nên dẻo dai hơn nhiều, khiến hắn càng thêm tin rằng trong núi có càn khôn, có khi là rồng thật ấy chứ. Sau một hồi nghỉ ngơi, hắn lại ném bùa nổ. Tiếng nổ lại vang lên khiến chim chóc bay tán loạn. Rầm, đoàng, đoàng. Triệu Bân rất tận tâm, chủ yếu là nhiều bùa nổ quá, nổ đến nghiện rồi. Chân nguyên tiêu hao thì lại đi hấp thụ long khí, xong thì lại nổ tiếp. Cái hang này đã đủ sâu rồi. Đúng như những gì Triệu Bân nói, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, chân nguyên và bùa nổ thì hắn có thể phá nổ một ngọn núi. Đương nhiên là cũng cần rất nhiều nghị lực. Nghị lực là hắn đã nổ liền 3 ngày. Vì thế mà hắn cũng bị chửi không ít lần. Ngày nào tên mập cũng đến đây, lần nào cũng chỉ ở dưới núi chửi lên, lười đi lên đó nói chuyện cùng Triệu Bân. Có rồng thật mà. Triệu Bân kiên trì tin tưởng, nổ liên tục, bao nhiêu bùa nổ tích lũy lúc này đã thấy đáy, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Răng rắc. Trong tiếng nổ đêm, có một tiếng vỡ gì đó vang lên. Mở rồi. Triệu Bân nói nhỏ, bước đi lên xem. Lúc đi qua, hắn còn rút kiếm Long Uyên ra, hơn nữa còn chuẩn bị tinh thần khai chiến. Gờ rào. Vừa đến hang thì đã nghe thấy tiếng rồng ngâm chói tai, từng luồng long khí tỏa ra ngoài. Có lẽ là vì khoảng cách quá gần nên người nào đó bị đẩy ngã, lăn xuống đỉnh núi, kiếm Long Uyên trong tay hắn cũng bị bay ra khỏi tay, có trời mới biết được là rơi đi đâu. Ở giữa không trung, Triệu Bân chửi ầm lên. Ngọn núi này không thấp lên, leo lên thì lâu chứ ngã xuống cũng chỉ tính bằng giây bằng phút mà thôi. Độ cao thế này mà ngã xuống thì không toi đời mới lạ. Hắn không ngốc, một tay kết ấn quyết. Khi gặp trường hợp lúng túng thế này thì độn thủy là tốt nhất. Khi gần rơi xuống đất, hắn hóa một vùng đất thành đầm nước không nông không sâu rồi rơi ầm xuống. Triệu Bân chưa ra khỏi đầm nước luôn mà nhìn lên trời. Làm gì có rồng nào, chỉ là một giọt máu mà thôi, một giọt máu màu vàng. Long khí này cũng là thứ tỏa ra từ giọt máu đó, long khí ầm ầm tỏa ra lúc thì hóa thành mây, bay trong không trung, thỉnh thoảng lại hóa thành hình rồng bay quanh trời. Nhưng dù là loại nào đi nữa thì cũng có tiếng rồng ngâm gây chấn động tâm thần. Máu rồng. Triệu Bân lẩm bẩm, thần sắc nghiêm túc. Lúc này hắn mới hiểu vì sao ngọn núi này lại có màu vàng, quá nửa là vì máu rồng tỏa ra, nhưng chỉ trong đêm thì mới nhìn thấy rõ. Lúc trước không ai cảm giác được là vì máu rồng bị núi ngăn trở, nhưng giờ hắn phá ra thì cũng phá được lớp màng ngăn, nên mới khiến máu rồng bay ra ngoài. Gờ rào. Lúc hắn nhìn thì toàn bộ long khí trên trời đều đã bị máu rồng hút lại, trong đó còn có cả vô vàn linh lực. Sau khi hút sạch sẽ, nó mới từ từ rơi xuống, ánh sáng của nó lúc này càng chói mắt hơn. Đồ tốt! Triệu Bân vội vàng tiến lên một bước, đưa tay ra đón. Đó là máu rồng đấy. Lúc này thì máu rồng trực tiếp rơi vào trong cơ thể hắn. Hự,